chương 1880, tương ái tương sát khi nào. Dạ tinh thần cùng lăng lệ giao đấu tại trải qua ngay từ đầu điên cuồng trà đạp, đến đột nhiên trực tiếp cây Âu bị loại tuyên bố kết thúc. Trọng tài mộng, căn cứ hắn đối với thế cục phán đoán, cho rằng khả năng còn muốn tái chiến một đoạn thời gian, kết quả. Xong, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh nhóm cường giả cũng trợn tròn mắt. Lăng lệ đem thiên ma hoàng huyết mạch kích phát ra đến, căn cứ định luật tới nói, đằng sau khẳng định sẽ có một chàng cực kỳ thảm liệt ác chiến. Đúng thế, vô luận chính phản phái, chỉ cần một phương bộc phát át chủ bài, chiến đấu tất nhiên sẽ kéo dài. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc mấu chốt, giả tinh thần thấy được quen thuộc bóng lưng, vì nhanh đuổi theo ra đi, lựa chọn gọn gàng đánh bại đối thủ. Phù phù, lăng lệ từ lõm bức tường rơi xuống trên mặt đất, bởi vì hôn mê nguyên nhân, hiển hiện đặc thù văn tuyến tiêu tán. Hắn không muốn thua, hắn không thể thua, nhưng vẫn là thua, cái này, chính là hiện thực, trong anime nhân vật chính hoặc nhân vật phản diện còn có thể dựa vào giống to đến đề cao chuyển vận, tại văn học mạng huyền huyễn bên trong mặc cho ngươi làm sao bộc phát hát chủ bài, so với ngươi còn mạnh hơn trung quy so với ngươi còn mạnh hơn, nên nằm xuống vẫn là đến nằm xuống. Bành, quyền không trên đài, cái bàn nổ tung, thiên ma hoàng dơ lên thủ, ánh mắt lấp lóe tức giận. Tận mắt nhìn thấy coi trọng nhất nghĩa tử thảm bại cấp vạn của tông đệ tử, thể nội lửa giận hoàn toàn ép không được. Ngồi ở bên cạnh các vị mặt đại lão nhao nhao đứng dậy, bảo trì độ cao cảnh giác. Thiên Ma Hoàng, một tên đại biểu chủ sự phương lão giả lấy hết dũng khí nói, đây là vũ trụ thánh chiến, tuyệt đối không nên làm loạn. Có nhân phụ họ nói, có cái gì thù cái gì oán, chờ thánh chiến kết thúc lại nói. Hừ, Thiên Ma Hoàng thu tay lại, ngữ khí lạnh lẽo âm u nói, được làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu, còn cần các người dạy bản hoàng sao. Đám người âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn từ thiên ma hoàng trong lời nói nghe được, hẳn là sẽ không thẹn quá thành giận tại chỗ bão nổi dạng này tốt nhất, tốt nhất, bất quá, vạn cổ tông cũng đủ mãnh liên tiếp miều sát cùng đánh bại thiên ma hoàng nghĩa tử. Cựu oán khẳng định kết, trời mới biết, vũ trụ thánh chiến kết thúc về sau, thiên ma hoàng hội làm sao triển khai trả miếng đâu. Đám người nghĩ đến tận đây, không khỏi đối vạn cổ tông lo lắng, thậm chí suy đoán bọn hắn khả năng không cách nào an toàn rời đi thiên la giới. Có quan hệ vấn đề này, quân thường tiếu không có đi cân nhắc, bởi vì hắn cùng đệ tử đồng dạng nhìn xem màn sáng, nhìn về phía xuất hiện trong ống kính uyển chuyển thân ảnh thầm nghĩ hai người vẫn là gặp được giờ phút này khán giả cũng đều nhìn xem màn sáng bọn hắn không hiểu giả dạ tinh thần vì sao đột nhiên đánh bay lăng lệ vì sao đột nhiên lao ra gọi lại nữ nhân kia vạn chúng chú mục phía dưới nhỏ nhắn xinh xắn mà uyển chuyển bóng người xoay người lại thanh lệ thoát tục gương mặt hoàn mỹ tỷ lệ ngũ quan cùng tràn ngập oán hận ánh mắt không sai giải lăng dao nhìn thấy tấm kia tại trong thức hải vung đi không được mặt giả dạ tinh thần trong lòng không hiểu truyền đến nhói nhói, phảng phất bị kim đâm đồng dạng. Không nghĩ tới đi, giải lăng giao lạnh lùng cười nói, chúng ta sẽ ở vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái gặp nhau. Giả dạ tinh thần đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, lãnh đạm nói, liền không nên để ngươi còn sống. Những năm này, có quan hệ sự kiện kia, giả dạ đế từ đầu đến cuối không cách nào quên, đến sau, hắn cho rằng đều do mình mềm lòng, nếu như đưa nàng giết, liền sẽ không buồn bực như vậy. Giả dạ tinh thần, giải lăng giao hận nhưng nhìn xem hắn cắn răng nghiến lợi nói từ bị ngươi khi dễ ngày đó trở đi ta cũng đã là người chết lời vừa nói ra đám người tỉnh ngộ ở đây võ giả đều sống hơn mấy ngàn vạn năm nghe được khi dễ hai chữ lập tức minh bạch còn nữa nói người trẻ tuổi có cái yêu hận tình cừu rất bình thường năm đó ai chưa từng tại cùng một cái dòng sông trung thỏa thích trào lên qua đã chết rồi giả tinh thần thản nhiên nói vì sao còn muốn đến bởi vì giải lăng giao trong mắt oán hận giận quá thanh âm khàn khàn nói, ta muốn tại vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái tự tay giết ngươi. Ai, quân thường thiếu thở dài một tiếng, nói tương ái tương sát khi nào. Giết ta, giả dạ tinh thần lãnh đạm nói, ngươi cũng xứng. Lời nói này, rất cầu thẳng, người chết liền nên nằm tại trong mộ địa, mà không phải ra mất mặt xấu hổ. Giả dạ tinh thần quay người rời đi, hắn chính là nghĩ xác nhận một chút bóng người thân phận, bây giờ đã được đến đáp án. Chỉ bất quá, nhìn thấy giải lăng dao, nhìn thấy u oán ánh mắt, đã từng từng màn chiếm cứ thức hải cùng tư duy vùng đi không được càng nghĩ càng loạn nếu như lúc này lăng lệ còn đứng ở trên đài giả tinh thần khẳng định sông đi lên đem phiền não trong lòng cùng phẫn nộ toàn dung nhập nắm đấm chung đến cho mọi người trình diễn thảm nhất tuyệt nhân cũng chính là thi bảo tốt giận đau quá rất muốn đánh người sư đệ đúng vào lúc này tô tiểu mạt đi tới thấp giọng nói nữ nhân là cần hống giả tinh thần nhìn về phía hắn tức giận ép không được tô tiểu mạt thấy thế phía sau dâng lên ý lạnh, vội vàng xoay người rời xa. Xoát, giả dạ tinh thần hai tay chộp vào trên bả vai hắn, trực tiếp tới cái ném qua vai, sau đó cưới tại phía trên triển khai bạo vũ lê hoa oanh kích. Dầm dầm dầm, dầm dầm rầm quyền quyền đến thịt, khẩn thiết kinh bạo. Ở chỗ này tuyên bố một chút, giả dạ tinh thần không phải tại nhầm vào tô tiểu mạt, chỉ là tâm tình bực bội tới cực điểm, vừa vặn đối phương chủ động dựa đi tới. Ai, Lý Phi lắc đầu, thầm nghĩ tô sư huynh nhất định biết giả dạ sư đệ rất phiền muộn, cho nên mới chủ động sung làm đống cát để hắn phát tiết trong lòng phẫn nộ. Sơ qua, giả tinh thần dừng lại, tô tiểu mặt sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, hắn cuộn tròn lấy hai chân, hai tay mở ra nói, xem ở ngươi là sư đệ phân thượng, ta không cùng ngươi tính toán chi ly, nhưng là, đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Bành, giả tinh thần trợ lực bắn vào tới, một cái trọng quyền đánh vào trên mặt hắn, sau đó hít thở sâu một hơi, nói, dễ chịu. Hắn dễ chịu, tô tiểu mặt thống khổ, không quan trọng, có thể đem sư đệ thống khổ tái giá đến trên người mình, đó chính là làm sư huynh lớn nhất trách nhiệm. Số 9 thí sinh, người còn có thể xuất chiến sao? Trọng tài dò hỏi, có thể, tô tiểu mặt bụng mặt đứng lên, vậy liền nhanh lên đài, nếu không theo bỏ quyền tính. Trọng tài thúc giục nói, được rồi, tô tiểu mặt dọc theo trận pháp tiến vào giao đấu đài, sau đó đỉnh lấy đầu đầy u cục đem đối thủ đánh bại, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 8 tiếp tục tranh tài tiến hành. Lục Thiên Thiên cùng tiêu tội kỳ bọn người lần lượt cùng Thiên Ma Hoàng Nghĩa Tử gặp nhau, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn đem nó xóa bỏ. Quả thật, những người này đều có bi thảm tuổi thơ, nhưng bọn hắn đã bị thuần thành tàn nhẫn sói hoang, cho nên quân thường thiếu có ý tứ là có thể diệt trừ liền diệt trừ, để tránh bọn hắn trợ trụ vi ngược. Không bao lâu, vòng thứ 8 toàn bộ kết thúc, lưu tại tổng quyết tái võ đài lên thí sinh vẻn vẹn còn lại 64 danh. Trong đó vạn cổ tông đệ tử chiếm cứ 20 cái danh ngạch, thiên ma hoàng nghĩa tử chiếm cứ 30 danh ngạch, còn lại thì là những tinh hệ khác không xứng có danh tự thiên tài đứng đầu. Các lộ người xem kết hợp trước mấy vòng thí sinh biểu hiện đến xem, phần lớn nhận định vạn cổ tông đệ tử đoạt giải quán quân không chút huyền nghiệp. Động một chút lại miểu sát, động một chút lại dây thắng, đơn giản mạnh đến không thể lý giải. Thứ 9 vòng, trọng tài cao giọng tuyên bố, rút thăm, lấy lục thiên thiên cầm đầu vạn cổ tông đệ tử theo trình tự lần nữa thu hoạch bảng số, giả tinh thần thì rút đến số 1, cái này đại biểu thứ 9 vòng trận đầu từ hắn tới trước. Mời thí sinh tiến vào giao đấu đài, xoát, trọng tài vừa mở miệng, giả tinh thần liền đi đi qua. Khi hắn truyền tống đến giao đấu đài, khi thấy đối thủ là giải lăng giao về sau, cả khuôn mặt lập tức kéo xuống. Ngóa, quân thường tiếu đứng lên, hét lớn có phải hay không cố ý an bài tốt. Quân tông chủ, đứng ở đằng xa chủ sự phương cường giả nghiêm túc nói, vũ trụ thánh chiến kỳ trước tôn chỉ là tuyệt đối bất ý khí dụng sự, tuyệt đối không lọt phán bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, tuyệt đối trọng tài công chính xinh đẹp, xin ngươi đừng có bất kỳ chất vấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1881, giữa bọn hắn ân oán, chính bọn hắn đi kết. Dạ Tinh Thần vừa cùng giải lăng giao tại màn sáng bên trong trình diễn vừa ra yêu hận tình cứu tiết mục, vòng sau giao đấu lập tức liền xứng đôi lên, cái này khiến quân thường thiếu cảm giác là bị cố ý an bài chủ sự phương cho trả lời chắc chắn ý tứ rất đơn giản, vũ trụ thánh chiến tuyệt đối công bằng công chính, không tồn tại ngầm thao tác. Quân thường thiếu đương nhiên không tin, thế là cùng chủ sự phương lý luận, kết quả hai câu nói chưa nói xong, liền bị mấy cái Aniki hữu hảo giá ra ngoài, lý do thì là nhiễu loạn tranh tài bình thường tiến hành. Có tấm màn đen, cầu thẳng hai chân hai tay giữa không trung đá lung tung quấy loạn, hét lớn, nhất định có tấm màn đen. Kiếm quy khư cùng cố thiên tinh đem mặt xoay qua chỗ khác, chăm miệng một lời trong lòng nói, thật sự là mất mặt a, à, chúng ta không biết hắn. lại nói giao đấu đài, giả dạ tinh thần nhún vai, nói, xem ra thượng thiên nếu lại cho ta một cơ hội, để đền bù đã từng phạm vào sai lầm. giả dạ sư đệ khai khiếu, tô tiểu mạt nói, muốn đối nữ nhân này phụ trách. suy nghĩ nhiều, giả dạ tinh thần nói tới sai lầm, là tại đương thời giết nữ nhân này, hôm nay lại một lần gặp nhau, chắc chắn sẽ không nhân từ, nhất định phải chặt đứt tâm ma của mình, chặt đứt hết thảy tạp niệm. Bành, phương thiên hỏa kích trống giống xuất hiện trước người. Ngược lăng lệ thời điểm, hắn cũng không có đụng tới vũ khí, bây giờ đem tế ra, hiển nhiên động sát tâm. Ông, giải lăng dao trong bàn tay lưu quang lấp lóe, một thanh giải bảy thước kiếm xuất hiện. Từ đầu đến cuối, trong ánh mắt của nàng đều tràn đầy hận ý, thậm chí càng xem giả tinh thần càng mãnh liệt. Hắn cứu nàng, hai người vốn nên quan hệ hòa hợp, nhưng ở trong thạch động, hắn phạm sai lầm, từ đó để ân tình hóa thành thù hận. Tranh tài bắt đầu, trọng tài tuyên bố, Soát, giả dạ tinh thần bắt lấy phương thiên hỏa kích nhanh chân tiến lên, vô luận khí thế hay là năng lượng bộc phát, đều so ngược Lăng Lệ mạnh hơn quá nhiều. Không hề nghi ngờ, chính là chạy giết người đi. Tô Tiểu mặt lắc đầu nói, loại chuyện này chỉ sợ cũng liền giả dạ sư để có thể làm ra. Hưu, Giải Lăng Dao ôm hận mà lên, trường kiếm trong tay huy động. Bành thế đại lực trầm phương thiên hỏa kích trước một bước quét tới, hung hăng đem kiếm khí đánh bay ra ngoài, sau đó đánh lấy xoáy cắm ở giao đấu đài ngoại trên mặt đất giải lăng dao lảo đảo lui lại mấy bước không để ý tới cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác lấy linh xảo thân pháp hướng khía cạnh né tránh ầm ầm vừa tránh đi phương thiên hòa kích bổ tới trực tiếp đem gần phân nửa dao đấu đài đạp nát may tránh nhanh không phải thịt nát xương tan quá độc ác đi đây chẳng qua là một nữ nhân dạ đế loại này không có chút nào thương hương tiếc ngọc hành vi lập tức gây nên đại bộ phận khán giả bất mãn đăng 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 giải lăng dao gian nan né tránh ổn đang tỷ đấu bên bàn duyên ánh mắt mặc dù hận ý còn tại, nhưng trong lòng thì đắng chát vô cùng. Những năm này nàng trưởng thành rất nhiều, thậm chí lấy được thương hải hệ chính thi đấu quán quân. Thế nhưng là, cùng nam nhân này so ra, tranh lệch tựa hồ dĩ vãng càng xa hơn. Xoát, giả tinh thần huy động phương thiên hỏa kích, mang theo cường thế lực lượng quét tới. Đối mặt loại này thế công, giải lăng giao chỉ có thể miễn cưỡng dựa linh xảo thân pháp né tránh, căn bản tìm không thấy đánh trả sơ hở. Oanh, oanh, giả tinh thần tựa như máy ủi đất, huy động phương thiên hỏa kích từng bước ép sát những nơi đi qua sàn nhà băng liệt bụi đất tung bay giải lăng dao bị áp chế nhiều lần lui lại cho đến không đường có thể đi hai tay cấp tốc đánh ra kết giới hận nhưng nói bất diệt hỏa vực ông ông coi như hoàn chỉnh giao đấu đài đã từng lui lại qua khu vực dần dần hiện ra xích hồng sắc văn tuyến nguyên lai nữ nhân này mỗi lui một bước đều giấu giếm huyền cơ mau nhìn trên trời có nhân cả kinh nói mọi người nhao nhao ngẩng đầu liền phát hiện giữa không trung đồng dạng có cùng loại mặt đất xích hồng sắc văn tuyến, cũng dần dần phát họa ra tựa như liên hoa đồ án. Hẳn là một loại thất truyền thật lâu hỏa hệ thần thông. Kiếm Quy Khư nói, ta nghe nói, Cố Thiên Tinh nói, Thương Hải hệ năm đó xuất hiện qua một tên đỉnh tiêm hỏa tu, hẳn là thần thông cùng hắn có quan hệ. Hai người mỗi tiếng nói cử động bị quân thường tiếu nghe được, thế là tựa lưng vào ghế ngồi, nâng cầm lên nói, chẳng lẽ nữ nhân này mạnh lên không chỉ cùng bản tọa đưa tài nguyên có quan hệ, còn ở bên ngoài gặp một loại nào đó đại cơ duyên. chờ chút, hắn không phải được mang ra đi sao? tại sao lại trở về? giữa không trung xích sắc đồ án phát hỏa hoàn tất, cùng giao đấu trên đài đồ án hô ứng lẫn nhau, nhất cái thuận kim đồng hồ chuyển, nhất cái nghịch kim đồng hồ chuyển. hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, từng đạo mang theo cực nóng khí lãng hỏa diễm chi quang cực tốc rơi xuống. giả dạ tinh thần cười lạnh một tiếng, nói: điêu trùng tiểu kỹ. xoát, một cánh tay vung lên phương thiên hỏa kích trực tiếp đem áp xuống tới hỏa diễm chi quang đều khu trừ, sau đó cấp tốc quay người hướng phía Giải Lăng Dao đã đâm đi. Nhưng mà, nữ nhân kia cũng sớm đã biến mất, Dạ Tinh Thần thu kích, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, liền gặp Giải Lăng Dao đặt mình vào đồ án khu vực trung tâm vị trí, hai tay tùy ý triển khai, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt quanh quẩn tới. Ong ong, hai loại đồ án vận tốc quay tăng lên, hô hô hô, càng ngày càng mạnh hỏa diễm thuộc tính tràn ngập, cũng đem Giải Lăng Dao bao phủ sau đó nhìn nàng đem hai tay rời về phía dạ tinh thần phương vị, âm thanh lạnh lùng nói, bất diệt hỏa vực, phần thiêu vạn cổ. Quân thường tiếu phiền muộn, danh tự này khởi quá khinh người, hô hô, nhưng vào lúc này, tràn ngập tại giải lăng giao quanh thân hỏa diễm, tựa như như thác nước từ trên trời giáng xuống, cực nóng lực lượng trong nháy mắt đánh nát không gian, cũng dung chuyển quan chiến đài trước ngưng tụ phòng ngự kết giới, khiến cho mặt ngoài hiện ra vạn vẹo hình. Nhanh chóng ra trì, chủ sự phương cường giả hạ lệnh, một nháy mắt, mười mấy tên trận pháp sư bay tới, lấy chuyên nghiệp thủ pháp ra chỉ quan chiến đài phụ cận kết giới, phòng ngự thủy chuẩn liên tục tăng lên. Lẽ ra, khán giả hẳn là kiên kỵ mới đúng. Kết quả chủ sự phương tại gia cố thời điểm, không ai nhìn qua một chút, bởi vì tâm tư toàn đặt ở tựa như biển lửa hình tượng chung. Đạp, giả dạ tinh thần một bước phóng ra, tại hỏa diễm áp xuống tới trong nháy mắt, phương thiên hỏa kích phá toái hư không đã đâm đi. Oanh, mũi kích cùng hỏa diễm mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt hình thành tình trạng rằng co. Hô hô, cực nóng hỏa diễm như là mãnh hổ hạ sơn điên cuồng xung kích, nhưng từ đầu đến cuối khó mà vượt qua phương thiên hỏa kích kiên dày phòng tuyến. Liên chút năng lực ấy, giả dạ tinh thần thản nhiên nói, giải lăng giao liều mạng điều động đồ án bên trong năng lực, nhưng mỗi lần thêm chú tại trong biển lửa, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, thật giống như phía dưới đứng không phải một người, mà là một mặt tường lửa. Cường đại đối thủ có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Giả dạ tinh thần nâng lên một chân, nói, đối thủ nhỏ yếu sẽ chỉ làm ta rất cảm thấy nhàm chán. Cho nên, giao đấu đến đây là kết thúc, oanh, dạ tinh thần một cước giẫm trên mặt đất, lực lượng cường đại hướng lan tràn khắp nơi, toàn bộ giao đấu đài trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn, tồn tại xích sắc đồ án cũng hóa thành hư vô. Không có tương hỗ đối ứng đồ án, trên không thuận kim đồng hồ chuyển động đồ án im bặt mà dừng, sau đó hóa thành từng khối ngọn lửa tán loạn. Phốc, giải lăng giao phun ra một ngụm máu, cả khuôn mặt cực kỳ nhợt nhạt. Nhưng mà, Dạ tinh thần không chỉ muốn phá trận, hắn giờ phút này đã từ dưới lên trên bay tới, tràn ngập sát ý lực lượng quán trú tại phương thiên hỏa kích, hiện ra chướng mắt ánh sáng lóa mắt chạy tới. Một kích này, giải lăng giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi, tô tiểu mà cả kinh nói, giả dạ sư đệ thật chẳng lẽ muốn giết vợ chứng đạo sao? Tiêu tội kỳ bọn người quay đầu đi, tông chủ, Lý Thanh Dương nhìn về phía quân thường tiếu, lúc này, có thể ngăn cản giả dạ tinh thần cũng chỉ có tông chủ, Ai, quân thường tiếu lắc đầu nói, giữa bọn hắn ân oán, chính bọn hắn đi kết. Hưu, mang theo ngập trời khí lãng giả tinh thần cực tốt mà lên, trong ánh mắt lấp lóe sát ý càng ngày càng mạnh, hiển nhiên muốn đem giải lăng dao đưa vào chỗ chết. Khán giả nhao nhao quay đầu đi, không dám nhìn sắp phát sinh tàn nhẫn hình tượng. Thần thông bị phá mất, giải lăng dao đã bị thương. Nàng nhìn xem trói mắt quang trẻ càng ngày càng gần, trắng xám trên mặt hiển hiện một loại tựa như mỉm cười giải thoát, sau đó tản mất hội tụ xong trưởng còn sót lại một chút lực lượng chết, giả tinh thần hét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích phá toái hư không. Bao phủ quanh mình năng lượng đừng nói xóa bỏ nhất cái bị thương nữ tử, coi như thiên la giới không gian bích lũy cũng có thể trực tiếp xuyên phá. Nhưng là, đúng vào lúc này, biến cố xuất hiện, Giát, phương thiên hỏa kích cự ly giải lăng dao vẻn vẹn chỉ có mấy cái ngón tay cự ly, giả tinh thần đột nhiên tháo bỏ xuống tất cả lực lượng, cả người tựa như gặp lôi kích xứng người đứng ở nguyên địa. Chuyện gì xảy ra, đám người nhao nhao khó hiểu nói, quân thường tiếu đem đầu nhô ra đi, cũng dần dần hít mắt lại. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ bọn người cũng là như thế. Cho đến, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, giả dạ tinh thần mặc dù biểu lộ xứ người đứng ở hư không, nhưng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm giải lang dao bắp thịt nhìn, lập tức từ đó minh bạch cái gì, thế là rát lớn giọng trăm miệng một lời cả kinh nói, không thể nào. Thanh âm cỡ nào to, trực tiếp chấn động thiên la giới, mà cái này công lao lớn nhất phải quy công cho quân thường tiếu, bởi vì hắn là cầm khuếch đại âm thanh đại loa kêu đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1882, hổ dữ còn không ăn thịt con. Giải lăng giao ý thức được cùng giả dạ tinh thần chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên tại tràn ngập nguy hiểm lúc từ bỏ phản kháng, tán đi còn sót lại tu vi, thản nhiên đối mặt tử vong. Tham gia vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái, nàng liền ôm không phải người chết chính là ta vong tâm tính. Lúc này, giải lăng giao nếu có cơ hội nói chuyện, khẳng định là giả dạ tinh thần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giác, mang theo bạo tạc lực lượng vò tới giả tinh thần đột nhiên ở nửa đường dừng ngay. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm người ta bắp thịt, tựa như gặp lôi kích hóa thành thiểu năng đứng ở giữa không chung. Ừm, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh nhíu mày, hai người rất vui vẻ nhận tồn tại không khí chỗ sâu ba động, thế là chăm miệng một lời thai khí. Không sai, chính là thai khí, đã tới bọn hắn loại cảnh giới này, phán đoán một nữ nhân phải chăng mang bầu, đơn giản không nên quá dễ dàng giả dạ tinh thần tự nhiên cũng đã nhận ra, thậm chí có cực kỳ mãnh liệt cảm giác thân thiết, thật giống như máu ngủ tình thâm. Tiếp trước dạ đế mặc dù nhân duyên tranh lệch lại cao ngạo, nhưng tốt xấu kinh lịch không ít, cho nên lập tức suy đoán nữ nhân này đứa con trong bụng hẳn là. a, à, đột nhiên giả dạ đế thức hải phảng phất nổ rớt, hắn vứt xuống trong tay phương thiên hỏa kích, ôm đầu giữa không trung thống khổ gầm rú. phốc, một cây chủy thủ thình lình nhi cắm ở chỗ ngực, mãnh liệt cảm giác đau đớn để giả dạ tinh thần trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía đứng ở bên cạnh giải lăng dao. Một màn này, giống như đã từng quen biết, đời trước chính là lấy giống nhau phương thức, bị lăng dao nữ đế cấp ám toán. Giải lăng dao tóc đen tung bay, sắc mặt tái nhợt, một cái tay gắt gao nắm chặt chủy thủ, khóe miệng gian nan gạt ra cùng loại điên mỉm cười. Báo thù, rốt cục báo thù, hô hô, giả tinh thần giận tím mặt giơ tay lên, giống nhau kịch bản, mình vậy mà kinh lịch hai lần, không thể tha thứ, không thể rộng lược, nàng phải chết chuyện cũ trước kia chiếm cứ thức hải khiến cho giả đế triệt để bạo tẩu bàn tay hội tụ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh phía giải lăng giao xong tô tiểu mặt sụp đổ nói giả sư đệ không chỉ có muốn giết vợ chứng đạo còn muốn giết tử chứng đạo quân thường tiếu trao mày hắn giờ phút này đang suy nghĩ phải trang sông vào giao đấu đài đem giải lăng giao cứu cố nhiên nữ nhân kia thọc giả tinh thần một đao nhưng lấy đệ tử tu vi nhiều lắm là bị thương nếu như không nhanh xuất thủ cứu giúp kết cục chính là nhất thi hai mệnh cứu nhất định phải cứu, hai tử là vô tội. Ba, quân thường cứu đứng dậy, đang chuẩn bị xuất thủ, đã thấy giả dạ tinh thần bàn tay tại sắp áp xuống tới lúc đột ngột dừng lại. Hắn nổi điên, hắn bạo tẩu, thế nhưng là, cự ly nữ nhân kia càng gần, càng có thể cảm nhận được thai khí, càng có thể cảm nhận được máu ngủ tình thâm, còn sót lại lý trí khiến cho hắn nhất định phải dừng lại. Hổ dữ còn không ăn thịt con, quân thường cứu ngồi xuống, thầm nghĩ, huống chi người đâu. Giết a, giải lang dao nhìn hầm hầm giả dạ tinh thần, đầy dậy oán hận nói, giết ta à? Nàng không phải ỉ vào trong bụng có hài tử tại, mà là thật muốn cùng vốn cũng không hẳn là đản sinh sinh linh cùng chết đi. Có bầu, giải lăng dao làm sao không biết đâu. Đã từng, nàng có qua đem nó xóa bỏ trong bụng dự định, nhưng trung quy khó mà ra tay, đành phải lấy linh lực cưỡng ép áp chế, thậm chí không tiếc trở ngại bình thường phát dục. Tính toán thời gian, kia việc chuyện phát sinh đến nay không sai biệt lắm 10 năm, còn nhỏ thai nhi bị trọn vẹn áp chế 10 năm. Nếu không phải giải lăng giao tại vừa rồi từ bỏ chống lại, chỉ sợ trả rất khó để cho người ta phát giác được thai khí. Cao võ thế giới cường giả đã có thể phi thiên độn địa, như vậy áp chế thai nhi trưởng thành tự nhiên là rất nhẹ nhàng, cho nên mọi người chớ nhả rãnh dạ đế tái rồi, cũng đừng nói siêu cấp na cha, muốn nói liền nói cầu thẳng tái rồi đi. Phốc, phốc, thừa dịp giả tinh thần không dám ra tay, giải lăng giao liên tục đâm mấy đao. Hai chữ, đã nghiền, quân thường tiếu khóe miệng co giật nói, quá độc ác. Xoát, dạ tinh thần giơ tay lên, bắt lấy giải lăng dao cổ tay, không nói lời gì mang nàng bay ra giao đấu đài cũng rơi vào bên ngoài hội trường. Trọng tài mộng, căn cứ vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái quy định, một phương rời đi giao đấu đài tính thua, bây giờ hai tên thí sinh cùng đi ra, cái này lại nên nói như thế nào. Song phương đồng đều rời đi giao đấu đài, lúc này, chủ sự phương đại lão lớn tiếng tuyên bố, lần này giao đấu lấy bỏ quyền mà nói. Ý tứ của những lời này là, không có bên thắng, cũng không có kẻ bại. Dạ tinh thần không thèm để ý thắng bại, dắt lấy giải lăng giao chiều hội bên ngoài sân đi ra, cũng truyền âm cho quân thường tiếu, tông chủ, đệ tử có việc tư phải xử lý. Đi thôi, quân thường tiếu nói, sơ qua, lại bổ sung, nếu là việc tư, nên xử lý thích đáng tốt. Đệ tử minh bạch, dạ tinh thần dắt lấy giải lăng giao đi ra hội trường. Nữ nhân kia bởi vì bị trói buộc, cùng có thương thích trong người, chỉ có thể ở trên đường nguyên yếu bất lực phản kháng, lại bởi vì động tác biên độ khá lớn hoàn toàn không thèm để ý sẽ động thai khí. Nàng không thèm để ý, giả dạ tinh thần để ý, kéo qua, ôm công chúa, nói, hai từ nếu có không hay xảy ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Từ từ, trước ngực vết thương phun máu, tung tóe giải lăng dao một mặt. Thứ 9 vòng trận đầu kết thúc, bởi vì giả dạ tinh thần cùng giải lăng dao cùng nhau bay ra đi, cho nên này vòng không có tấn cấp người. Vạn cổ tông có thể tính có một tên đệ tử đào thải ra khỏi cục. Không nghĩ tới sẽ là kia giả dạ tinh thần đám người thấp giọng nghị luận, vạn cổ tông đệ tử biểu hiện rất cường thế, nhưng cuối cùng vấn đỉnh quán quân chỉ có một người, cho nên rất nhiều nhân xem trọng giả dạ tinh thần, nhưng không nghĩ đối phương hội lấy loại phương thức này bị đào thải. Vẫn là hà vô địch đáng tin cậy, giới này quán quân, hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì giả dạ tinh thần đào thải ra khỏi cục, mọi người lại đem ánh mắt khóa chặt trên người hà vô địch, dù sao từ bắt đầu cho tới bây giờ, vô luận đối thủ là ai, đều biểu hiện phong khinh vân đảng, xem xét liền có đoạt giải quán quân chi tư. Bị khán giả chú mục, Hà Vô Địch rất phiền muộn. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn nghĩ là nếu như đang tỷ đấu chung gặp được giả tinh thần, liền cố ý nhận thua làm cho đối phương thu hoạch được quán quân, hiện tại xem ra chỉ có thể tuyển cái khác mục tiêu. Tuyển ai tốt, Hà Vô Địch suy nghĩ tỉ mỉ về sau, khóa chặt tại đại sư tỷ trên thân, thầm nghĩ, liền nàng. Người khác đều đang nghĩ lấy như thế nào đoạt giải quán quân, mà hắn lại nghĩ đến như thế nào thua, tâm tính quả nhiên không giống bình thường giao đấu tiếp nối, cố thiên tinh một bên quan chiến, một bên truyền âm hỏi thăm, quân tông chủ, người tên đệ tử kia tình huống như thế nào. Ê, quân thường tiếu làm sơ cân nhắc về sau, nói, 10 năm trước, tinh thần cùng giải cô nương từng tại thiên diễn giới gặp nhau, đến sau mơ mơ hồ hồ phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Sau đó, có rồi, cố thiên tinh nói, ừm, quân thường tiếu nói, cố thiên tinh trầm mặc khóe mắt trong nháy mắt ướt át. Đã từng hắn vì kéo dài lo cho gia đình hương hỏa, du lịch các đại tinh hệ, tìm kiếm vô số thiên tài địa bảo, trải qua vạn năm cố gắng mới thành công gieo hạt, bây giờ cùng giả dạ tinh thần so ra, tuyệt đối là mấy ngàn tấn đả kích chí mạng. Ai, Tô Tiểu Mạt khổ sở nói, ở phương diện này ta không bằng dạ sư đệ. Làm tông môn cái thứ nhất thoát đơn đệ tử, bị dạ tinh thần vượt lên trước một bước có chấm dứt tinh, thực sự quá thương tâm. Theo bối phận, Lý Thanh Dương thì tại tự hỏi, giả dạ sư đệ hài tử không phải kêu chúng ta sư bá. Đến lúc đó khẳng định phải chuẩn bị phong phú lễ vật mới được nha. Đồng môn đều đang nghĩ, dạ đế hài tử xuất sinh, không chỉ có muốn theo phần tử còn phải cấp lễ vật. Nhưng mà, vào lúc này, quân thường tiếu lại phá lệ tỉnh táo, hắn mười ngón chụp tại cùng một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nói cái này chẳng phải đối ứng tinh thần từng nhìn thấy tương lai hình tượng A. Hẳn là bởi vì nữ nhân kia cùng trong bụng hài tử, bản tọa đệ tử cuối cùng sẽ rời đi vạn cổ tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1883, thánh chiến kết thúc. Không đúng, quân thường tiếu nói, tuyệt đối có vấn đề. Có quan hệ giả tinh thần đã từng nhìn thấy tương lai hình được, hắn đã biết được, bây giờ giải lăng giao có bầu, rất có thể chính là đệ tử rời đi thời cơ. Như thế cũng liền nói rõ, hang đá hình tượng báo trước tương lai, cũng coi như chuẩn giả tinh thần cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi vạn cổ tông. Ai lưu, có thể nhìn rõ tương lai, phần này năng lượng 10 phần kinh khủng. Quân Thường Tiếu đột nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, thậm chí cảm giác mình nhất cử nhất động, tựa hồ cũng bị nhân bí mật quan sát. Nghĩ quá nhiều, hệ thống nói, tương lai hình tượng đã cùng giả tinh thần có quan hệ, người ta sao lại trong lúc rảnh rỗi dám thị ngươi? Quân Thường Tiếu trầm mặc, túc chủ hiện tại càng hẳn là quan tâm, giả tinh thần có thể hay không vì hài tử rời đi vạn cổ tông. Hệ thống nói, đúng vậy a, à, Quân Thường Tiếu nói, có thể hay không rời đi, nếu như dựa theo hang đá huyến cảnh cho kịch bản đi, hẳn là sẽ rời đi đi hệ thống nói quyền lựa chọn trong tay tinh thần quân thường tiếu nói hắn như lưu lại liền lưu lại như đi bản tỏa sẽ không cưỡng cầu không thể phủ nhận giả tinh thần là tông môn nhất một trong đệ tử hạch tâm quân thường tiếu tự nhiên rất hy vọng hắn có thể lưu lại phụ tá mình thành lập hoàng đồ bá nghiệp nhưng ở thân tình trước mặt thật muốn mang vợ con đi chắc chắn sẽ không giữ lại thậm chí vì tôn trọng lựa chọn của hắn mà tự mình đưa ra ngoài đương nhiên cái này đi tuyệt không phải thoát ly tông môn quân thường cứu hội giữ lại giả tinh thần đệ tử thân phận. Tỷ như tô tiểu mạt cùng hạ thủy vân rời đi, đi qua thuộc về bọn hắn muốn sinh hoạt. Oanh, oanh, giao đấu trên đài, kịch chiến say xưa, lục thiên thiên bọn người đồng đều không có chút nào ngoài ý muốn thắng được tranh tài. Đến mức thiên ma hoàng nghĩa tử, chỉ cần cùng vạn cổ tông xứng đôi bên trên, chính là không chết cũng bị thương. Vì cái gì không phải chết hết đâu, bởi vì thiên ma hoàng tại lăng lệ lạc bại về sau, liền mệnh lệnh còn thừa nghĩa tử, như như gặp được vạn cổ tông đệ tử, đầu tiên muốn làm chính là hết sức bảo mệnh. Nói trắng ra là, quán quân đừng hy vọng cầm, trước hết nghĩ sống sót đi. Thiên ma hoàng những này nghĩa tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, tương lai có rất lớn trưởng thành không gian, nếu như bởi vì tham gia vũ trụ thánh chiến chết hết, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Oanh, sao đấu đài, hà vô địch đấm ra một quyền đi. đang đang đăng, tên kia bị thiên ma thiên ký thác kỳ vọng lăng thiên lão đảo lui lại, sau đó lấy cực kỳ khoa trương giả quảng nằm ở đây ngoại hà vô địch im lặng chính mình cũng không chút dùng sức hắn thế nào liền lăn đi xuống vạn cổ tông đệ tử hà vô địch chiến thắng trọng tài lớn tiếng tuyên bố khán giả nhao nhao lắc đầu nhìn ra được gọi lăng thiên thiên ma hoàng nghĩa tử mới vừa lên đài liền cố ý bị đánh xuống đến rõ ràng chính là nhận sợ nghĩa tử nhận sợ chẳng khác nào thiên ma hoàng nhận sợ không có ý nghĩa quân thường tiếu lắc đầu ngay cả cái này trùm phản diện nghĩa tử cũng bắt đầu học được đóng kịch vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái tự nhiên cũng liền không có niềm vui thú. Quán quân đã là lấy đồ trong túi, quân thường thiếu tựa ở thành ghế, ánh mắt cực nóng nói, liền chờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Vũ trụ thánh chiến chính là thượng tầng vũ trụ tối cao quy cách thi đấu sự tình, đệ tử dựa vào thực lực cường đại đem các hệ các vị mặt thiên tài đánh bại cũng vấn đỉnh, chính là thực lực biểu tượng, chính là chế bá biểu tượng, tối thiểu có thể hoàn thành 1000% a. Phốc, hệ thống nhất cái không có nhịn không được cười ra tiếng. 1000%, phần trăm hắn đang suy nghĩ cái dám ăn, đừng cười, ta cho ngươi suy luận một chút. Quân thường tiếu nói, thiên ma hoàng nghĩa tử bị bản tọa đệ tử giết nhiều như vậy, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, hệ thống nói, không chừng tranh tài kết thúc liền sẽ đánh tới. Ta bây giờ có thể cùng hắn chống lại sao? Không thể, đã không cách nào chống lại, lại khoảnh khắc A Đa nghĩa tử, đem hắn triệt để dẫn bạo, tác giả hội cố ý cho ta bố trí như thế nhất cái tuyệt cảnh. Hệ thống nói, người nghĩ biểu đạt cái gì? Rất đơn giản, quân thường thiếu tựa ở thành ghế, hai tay ôm ở cùng một chỗ, lời thề son sắt nói, lần này đệ tử đoạt giải quán quân, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cảnh giới của ta đột phá, từ đó có tư cách cùng thiên ma hoàng khiêu chiến, đây chính là tác giả chân chính dụng ý. Hệ thống trầm mặc một hồi, nói thật là có khả năng. Phú quý khách sạn, quân thường thiếu bọn người lâm thời chỗ ở, két, một gian khách phòng bị đẩy ra, giả tinh thần ôm giải lăng dao đi tới, máu tươi còn tại phun tung tóe hắn lại hờ hứng, hiện ra cái gì gọi là chân chính nam nhi vị khách quan kia điếm tiểu nhị đứng ở ngoài cửa nhìn dưới mặt đất vết máu yếu ớt mà hỏi thật không cần băng bó một chút sao lan được rồi điếm tiểu nhị thức thời biến mất giả dạ tinh thần đi đến trước giường đem đã hôn mê giải lăng dao buông xuống sau đó đứng tại chỗ ánh mắt dần dần hiện ra phức tạp quan trạch tới nữ nhân này nhiều lần nhíu mình tâm cảnh bây giờ tốt như vậy cơ hội sao không đưa nàng xóa bỏ nghĩ đến đây giả dạ tinh thần nhắc thủ sức mạnh chân linh quanh quẩn bốn phía vỗ xuống. Rõ ràng đặt quyết tâm, rõ ràng muốn lấy trừ hậu hoạn, hết lần này tới lần khác tại sắp tiếp xúc thời điểm lại đột nhiên mềm lòng, không những không có hung hăng vỗ xuống, ngược lại tới gần bắp thịt chỗ, cảm thụ được kia tràn ngập ra thai khí. Đông, đông, phảng phất trái tim đang từ từ nhảy lên, càng là khoảng cách gần như vậy cảm thụ thai khí, càng để cao ngạo dạ tinh thần dần dần hòa tan, tàn nhẫn trong ánh mắt dâng lên một tia ôn nhu. Không, cũng không phải là ôn nhu, càng giống nhất cái phụ thân trong lúc vô tình lưu lộ ra từ ái. Dạ tinh thần cứ như vậy đứng đấy, bàn tay nhất trực dán tại giải lăng dao bắp thịt trước, thậm chí phát giác được thai khí rung động có chút không giống bình thường, liền sẽ biểu hiện 10 phần khẩn trương lên. Thùng thùng, thùng thùng, thai khí quy luật trở nên dồn dập lên, dạ tinh thần lập tức càng luống cuống, lại bởi vì không biết làm sao bây giờ, cùng xa điêu dường như ở vào nguyên địa. Kết, nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra y dược đường phương diện đỉnh tiêm chữa bệnh đoàn đội cấp tốc đi vào trước giường. Các nàng nhao nhau mang lên khẩu trang, xuất ra các loại chuyên nghiệp chữa bệnh công trình, nói, dạ sư huynh, chúng ta phụng tông chủ chi mệnh đến vì tàu tử kiểm tra, mời ngươi nhanh ra ngoài. Vẫn là cầu thẳng cẩn thận, nhân mặc dù còn tại xem tranh tài, nhưng kịp thời phái ra chữa bệnh đoàn đội. Nhất là, phái tới tất cả đều là nữ đệ tử. Hảo hảo, dạ tinh thần vội vàng lui ra ngoài, đứng ở ngoài cửa nhấc tay gạt đi mồ hôi lạnh trên trán cứ như vậy đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhóm, bởi vì đổ máu quá nhiều nguyên nhân lập tức mí mắt khẽ đảo bất tỉnh đi dạ tinh thần mơ mơ màng màng mở to mắt đột nhiên nhớ tới mình không phải hẳn là tại bên ngoài phòng khách sao tại sao lại nằm ở trên giường thế là vội vã đứng dậy dạ sư huynh tôn bất không vội vàng ấn xuống hắn nói người mất máu quá nhiều cần nằm trên giường tĩnh dưỡng dạ tinh thần lúc này mới ý thức được mình tại y dược đường trong phòng bệnh thế là gian nan mở miệng nói nữ nhân kia nàng rất tốt tôn bất không nói hài tử cũng rất tốt giả dạ tinh thần nghe vậy thành thành thật thật nằm xuống nói ta hôn mê bao lâu ba ngày tôn bất không hồi đáp lâu như vậy giả dạ tinh thần vội vàng hỏi vũ trụ thánh chiến kết thúc ừm kết thúc người nào thắng hà sư đệ tại trận chung kết lên chậm đại sư tỷ một bước nhảy xuống giao đấu đài dũng đoạt thứ 11 giới vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái quán quân đối với kết quả này giả dạ tinh thần không ngoài ý muốn nhưng là độc giả thật bất ngờ người hắn meo hôn mê một chút, tranh tài ngay tại tôn bất không khẩu thuật hạ kết thúc. Ta có thư tệ, nhìn ai bất khởi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1884, Thanh Đồng Đỉnh Huyền Cơ Oanh, vạn cổ tông chủ phong diễn võ tràng lên, hà vô địch đem chiếu nặng Thanh Đồng Đỉnh buông ra. Cái này cái gì, các đệ tử nhao nhao vây tới. Tô Tiểu Mạt rát cuống họng giới thiệu nói, đây là thứ 11 giới vũ trụ thánh chiến tổng quyết tái quán quân cúp, người đoạt được hà vô địch. Đồng nát sắt vụn, không có giá trị gì nha. Thanh đồng đỉnh tạo hình phương diện mặc dù rất không tệ, nhưng ở chúng đệ tử trong mắt bất quá là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không giá trị, Tô Tiểu Mạt ôm tay nói, nghe nói, trong đỉnh tồn tại áo nghĩa, nếu như tìm hiểu ra đến, liền có thể bước vào vĩnh sinh chi lộ. Ta đi, thần kỳ như vậy sao? Chúng đệ tử bắt đầu nghiêm túc xem kỹ thanh đồng đỉnh nhìn hơn phân nửa thưởng cũng không nhìn ra huyền cơ tới. Bình thường, nếu như tùy tiện tự dò ngó suốt áo nghĩa, như vậy đỉnh khẳng định sớm mất. Ai, Hà vô địch lắc đầu thở dài. Ban đầu, hắn dự định đem quán quân tặng cho đại sư tỷ, kết quả đối phương mới vừa lên đài trước hết băng phong giao đấu đài, vượt lên trước một bước nhảy xuống. Nhưng cái quán quân, cứ như vậy khó à? Muốn điệu thấp, cứ như vậy khó à? Lời này nếu để cho vì quán quân mà liều mạng liều chết sống người dự thi biết, khẳng định một người một ngụm đàm dìm nó chết. Bất quá, Hà Vô Địch đem ánh mắt rời về phía Thanh Đồng Đỉnh, ánh mắt cực nóng nói, nếu là thất huyền tiền bối lưu lại, nhất định phải tỉ mỉ nghiên cứu. Vô Địch, quân thường tiếu thanh âm theo đại điện nội truyền tới, đem đỉnh lấy tới. Hà Vô Địch khóe miệng giật một cái, chẳng nhẽ, mình quán quân ban thưởng muốn lên giao tông môn. Đại điện nội, quân thường tiếu vây quanh Thanh Đồng Đỉnh đổi tới đổi lui, nói trong này tồn tại cái gì áo nghĩa đâu. Tông chủ, ta, ưng, Người đi về trước đi, thanh đồng đỉnh từ bản tỏa tạm thời đảm bảo một đoạn thời gian. Hà vô địch vẻ mặt đau khổ đi ra, cũng ở trong lòng ngao gào to, ta nên tự tin điểm, đem chẳng nhẽ cùng dấu chấm hỏi bỏ đi. Thanh đồng đỉnh bên trong tồn tại bí mật gì, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể phá giải hạ, cho nên quân thường tiếu quan sát sau nửa canh giờ, liền lắc đầu thở dài ngồi xuống. Liễu ti nam khó hiểu nói, đệ tử đoạt giải quán quân là kiện cao hứng sự tình, tông chủ vì sao than thở. Đừng nói nữa, Quân thường tiếu che ngực nói, đau lòng. Vì sao đau lòng? Bởi vì Hà Vô Địch đoạt được vũ trụ thánh chiến quán quân về sau, chủ tuyến nhiệm vụ từ đầu đến cuối không có mảy may tăng lên. Ha ha, hệ thống cười to nói, người nào đó ngày thường chính là suy nghĩ nhiều quá. Ba, quân thường tiếu một bàn tay đánh vào trên mặt, gầm thét lên, ngươi lại cười. Cái này đột nhiên cho mình đến một bà tai cử động, quả thực dọa sợ liễu ti nam, cho đến nhìn thấy tông chủ trợn mắt nhìn, miệng trong hùng hùng hổ hổ, lúc này thức thời ly khai, cũng thầm nghĩ tông chủ lại bắt đầu tự mình hại mình. Đệ tử đoạt giải quán quân, chủ tuyến nhiệm vụ chưa đi đến phát triển, trả đạp mã đem thiên ma hoàng làm mất lòng. Nói thật, quân thường tiếu siêu khó chịu, đáng giận nhất là là, theo thi dự tuyển đến chính thi đấu lại đến tổng quyết tái, ngoại trừ thanh đồng đỉnh liền rốt cuộc không có gì phần thưởng. Cái này sóng quá thua lỗ, quân thường tiếu càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng dựa vào ghế, giống to, sớm biết, ta còn không bằng đổi nghề đi làm cường đạo. a à, Hệ thống diếu cợt nói, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra a. À. Tranh tài kết thúc 3 ngày, quân thường tiếu ở tại vạn cổ tông 3 ngày, kỳ thực dùng, tránh, chữ chính xác hơn một điểm. Tránh ai, đương nhiên là thiên ma hoàng, lần này vũ trụ thánh chiến, đối phương phái tới 81 cái nghĩa tử, kết quả có hơn 50 người chết tại vạn cổ tông đệ tử trong tay, thù hận coi như phi thường lớn. Quân thường tiếu thậm chí có thể tưởng tượng đến, mình chân trước ly khai thiên la thành, chân sau liền sẽ bị thiên ma hoàng vây quanh ở giã ngoại. Ta không phải sợ, cầu thẳng tự an ủi mình, ta là không nghĩ gây phiền toái. Tông chủ, Tôn Bất Không đi tới, nói, dạ sư huynh đã thức tỉnh. Không nói cho hắn biết thai nhi sự tình a. À. Không có, ừm, đi xuống đi. Làm Tôn Bất Không rời đi về sau, quân thường tiếu lâm vào suy nghĩ bên trong. Căn cứ y dược đường tối là chuyên nghiệp chẩn bệnh, giải lăng giao bào thai trong bụng nhân quanh năm bị linh năng áp chế, tình huống tựa hồ không quá lạc quan, kết quả xấu nhất thì là bảo đại bảo tiểu. Ai Quân thường tiếu lắc đầu nói, nghiệt xuyên, thuốc, hắn đem cố thiên tinh gọi qua, dò hỏi, nhưng có thuốc dưỡng thai phương. Nữ hoa kia bào thai trong bụng bị ép quá lâu, có thể hay không dùng dược vật trị liệu vẫn là ẩn số, theo ta thấy, không bằng. Cố thiên tinh muốn nói lại thôi, minh bạch, quân thường tiếu nói, chuyện này cần tinh thần tới làm lựa chọn. Giả dạ tinh thần tại trong phòng bệnh nằm mấy ngày, tình trạng cơ thể cũng dần dần khôi phục. Tôn bất không thỉnh thoảng sẽ tới kiểm tra phòng, thường xuyên nhìn thấy sư huynh tựa ở giường bệnh, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ trên trưng bày bồn hoa nhìn chằm chằm theo trong đất bùn ương ngạnh sinh trưởng trồi non nhìn cái gì đấy quân thường tiếu đi tới giả dạ tinh thần vội vàng thu hồi ánh mắt nói ngắm phong cảnh nha quân thường tiếu ngồi ở bên cạnh giúp hắn lột một cái tràn ngập linh khí quyết nói có chuyện cần nói cho ngươi giả dạ tinh thần không nói nhưng đã ngửi được không ổn quân thường tiếu nói giải lăng dao trong bụng hài tử bởi vì bị linh năng áp chế quá lâu ảnh hưởng nghiêm trọng phát dục căn cứ chuyên gia phân tích cùng nghiên cứu, phương pháp tốt nhất chính là bỏ đi. Nghe được hai chữ cuối cùng, giả dạ tinh thần mí mắt nhảy một cái. Đương nhiên, quân thường tiếu bổ sung nói, ngươi là hài tử phụ thân, muốn từ ngươi đến quyết định. Giả dạ tinh thần nắm chặt nắm đấm, khó nhọc nói, không có biện pháp nào khác rồi. Có là có, quân thường tiếu nói, bất quá phong hiểm rất lớn. Cái gì phong hiểm, cố thúc có an thai phương thuốc, nhưng dược liệu cần thiết cực kỳ chân quý. Ta đi tìm, giả dạ tinh thần vội vàng nói, bản tọa rất hiểu người tâm tình, dù sao thai nhi cũng là một cái sinh mệnh. Quân thường tiếu nói, nhưng là, phương thuốc cũng không thể bảo đảm có thể trị hết, thậm chí dù là tìm kiếm thật lâu đều chưa hẳn hội gom góp dược liệu cần thiết. Một năm tìm không thấy 10 năm, 10 năm không tìm được tìm trăm năm, trăm năm tìm không thấy tìm cả một đời. Dạ tinh thần ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên, không tiếp thụ bỏ đi biện pháp, mà là lựa chọn đi cược phương thuốc. Tốt a à, quân thường tiếu đem phương thuốc dược liệu cần thiết liệt biểu để lên bàn, nói, dược liệu cần thiết bản tỏa đã cho ngươi liệt kê tốt, chờ thương thế triệt để khôi phục về sau, liền có thể khởi hành đi tìm. Soát, dạ tinh thần khởi thân, nắm lấy danh sách nói, đệ tử thương thế đã tốt, hiện tại tự xuất phát đi tìm dược liệu. Gương mặt kia, vẫn như cũ lãnh ngạo, thanh âm kia, vẫn như cũ vô tình, nhưng là, trong ánh mắt lại thấu phát khác quang trạch. Quân thường tiêu biết, đây là đại biểu một cái phụ thân trách nhiệm tương ứng. Đầu tiên chờ chút đã, chờ thiên ma hoàng ly khai, nhưng mà, giả tinh thần đợi không được, vào lúc ban đêm tự bay ra vạn cổ giới. Tông chủ, Lý Thanh Dương vội vã chạy tới, nói, giả dạ sư đệ đi. Quân thường tiếu vuốt hạ mặt màng, lắc đầu nói, tinh thần hắn, lại thay đổi. Đệ tử đối với mình hài tử càng biểu hiện chú trọng, càng nhường cầu thẳng tin tưởng đã từng nhìn thấy tương lai hình tượng tất nhiên sẽ trình diễn. Làm sao bây giờ, đã vô pháp cải biến kịch bản, chỉ có dựa theo kịch bản đi. Giải lăng giao sớm tại vài ngày trước tụ tỉnh, Nàng bị vạn cổ tông tốt nhất điều trị đoàn đội 24 giờ thân thiết chiếu cố. Giải cô nương, dạ tinh thần ly khai sau ngày thứ hai, quân thường tiếu tới bái phỏng, nói trong khoảng thời gian này làm ơn nhất định chiếu cố tốt mình, chiếu cố tốt trong bụng hài tử, cấp tinh thần đền bù sai lầm cơ hội. Quân tông chủ, giải lăng giao nói, mời thả ta ly khai. Trong khoảng thời gian này nàng suy tính thật lâu, đã không báo thù rửa hận, chỉ có đi xa tha hương. Ta vạn cổ tông có chuyên nghiệp điều trị đoàn đội, lưu tại nơi này có thể tốt hơn an thai quân thường tiếu mới sẽ không nhường ngược vợ nhất thời thoải mái truy vợ hỏa táng chàng kịch bản phát sinh thai nhi sự tình cũng không nhọc đến phiền quân tông chủ giải lang giao đạo quân thường tiếu nói tinh thần là bản tọa đệ tử con của hắn chính là bản tọa đồ tôn cho nên không cần khách khí có chuyện gì có thể tùy thời thông chi bản tọa quân thường tiếu đứng dậy rời đi trước khi đi căn dặn tôn bất không nói nhất định phải chiếu cố tốt giải cô nương tông chủ tôn bất không vẻ mặt đau khổ nói nàng tựa hồ phi thường căm hận dạ sư huynh vạn nhất nghĩ quần, mình đem hài tử bỏ đi vậy nhưng làm sao bây giờ a? À? Quân thường tiếu nói, nếu như nàng không muốn hài tử, liền sẽ không để hắn tồn tại đã lâu như vậy. Cái này hắn, mang ý nghĩa hoài chính là nhi tử. Cũng đúng nha, tôn bất không nhẹ nhàng thở ra, quân thường tiếu lại đi một chuyến dược thiện đường, căn dặn liễu huyển thi cần phải cấp giải lăng giao cung cấp tối cao quy cách dưỡng thai cơm nước. Tông chủ, khét bận về sau, vừa ngồi tại thư phòng, hà vô địch đi tới, vò đầu nói thanh đồng đỉnh có thể hay không. Người nghĩ nghiên cứu, ừm, cầm đi đi, Đa Tạ tông chủ, Hà Vô Địch hấp tấp đem Thanh Đồng đỉnh khiêng quay về chỗ ở, sau đó đặt ở trong viện bắt đầu suy nghĩ, thậm chí phía trên khắc họa mỗi một cái văn tuyến, mỗi một nơi hẻo lánh đều bị tỉ mỉ vuốt ve qua. Quân Thường thiếu ngồi trong thư phòng nói, Thanh Đồng đỉnh đến cùng cất giấu bí mật gì? Sở dĩ đem đỉnh trả lại cấp Hà Vô Địch, là bởi vì mấy ngày nay hắn từ đầu đến cuối đang nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Đã không manh mối, cũng chỉ có thể cấp đệ tử nghiên cứu, có thể, liền có thể vận chuyển đâu, kia thanh đồng đỉnh quá mức huyền diệu, hệ thống nói tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tìm hiểu ra tới. Tông chủ, nhưng vào lúc này, hà vô địch kích động truyền âm ta tìm tới huyền cơ. Xoát, quân thường tiếu trực tiếp theo cửa sổ khẩu bay ra ngoài. Đối với cái này loại lập tức đánh mặt hành vi, hệ thống chỉ có thể lấy, ha ha, để diễn tả mình rất bình tĩnh. Trong đình viện, hà vô địch kích động không thôi, quân thường tiếu bay tới, phát hiện thanh đồng đỉnh cùng trước đây không có gì khác biệt, liền hỏi cái gì huyền cơ. Tông chủ, Hà Vô Địch nói, mời lui ra phía sau. Xoát, quân thường tiếu vội vàng thối lui. Hà Vô Địch đi đến thanh đồng đỉnh trước, hai tay tại bên ngoài phát hỏa văn tuyến trên vuốt ve, những nơi đi qua, đều hiện ra yếu ớt lưu quang. Quân thường tiếu mắt không chấp nhìn xem, ông, đột nhiên, thanh đồng đỉnh lấp lóe lộng lẫy quang mang, đem u ám đỉnh viện chiếu thông minh tỏa sáng. Ừm, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh phát giác được, lúc này mặc đồ ngủ bay tới chờ hai người tới hà vô địch vị trí đỉnh việt chờ thấy rõ bên trong hết thảy con mắt dần dần chừng lớn miệng dần dần mở ra bọn hắn nhìn thấy cái gì nhìn thấy một bức tranh huyền trên thanh đồng đỉnh sau đó chậm rãi hướng về hai bên phải trái triển khai bên trong bảy biện ra tương tự địa đồ tiêu chí hẳn là quân thường tiếu cả kinh nói đây là vĩnh sinh chi lộ tọa độ bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1885, vĩnh sinh chi điện lối vào. Bức tranh chậm rãi triển khai, chậm rãi phát họa ra lưu quang, sau đó hóa thành gò núi, hóa thành cây cối, hóa thành cổ đạo. Nương cả phúc đồ vẽ ra hiện tại trên quyển trục, chạy tới kiếm quy khư cùng cố thiên tinh bị rung động thật sâu, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Rung động bọn hắn không phải hỏa phong, mà là tràn ngập ra minh mông khí tức. Một khắc này, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh linh hồn phảng phất bị cưỡng ép kéo vào đi, thân lâm kỳ cảnh đứng ở họa trung cảnh tượng bên trong, tâm cảnh, tâm linh đều chiếm được trình độ nào đó thăng hoa. Không chỉ hai người bọn họ, quân thường tiếu cùng hà vô địch cũng trong bức họa, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh tâm tình vào giờ khắc này đã vô pháp hình dung, mà hai người thì tương đối bình tĩnh, thậm chí cạnh như vô sự quan sát cảnh vật chung quanh. Hiu, đột nhiên, chính đạo ánh sáng, chiếu ở đại địa bên trên. Linh hồn hình thái quân thường tiếu cùng hà vô địch bọn người nhao nhao nhấc cánh tay, ngăn trở chướng mắt hào quang lóa mắt, chờ dần dần sau khi thích ứng, liền phát hiện dưới chân xuất hiện một đầu kim sắc con đường, hướng phía trước uốn lượn lan tràn. Đám người dọc theo đường nhìn lại, tựa như không có cuối cùng. Cho đến đạt tới mắt trần có thể thấy cự ly, li, liền phát hiện nơi đó bị bóp méo lại phiêu miểu không gian bích lũy trở ngại, phía trên khắc lấy, vĩnh sinh chi địa, bốn chữ tựa như như nước gợn lắc lư. Ông, một nháy mắt, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh đầu tựa như nổ tung. Vĩnh sinh chi địa, nơi đó là, vĩnh sinh chi địa, Hai người cưỡng chế hãi nhiên tâm cảnh, sau đó cùng nhau cúi đầu, nhìn xem dưới chân đường, lấy gần như thanh âm khàn khàn nói cái này hẳn là chính là vĩnh sinh chi lộ. Nó cuối cùng thông hướng, vĩnh sinh chi địa, người rảnh rỗi chơi nhập, đột nhiên, uy nghiêm thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Kiếm quy hư cùng cố thiên tinh hãi nhiên thất sắc, linh hồn thân thể trong nháy mắt sụp đổ, nhân cũng trở về quy hiện thực, sau đó đạp đạp lui lại mấy bước. Qua, wow, máu không có ngăn chặn, nhào nhào phun ra sắc mặt hai người trắng xám ánh mắt nổi lên sợ hãi tới vừa rồi tại bên tai đột ngột vang lên thanh âm cho bọn hắn cảm giác tựa như chúa tể sinh tử luân hồi thần linh kiếm quy khư tiêm thiên cơ cảnh cố thiên tinh mặc dù tương đối phổ thông điểm nhưng ở thượng tầng vũ trụ cũng coi như thành danh đã lâu dạng này cường giả vẻn vẹn nghe được tám chữ liền bị chấn thổ huyết thanh âm bên trong ẩn chứa uy năng đến khủng bố đến mức nào a à. chờ một chút kiếm quy khư kinh ngạc nói hai người bọn hắn không có ra cự ly quyển trục gần nhất quân thường tiếu cùng hà vô địch vẫn như cũ hiện lên ngây ra như phóng hình bởi vậy có thể thấy được linh hồn hẳn là vẫn tồn tại tại trong bức họa không sai hai người không có bị rung ra tới nguyên nhân thì là tại thanh âm vang lên thời điểm quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ thất thải quang mang hóa đi đủ để chấn vỡ linh hồn năng lượng thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa các ngươi lại tìm hiểu thất huyền hà quang phá từ ngữ khí nghe hiển nhiên rất kinh ngạc thật bất ngờ hà vô địch biểu lộ dữ tợn Linh hồn thể mặc dù không có bị thanh âm đánh nát, nhưng tiếp nhận thống khổ lại không cách nào hình dung, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, người này thực lực chỉ sợ lại không ta phía dưới. Chú thích cái này không kém hắn, là không có rất cấp về không trước. Nói cách khác, người nói chuyện thực lực hẳn là thánh quân, tiền bối, lúc này, quân thường tiếu nhe răng tuyết miệng mở miệng nói, ngài là. Thủ hộ giả, thủ hộ cái gì, thủ hộ vũ trụ cùng vĩnh sinh chi địa lối vào, chúng ta có thể vào sao, dọc theo đầu này vĩnh sinh chi lộ, các người tùy thời có thể lấy tiến vào vĩnh sinh chi địa. Quân thường tiếu vui mừng, bất quá, thủ hộ giả kịp thời dội đến nước lạnh nói, lấy các người hiện tại tu vi, một cước giấm tại vĩnh sinh chi địa, liền sẽ tại chỗ nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán. Quân thường tiếu khóe miệng co giật, trở về đi, thủ hộ giả không nhịn được nói, nơi này còn không phải các người có tư cách tiến vào. Quân thường tiếu nhún nhún vai, cười nói, đến đều tới, lại thế nào bỏ được trở về. Phía trước khác lấy vĩnh sinh chi địa bốn chữ, ẩn chứa to lớn ma lực cầu thẳng chắc chắn sẽ không nói đi là đi vạn nhất xốt cuộc vào không được há không tương đương chuyện sai thiên đại cơ hội tốt a hà vô địch cũng sẽ không đi bởi vì chỉ cần xuyên qua cuối cùng không gian bích lũy mình liền có thể về nhà ai thủ hộ giả thở dài các ngươi nếu không muốn đi trước hết thể nghiệm một chút nhục thân vỡ nát hồn phi phách tán cảm giác đi hô đột nhiên áp lực minh mông từ bốn phương tám hướng vượt trên tới quân thường tiếu cùng hà vô địch biểu hiện trên mặt càng dữ tợn thân thể phảng phất lọt vào hai cỗ lực lượng điên cuồng đè ép, linh hồn mang tới thống khổ không cách nào hình dung, thân thể lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. A a a a, hai người thống khổ hét thảm lên, tìm đại thần đổi một chút, thỏa thỏa quỷ xúc mới tài liệu. Trước kia là không có yến tiểu lục sẽ không thổi từ khúc, về sau là không có quân thường cứu cùng hà vô địch gào không ra từ khúc. Phải chết, muốn nổ, muốn nứt, đột nhiên, như núi kêu biển gầm áp lực đột một thu hồi. Thủ hộ nhân kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, thân thể của ngươi đã có nhập thánh dấu hiệu, hẳn là từng từng tiến vào vĩnh sinh chi địa. Đối với người nào nói, nói với hà vô địch, từng từng tiến vào, hà vô địch thống khổ biến mất dần, gian nan cười nói ta vốn chính là vĩnh sinh chi địa người. Này thoại nói ra, mọi loại đắng chát, đã từng hắn, lúc đầu vô ưu vô lựa sinh hoạt tại vĩnh sinh chi địa, sau truy cầu cao hơn cảnh giới võ đạo đi tìm thất huyền hà quang phá, kết quả rơi vào đẳng cấp về không, thánh thể thoái hóa. Quân thường tiếu trầm mặc, xác thực nói, hắn có chút hổ thẹn, bởi vì Hà Vô Địch rơi vào bây giờ hạ tràng, cùng mình mua sắm tàn quyền thoát không được quan hệ. Cũng may, tên kia vẫn chưa hay biết gì, như thế nói đến, người từng nhập thánh qua, thủ hộ giả nói, chuyện quá khứ, Hà Vô Địch lời ấy cũng coi như thừa nhận từng nhập thánh qua. Đương nhiên, cái này nhập thánh cùng tinh vẫn đại lục võ thánh cảnh giới có cách biệt một trời, cái trước không chỉ có cấp độ nhập thánh, liền liền thân thể cũng nhập thánh, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói là thánh thể. Nhập thánh người, là cao quý quân. Thủ hộ giả ngữ khi ôn hòa nói, lão hủ mặc dù trông giữ vũ trụ cùng vĩnh hằng chi địa đã có trăm vạn năm, nhưng đối bên trong thánh quân chi cảnh cường giả ít nhiều có chút hiểu rõ, không biết các hạ quân hào là. Quân thường tiếu vành tai, có quan hệ hà vô địch sự tình, hắn vẻn vẹn biết đến từ vĩnh sinh chi địa, đến mức quân hào cái gì còn không có nghe nói qua. Đã từng chuyện cũ, hà vô địch nói, không đề cập tới cũng được, vĩnh sinh chi địa thánh quân, đẳng cấp về không bị ép hạ giới, vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Cuống hồ, đã từng cướp được thất huyền hà quang phá, bây giờ mới chỉ trăm năm, người ở bên trong chắc chắn sẽ không lãng quên, nếu như hôm nay ngoại ý muốn tiết lộ phong thanh, đi lên sau không phải bị nhân ngăn ở cổng A. Vô địch, quân thường tiếu nghiêm túc nói, đường đường nam nhi bảy thuốc đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lớn tiếng nói cho hắn biết người quân hào. Hà vô địch lập tức hỏng mất, kỳ thực, quân thường tiếu có ý tứ là, nếu như nói xuất quân hào, đối phương trùng hợp lại nhận biết, nói không chính xác có cơ hội tiến vào vĩnh sinh chi địa đâu xin các hạ yên tâm. Thủ hộ giả nói, ta chấn thủ ở này một tấc cũng không rời, không cần lo lắng hội tiết lộ ra ngoài. Hà vô địch ánh mắt nổi lên xoắn suýt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua quân thường tiếu, gặp hắn hướng về phía mình cười, chính là đứng thẳng người, thủ khoác lên trên chán, sau đó đem loạn phát về sau nhất vuốt, ngạo nghễ nói tên ta Hà vô địch, quân hào cầu bất lý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1886, Hà Vô Địch, về nhà. Làm Hà Vô Địch nói ra mình quân hào về sau, quân thường thiếu nâng lên cái cầm, bộ mặt cơ bắp có rõ ràng co rúm. Ha ha, ha ha ha, một giây sau phá công, ngồi xổm trên mặt đất cười ha ha. Kỳ thực ở phương diện này, cầu thẳng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi nhịn không được. Giảng thật, quân hào cầu bất lý, hoàn toàn chính xác rất khôi hài. Thậm chí nhường quân thường tiếu lập tức tương khởi cầu không để ý tới bánh bao. Không phải, tốt xấu thánh quân, quân hào khởi cũng quá cầu đi. Trên thực tế, hà vô địch cái này cầu bất lý có giảng cứu, đầu tiên ba chữ đại biểu hai loại ý tứ, thứ nhất cầu, thứ hai không để ý tới. Cái gọi là cầu, tiếng thông tục phiên dịch tới chính là hèn mọn phát dục không lãng. Đến nỗi không để ý tới ý tứ chính là, vô luận chuyện gì phát sinh đều muốn làm được không lý không hỏi. Ta cầu, ta ai cũng không để ý tới. Đây là hà vô địch tại vĩnh sinh chi địa sinh tồn hai đại nguyên tắc. Cho nên khi hắn tấn thăng thánh quân về sau, liền lấy cầu bất lý đến mệnh danh quân hào. Cầu bất lý thánh quân, thủ hộ giả lập đi lặp lại thì thầm vài câu, có chút hổ thẹn nói ra, tha thứ ta vô chi, không từng nghe nói qua các hạ quân hào. Hà vô địch vẫn như cũ bảy biện vuốt tóc tư thái, nói bổn quân không màng danh lợi, ẩn cư sơn giã, chưa từng nghe qua bình thường. Khả năng gặp quê quán nhân, hắn lúc này vô luận động tác, vẫn là ngữ điệu đều vô cùng tự hào. Hà vô địch cầu, nhưng là cũng không phải là theo tâm, hắn cũng có tôn nghiêm, hắn cũng có ngạo nghế. Nói trắng ra là, sống ở đại năng trải rộng vĩnh sinh chi địa, hà vô địch cực điểm khả năng không hỏi thế sự, không dính nhân quả, một lòng truy cầu võ đạo, một lòng truy cầu vĩnh sinh, sống người phần cẩn thận. Hôm nay bởi vì đụng phải đồng hương, tông chủ lại đứng ở bên cạnh, cuộc đời lần thứ hai cao điệu. Lần thứ nhất đâu, thất huyền hà quang phá tàn quyền suốt thế, vì để cho tu vi nâng cao một bước, hà vô địch vứt bỏ cầu bất lý kế hoạch, quyết đoán tham dự tàn quyển tranh đoạt bên trong về sau mặc dù cơ duyên xảo hợp theo trong cổ mộ thu hoạch được tàn quyển nhưng cũng bởi vậy dính nhân quả bị cường giả khắp nơi vây công bị ép đẳng cấp về không chạy trốn tới hạ đẳng vũ trụ còn nhớ kỹ năm xưa đối mặt một đám cùng là thánh quân cường giả hà vô địch xác định phá vây vô vọng về sau quả quyết lựa chọn đem tàn quyển ném ra bên ngoài cơ duyên cố nhiên rất trọng yếu nhưng sống mới có hy vọng chỉ tiếc chờ hắn chuẩn bị đem thất huyền hà quang phá ném ra ngoài thời điểm đột nhiên không có. Mỗi lần nghĩ đến tận đây, Hà Vô Địch kiểu gì cũng sẽ che ngực, nếu như tàn quyển vẫn còn, nếu như mình ném ra bên ngoài, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt bể đầu, mình thì thừa dịp cơ đào tẩu, cũng sẽ không lưu lạc hạ giới, khổ cực đến liền rác rưởi thiên ma hoàng đều khó mà giải quyết. Người vừa từng là thánh quân lại có thánh thể thân thể, tự nhiên có thể tiến nhập vĩnh sinh chi địa. Thủ hộ nhân đạo, nhập thánh dấu hiệu, sẽ không bị bắt trước, cho nên, hắn đã sớm nhận định Hà Vô Địch đến tự vĩnh sinh chi địa vậy được quân thường tiếu lúc này cất bước nói vô địch chúng ta đi hắn có thể tiến nhập vĩnh sinh chi địa thủ hộ giả thản nhiên nói người không được quân thường tiếu nói hắn là bản tọa đệ tử đệ tử đã có thể đi vào tông chủ vì cái gì không thể vào ta nói lại lần nữa thủ hộ giả lại từ nhắc lại người chỉ có bước vào vĩnh sinh chi địa liền sẽ nhục thân vỡ nát hồn phi phách tán xin lỗi quân thường tiếu nói bản tọa là dọa đại thủ hộ giả hận không thể một cước bỏ vào đi qua đem hắn kia trương tiện mặt đạp hiếm ba toái. Tông chủ, Hà Vô Địch thấp giọng nói, hắn nói không sai, người bây giờ tu vi quá yếu, tùy tiện tiến nhập vĩnh sinh chi địa liền sẽ hồn phi phách tán. Quân thường tiếu biểu hiện trên mặt đặc sắc tới, tiền phương, vĩnh sinh chi địa, quyển sách cái cuối cùng vị diệt, nếu như chính mình đi vào, thu hoạch bên trong thiên địa thuộc tính, có thể liền sẽ cảnh giới tăng vọt, sau đó nghĩ biện pháp ra, đem thiên ma hoàng dẫm tại dưới chân, thật vui vẻ tuyên bố xong kết, kết quả chỉ có thể nhìn không thể vào tức giận a à, kỳ thực túc chủ cứng rắn muốn tiến cũng không được không thể đơn giản chính là đổi thành nhân vật chính tốt xong xuôi phương thức thôi hệ thống bổ đao đạo được thôi quân thường thiếu nói vô địch người đi đi đã đi vào là chết hắn khẳng định càng hy vọng sống đệ tử có tư cách tiến nhập vĩnh sinh chi địa tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt tông chủ ta hà vô địch ánh mắt nổi lên xoắn suýt giờ này khắc này hắn cấp thiết muốn muốn đi vào vĩnh sinh chi địa cấp thiết muốn muốn về đến biệt ly thật lâu nhà nhưng tốt xấu là vạn cổ tông đệ tử. Đồng môn giết thiên ma hoàng nhiều như vậy nghĩa tử, thù hận đã phát triển đến không chết không thôi, mình lúc này cách bọn họ mà đi, không phải tương đương với lâm trận bỏ chạy sao. Quân thường thiếu tựa hồ minh bạch hà vô địch suy nghĩ trong lòng, thế là đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn nói, thật vất vả có đường, nhất định phải nắm chặt, thượng tầng vũ trụ sự tình bản tỏa có thể ứng phó. Đi thôi, về nhà đi, cuối cùng ba chữ nói ra, quân thường thiếu họa phong siêu nghiêm túc. Nói thật, Hà vô địch rất mạnh, được cho tông môn một cái cường đại sức chiến đấu, khẳng định là lúc sau đối phó thiên ma hoàng một thanh cương đao. Nhưng là, lần này dòm ngó xuất thanh đồng đỉnh bí mật, tìm được thông hướng vĩnh sinh chi địa con đường, nếu như để chảy mất, khả năng liền muốn để chảy mất cả một đời. Không cần cân nhắc, có thể về nhà, tự về nhà, thượng tầng vũ trụ lại khó giải quyết vấn đề, bản tọa dẫn đầu tông môn đi ngạnh kháng. Quân thường tiếu ngày bình thường rất tiện, rất không đứng đắn, nhưng ở đại sự trên tuyệt không qua loa, Kỳ thực tòng nguyện đệ tử thân thiết chiếu cố giải lang giao cũng có thể nhìn ra, hắn đã sớm là một gã có đảm đương, có kiến thức tông chủ. Tiện, không muốn mặt, chỉ là cố ý bày ra tính cách, kỳ thực trong nội tâm rất thành thục. Về nhà, về nhà, hai chữ này một mực tại hà vô địch bên tai quanh quẩn, nhưng hắn nguyên bản xoắn suýt cảm xúc dần dần ổn xuống tới, sau đó nhấc chân lên, được trên vĩnh sinh chi lộ. Ngoại giới Hà vô địch thân thể dựa vào hướng thanh đồng đỉnh, dựa vào hướng quyển trục. Hẳn là, Kiếm quy khư cả kinh nói, hắn phải vào vĩnh sinh chi địa. Không nghĩ tới thành đồng đỉnh nội không hiếm hoi còn sót lại ở vĩnh sinh chi lộ bí mật, lại còn có thể đi vào vĩnh sinh chi địa. Cố thiên tinh tâm cảnh khó mà bình phục, vẻ kinh ngạc vẫn treo ở trên mặt. Một bước hai bước, hà vô địch từng bước tới gần có khắc, vĩnh sinh chi địa, không gian bích lũy. soát đột nhiên, hắn giơ tay phải lên, nắm đấm nắm chặt. Hành động này giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, lây nhiễm ngay tại tông môn tu luyện hoặc bận rộn các đệ tử, bọn hắn động tác đều nhịp xoay người lấy giống nhau phương thức giơ tay phải lên đáp lại thời khắc đó không có đình viện cách xa nhau không có sơn phong cách xa nhau vạn cổ tông đệ tử cùng hà vô địch giống như cùng chỗ tại một cái không gian song song trong cũng đưa mắt nhìn vị này quan môn đệ tử về nhà hà sư đệ lý thanh dương nói thuận buồm xuôi gió tô tiểu mà cùng tiêu tội kỷ đám người đứng trên diễn võ tràng trên mặt hiện ra sán lạn mỉm cười thật đáng tiếc giả dạ tinh thần không có ở tông môn không hắn nhân mặc dù ở bên ngoài, nhưng giống như cảm nhận được, dừng ở cái nào đó sơn phong, chậm rãi dơ lên nắm đấm. Đạp, hà vô địch dừng ở không gian bích lũy chỗ, lại bước một bước, liền sẽ tiến nhập vĩnh sinh chi địa. Quân thường tiếu vuốt vuốt có chút chua mũi tử, cười nói, người đi trước một bước tìm xong điểm dừng chân, chờ đợi bản tọa cùng tông môn đến. Tông chủ, bao lâu, cần phải rất nhanh, bao lâu, quân thường tiếu không rõ ràng. Thậm chí khả năng sinh thời cũng sẽ không tiến không vĩnh sinh chi địa đi, vô địch, quân thường tiếu nói, vô luận bao lâu, đều muốn nhớ kỹ, ngươi là bản tọa quan môn đệ tử. Đệ tử minh bạch, hà vô địch hít thở sâu một hơi, rằng thật, hắn hiện tại tâm cảnh cùng tông chủ đồng dạng khó chịu. Mặc dù ở chung không đủ trăm năm, tại năm tháng dài đằng đẵng trong không tính là cái gì, nhưng là không thể muốn, lại nghĩ tự đi không được, hà vô địch đè xuống các loại cảm xúc, không quay đầu lại mà nói, những năm này đa tạ tông chủ vun trồng. Đa tạ đồng môn yêu mến, ta hà vô địch khác trong tâm khảm, ô ô ô liễu huyền thi ghé vào diêu mộng oánh trên vai khóc lê hoa đái vỗ nói hà sư đệ đi về sau ai đóng cửa đúng thế hà vô địch đột nhiên xoay người nói ta đi ai đóng cửa nha không được ta không thể đi ta nhất định phải lưu lại đóng cửa nói lại từng bước một lui trở về sau đó đứng tại quân thường tiếu trước mặt biểu lộ siêu nghiêm túc nói vạn cổ tông chính là đệ tử nhà khẩn cầu tông chủ chuẩn đệ tử lưu lại là sư huynh sư đệ đóng cửa vì mọi người che gió che mưa xác định, xác định, hưu, hưu, hai người linh hồn thể hồi bản thể. Thanh đồng đỉnh trên triển khai quyển trục dần dần tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1887, Tối Cường Não Bổ Vương Hà vô địch lựa chọn lưu lại, thật sự cho rằng đi, không ai đóng cửa. Không, rất nhiều đệ tử số sắp xếp chờ lấy đóng cửa đâu đóng cửa chỉ là lấy cớ nhất cái có thể để hắn lưu lại lấy cớ tại vạn cổ tông sinh hoạt mặc dù không đủ trăm năm nhưng hà vô địch đã xem nơi này coi là nhà thích đáng yêu đồng môn thích phòng ăn cơm nước thích tông môn một ngọn cây cọng cỏ nếu như quyển trục chỉ có một lần tiến vào vĩnh sinh chi địa cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại có như vậy hôm nay từ bỏ hà vô địch đưa lưng về phía thanh đồng đỉnh ánh mắt kiên định nói ta không hối hận trên thực tế đã từng hắn thường xuyên tại đêm khuya suy nghĩ một vấn đề đi đoạt thất huyền hà quang phá tàn quyền, bị ép đẳng cấp về không hạ giới, đến cùng là phúc là hỏa. Đến sau gia nhập vạn cổ tông, mới đến chuẩn xác đáp án, là phúc, là hạnh. Có nhân sẽ nói, làm não bổ tổ ba người lão đại, hà vô địch từ đầu đến cuối nhận định tông môn cùng thất huyền tiền bối có quan hệ, tự nhiên cho rằng là phúc. Không phải, khi hắn càng sâu vào giải tông môn, càng đem mình coi là một phần tử. Hà vô địch đã sớm không quan tâm thất huyền thánh tôn, dù là biết chân tướng, vẫn như cũ vui lòng làm quan môn đệ tử. Vạn Cổ Tông, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, chỉ cần tiếp xúc, chỉ cần dung nhập, bất kỳ người nào đều sẽ thật sâu mê luyến trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cũng tỷ như cao ngạo cả đời dạ tinh thần, từ bắt đầu ngạo kiều kinh kiệu, cho tới bây giờ không phải cũng nguyện ý vì tông môn, vì đồng môn lên núi đao xuống biển lửa a. Dạ đế cuồng, vô địch cầu hai người mặc dù tính cách khác lạ, nhưng đều có điểm giống nhau không có gia nhập vạn cổ tông trước từ đầu đến cuối cùng cô độc làm bạn, mà khi dung nhập tông môn về sau, minh bạch tín nhiệm, minh bạch tình cảm, liền sẽ máu chảy đầu rơi. Chính như đường tam tạng đối trí tôn bảo nói lời, chờ người minh bạch hy sinh vì nghĩa, người tự nhiên sẽ trở về cùng ta hát bài hát này. Giả dạ tinh thần minh bạch, buông xuống kiếp trước ngạo nghễ chân chính đem mình coi như đệ tử. Hà vô địch minh bạch, buông xuống tiến về vĩnh sinh chi địa cơ hội, nguyện ý tiếp nối đứng ở trước cửa vì mọi người che gió che mưa. Soát hà vô địch lại giơ tay lên hắn cúi đầu khóe miệng hiển hiện mỉm cười hô vạn cổ tông nại tư một nháy mắt tông môn đệ tử đều giơ tay lên chăm miệng một lời hô vạn cổ tông nại tư thanh âm quanh quẩn tại thương không gian vang vọng toàn bộ vạn cổ giới kiếm quy khư cùng cố thiên tinh hai mặt nhìn nhau hai người mặc dù không hiểu nại tư là có ý gì nhưng có thể khắc sâu cảm nhận được thuộc về vạn cổ tông thuộc về bọn này trào lên sóng sau độc hữu văn hóa quân thường tiếu cười cười chứng chạc đàng hoàng, cười xuân quang sáng lạn, đệ tử vốn có cơ hội về nhà, lại dứt khoát lựa chọn lưu lại, mình lại có thể nào cô phụ hắn. Vĩnh sinh chi địa, quân thường thiếu ngẩng đầu, nhìn về phía đầy sao trải rộng bầu trời đêm, thầm nghĩ, bản tòa hội mang toàn bộ tông môn đi, dù là trở lên tầng vũ trụ là kết cục. Ngày thứ hai, thanh đồng đỉnh lại một lần được an trí tại chủ phong trên diễn võ trường. Các đệ tử toàn vây tới, hôm qua có quan hệ quyển trục xuất hiện một màn, bọn hắn đều đã bắt được, cho nên tranh nhau thảo luận. Vô địch, quân thường thiếu ngồi ở trong đại điện, nói, ngươi là thế nào phát hiện bên trong dấu bí mật chứ? Vũ trụ thánh chiến đã tổ chức người một giới, lịch đại quán quân thu hoạch được về sau, đều sẽ có sung túc thời gian đi nghiên cứu. Nhưng từ đầu đến cuối vô nhân thu hoạch, Hà vô địch cầm đi một hồi liền phá giải, nói là vận khí, kia thực sự có chút nghịch thiên. Trên thực tế đâu, cũng không không phải vận khí, mà là, Hà vô địch nắm giữ huyền cơ, cái này huyền cơ không phải vừa suy nghĩ ra được, muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm đó tiến vào cổ mộ tìm kiếm tàn quyển lúc phát hiện. Đệ tử kinh lịch các loại cơ quan cùng khảo nghiệm, rốt cuộc tiến vào chủ trong mộ, không chỉ có thu hoạch được thất huyền hà quang phá tàn quyền, còn tại trên tường nhìn thấy một loại đặc thù đồ án. Hà vô địch hồi ức nói, đương thời tiến mộ địa cường giả rất nhiều, hắn bằng nhanh nhất thời gian cầm tới tàn quyền liền chạy đường. Cho nên, quân thường tiếu nói, người thấy đồ án cùng thanh đồng đỉnh lên giống nhau như đúc. Ừm, Hà vô địch gật đầu nói, nếu không phải cẩn thận quan sát, đệ tử chỉ sợ sẽ không nhớ tới. Võ giả ký ức rất mạnh, nhìn qua sẽ không lãng quên, trừ phi nghĩ không ra. Hôm qua, Hà vô địch nghiên cứu thanh đồng đỉnh lúc, luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua, cho đến nhớ tới trong mộ địa đồ án mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực hai bước đồ án cũng không phải là giống nhau như đúc, có rất nhiều địa phương tồn tại nhỏ bé sai lầm. Có lẽ không phải sai lầm, có lẽ là chính xác mở khóa văn tuyến, mang theo ý nghĩ này, hà vô địch đưa tay dán tại văn tuyến bên trên sau đó xuôi theo rắc rối phức tạp lộ tuyến thăm dò kết quả thật làm cho hắn đoán đúng thanh đồng đỉnh nội đồ án thì thực càng giống nhất cái bị đánh loạn khối rubik khắc ấn tại chủ mộ trên tường đồ án thì là bản đầy đủ hà vô địch đã nhìn qua nguyên bản như vậy chiếu con đường của nó một lần nữa sắp xếp một lần tự nhiên cũng là dễ dàng đương nhiên thanh đồng đỉnh mặt ngoài văn tuyến cực kỳ phức tạp mỗi điểm chuyển biến đều sẽ diễn sinh ra hàng trăm hàng ngàn vạn cho nên không có nguyên bản làm sự so sánh, chỉ dựa vào tùy tiện loạn liều loạn góp gần như không có khả năng phá giải. Thì ra là như vậy, quân thường tiếu minh bạch, cũng không phải là đệ tử vận khí nghịch thiên, mà là sớm biết câu trả lời chính xác. Chờ một chút, quân thường tiếu nói, người mới vừa nói mộ địa, chẳng lẽ thất huyền tiền bối đã qua đời, có thể là qua đời, qua đời liền qua đời, làm sao còn có thể. Thất huyền tiền bối từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tại vĩnh sinh chi địa cơ hồ không ai thấy qua hắn chân dung, Mọi người chỉ biết là hắn đem thất huyền hà quang phá giấu tại trong mộ, đến mức sinh tử thì không người có thể biết. Quân thường tiếu trầm mặc, mộ đều có, nhân còn sống. Không phải, kỳ thực tại cao võ thế giới, nhất là cường giả đỉnh cao, liền đạp ngựa thích chơi thần bí, liền thích xây giả mộ, đem võ học tài nguyên cái gì hết thảy ném vào, để người có duyên đến kế thừa. Người cho rằng chết rồi, khả năng còn sống. Người cho rằng còn sống, khả năng chết sớm. Nói tóm lại, đã tới cấp độ cực cao cường giả, Thích cố lộng huyền hư đến hiển lộ rõ ràng thân phận Cũng tỷ như quân thường tiếu đi Có đôi khi trong lúc rảnh rỗi liền sẽ nghĩ Chờ mình đại nạn sắp tới Muốn hay không xây mấy ngàn cái giả mộ Đặt ở từng cái vị diện Để hậu nhân tìm được chơi đâu Tiệt, hệ thống từng nhà rãnh qua Vấn đề tới, quân thường tiếu nói Đỉnh là thất huyền tiền bối lưu lại Chính xác đồ án lại đặt ở vĩnh sinh chi địa trong mộ Đến cùng có ý tứ gì Không muốn để cho nhân phá giải chứ sao Hệ thống nói thanh đồng đỉnh nội đồ án bể bộn vô trương, dựa vào vận khí phá giải, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Đã không ai có thể phá giải, cần gì phải lưu tại thượng tầng vũ trụ chờ người hữu duyên. Vẫn là nói, quân thường tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, ngạc nhiên nói, thanh đồng đỉnh cùng trong mộ tồn tại đồ án, từ vừa mới bắt đầu chính là vì vô địch chuẩn bị. Cái này, hà vô địch có chút mộng, thanh đồng đỉnh ở trên tầng vũ trụ, chính xác đồ án tại vĩnh sinh chi địa. Cả hai thuộc về khác biệt cấp độ địa phương, muốn đồng thời đều nắm giữ căn bản không tồn tại. Nhưng là, Hà Vô Địch tiến vào cổ mộ, ghi lại chính xác đồ án. Cuối cùng bởi vì cướp đoạt thất huyền Hà Quang phá duyên cỡ, lại bị ép đẳng cấp về không hạ giới, tham gia vũ trụ thánh chiến đạt được cần phá giải thanh đồng đỉnh. Trùng hợp sao? Không, Hà Vô Địch kiên định nói, đây cũng không phải là trùng hợp, ta sở dĩ đi vào hạ giới, gia nhập vạn cổ tông đều là thất huyền tiền bối an bài tốt. Não bổ chi lực, tràn ngập thức hải, cuối cùng, nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ thất huyền tiền bối đã an bài, vậy ta liền nhất định không thể cô phụ lão nhân ra ông ta, tận tâm tấn trách phụ tá tông chủ, phụ tá vạn cổ tông. Vạn cổ tông tối cường não bổ vương, không có một trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1888, Thanh Đồng Đỉnh một cái khác công dụng. Thất huyền thánh tôn lưu lại Thanh Đồng Đỉnh, đem chính xác đồ án đặt ở Vĩnh Sinh Chi Địa, xem ra là không trông cậy vào tầng vũ trụ người đi phá giải. Trọng điểm tới, đây là muốn lưu cho vĩnh sinh chi địa nhân, có thể lên lưu chi địa võ giả, ai sẽ nguyện ý đến hạ lưu chi địa. Hà vô địch tới, hắn, bị ép buộc tới, lại vừa vặn thu hoạch được thanh đồng đỉnh, phá giải trong đó huyền bí. Cũng đừng trách hà vô địch não bổ khoa trương, sự tình như cẩn thận vén lên đến, thật là có khả năng này tính. Chỉ bất quá, thất huyền thánh tôn lưu lại đủ loại huyền cơ, đến cùng phải hay không như hắn suy nghĩ, vậy liền trời biết đất biết quân thường tiếu cũng không có quá nhiều đi xoắn xoết chuyện này hắn giờ phút này càng để ý đã phá giải thanh đồng đỉnh huyền bí tông môn lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì vô địch quân thường tiếu ra lệnh lại phá một chút thanh đồng đỉnh nhìn có thể hay không kích hoạt quyển trục vâng hà vô địch đi đến diễn vũ trang hai tay dán tại thanh đồng đỉnh nhưng tay dán tại phía trên sau đó nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức trong thức hải đồ án phảng phất nhất cái chuyên nghiệp kẻ trộm đặt chỗ nào mở an toàn dương đâu ong ong, ba, ám kẻ tựa hồ hoàn mỹ phù hợp, trong đỉnh cơ quan phá vỡ. Đám người trừng to mắt, bọn hắn đang chờ thần kỳ quyển trục xuất hiện, có lẽ cũng có thể lấy linh hồn hình thái tiến vào bên trong, đi khoảng cách gần thưởng thức vĩnh sinh chi lộ đâu. Kết quả, đợi cái tịch mịch, kỳ quái, hà vô địch nói, làm sao không có xuất hiện đâu. Hắn mở khóa lộ tuyến cùng hôm qua không có cái gì khác nhau, ấn nói đã thành công kích phát thanh đồng đỉnh, nhưng quyển trục cũng không có đúng hẹn mà tới. Như thế nhìn tới, Kiếm quy khư nâng cầm lên nói, hẳn là chỉ có thể kích phát một lần. Hà vô địch biểu hiện trên mặt lập tức sụp đổ. Mặc dù hôm qua cao điệu tuyên bố, nếu như về vĩnh sinh chi địa chỉ có một lần cơ hội, mình sẽ không hối hận lưu lại, nhưng hiện thực thật sự là dạng này, khẳng định. Không được, trái tim có chút đau nhức, đau còn có cầu thẳng, hao phí nhiều thời gian như vậy, mang đệ tử thi đấu. Cuối cùng toại nguyện thu được thanh đồng đỉnh, kết quả lại là duy nhất một lần vật dụng, tuyệt đối khuy chết. Không đúng, đột nhiên, Quân thường tiếu mắt sáng rực lên, nói tối thiểu biết tọa độ, biết vĩnh sinh chi lộ vị trí. Tối hôm qua linh hồn tiến vào quyển trục, mặc dù nhìn qua phiêu miểu hư vô, nhưng chung quanh sơn thủy phá lệ chân thực, đã không thể thông qua họa bên trong đường đi vào, hoàn toàn có thể tìm trong hiện thực đường A. Cầm bút đến, xoát, Lý Thanh Dương đưa tới bút mực giấy nghiên, xoát xoát, quân thường tiếu nâng bút trên giấy long phi phượng vũ vẽ lên đến, hiển nhiên muốn đem trong trí nhớ cảnh tượng phục khắc ra. Nhưng mà, khi hắn sau khi hoàn thành, Lý Thanh Dương nhìn kỹ một hồi, nói tông chủ, vẽ cái gì? Địa đồ, Lý Thanh Dương khóe miệng hơi rút, liễu ti nam chờ cao tầng vây tới, nhìn về phía trên bàn giấy, kết quả nhìn không hiểu ra sao. Từ quân thường thiếu tầm mắt nhìn, kia là trương hoàn mỹ phục khắc địa đồ, đừng nhìn chỉnh thể không quá lớn, nhưng có núi có nước có rừng cây, có loại quê nhà của ta, liền ở tại cái kia đồn nhi cảm giác. Chỉ bất quá, từ liễu ti nam bọn người góc độ nhìn lại, trên giấy một mảnh trống không cái gì cũng không có. Đánh giám, Quân thường tiếu cầm lên, nói bản tỏa rõ ràng vẽ ra đến rồi. Tông chủ, thật cái gì cũng không có. Cao tầng cùng đệ tử cùng kêu lên nói. Quân thường tiếu đương nhiên không tin, thậm chí cho rằng bọn họ tại hùn vốn diễn mình, cho đến hoa mân côi đi tới, nói câu gì đều không có, mới ý thức tới trên giấy đồ án hẳn là chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Hà vô địch có thể nhìn thấy, bất quá, hắn không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, mà là tại trong lòng thầm nghĩ, như thế xem ra, khác ở trong thức hải đồ án chỉ có tiến vào quyển trục người mới có thể nhìn thấy. Lại không đúng, kiếm quy khư cùng cố thiên tinh cũng đi vào qua. Hai người giờ phút này không những không nhìn thấy trên giấy đồ án, thậm chí hồi ức tối hôm qua nhìn thấy cảnh tượng, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến, nếu không phải xác định từng tiến vào, khả năng hoài nghi có phải hay không hoạn có thỉnh thoảng tính chứng mất trí nhớ. Phù phù, đại điện bên trong, quân thường tiếu đặt mông ngồi xuống, biểu hiện trên mặt sụp đổ dị thường. Hắn lúc đầu dự định đem vĩnh sinh chi lộ vẽ ra đến, khắc ấn cấp đệ tử mỗi người một phần, về sau đi những tinh hệ khác, vị diện khác du lịch thời điểm, có lẽ đánh bậy đánh bạ phát hiện, hiện tại triệt để không đùa. Tông chủ, Hà Vô Địch đi tới, suy đoán nói cái này chỉ sợ là thất huyền tiền bối bảy thần thông, chỉ có dừng lại tại quyển trục đầy đủ thời gian người mới có thể ghi lại đồ lên hình dạng mặt đất, ngoại nhân thì không có quyền biết được. Thượng tầng vũ trụ lớn như vậy, quân thường tiếu nói, chỉ có hai người chúng ta biết, lại làm như thế nào tìm tới cùng hiện thực giống nhau địa phương. Đệ tử cho rằng, Hà vô địch biểu lộ nghiêm túc nói, thất huyền tiền bối đã phân biệt lưu lại thanh đồng đỉnh cùng đồ án, khẳng định có lấy sâu xa dụng ý, chúng ta có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể. Sau đó không lâu liền sẽ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có đạo lý, quân thường tiếu tiêu tan. Hà vô địch nói, thanh đồng đỉnh bí mật đã bị dò xét, hẳn là không giá trị, đệ tử cho rằng có thể cầm đi dung luyện. Phổ thông chất liệu có dung luyện giá trị A, quân thường tiếu nói, chất liệu giá trị không quyết định bởi bản thân, mà là quyết định bởi tại người chế tác. Hà vô địch nói, quân thường tiếu nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thanh đồng đỉnh chất liệu hoàn toàn chính xác bình thường, không chút nào khoa trương nói, bất kỳ cái gì nhất cái vị diện đều có thể tìm tới giống nhau chất liệu, tuyệt đối thuộc về nát đường cái chất liệu, nhưng nó là thất huyền thánh tôn chế tạo, vậy liền phi thường có giá trị. Nếu như túc chủ trở thành thượng tầng vũ trụ tối cường giả, một số năm về sau, dù là dùng để chui đít giấy, đối thế nhân tới nói đều là vô giới chi bảo. Hệ thống trêu chọc nói, đi, quân thường tiếu đứng dậy, nói, đem thanh đồng đỉnh mang đến chú tạo đường, giao cho phạm đường chủ xử lý. Vâng, Hà Vô Địch lúc này đi ra đại điện, nhưng mà, đương nhìn về phía diễn vũ tràng, phát hiện thanh đồng đỉnh không có. Đỉnh đâu, làm sao không thấy, Hà Vô Địch lập tức luống cuống, chẳng lẽ lại, phá giải bên trong áo nghĩa về sau, đỉnh sẽ ở thời gian nhất định sau biến mất. Hà Sư Đệ, đúng vào lúc này, Lý Thanh Dương đi ngang qua, nói, liễu sư muội nhìn thanh đồng đỉnh không có giá trị, liền sai người nhấc về nhà ăn, tựa hồ định dùng tới làm nồi dùng. Hồ nháo, Hà Vô Địch nghiêm mặt nói, đây chính là thất huyền tiền bối chế tạo đỉnh, coi như mất đi lúc đầu tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ có thể dùng đến rèn đúc vũ khí trang bị, sao có thể cầm đi làm cơm. Sứt lời, vội vàng đi hướng nhà ăn, quả nhiên, đi vào nội viện phòng bếp, thanh đồng đỉnh được an trí tại dễ thấy địa phương, phía dưới củi lửa đang thiêu đốt, hiển nhiên bị xem như nồi dùng u một khắc, cái này nồi, đỉnh kia rất lớn, dùng để trưng gạo, tối thiểu có thể cung cấp trên vạn người. Hà vô địch che ngực, hiện ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Đây chính là thất huyền tiền bối chế tạo thanh đồng đỉnh, bị lấy ra làm nồi dùng, lấy ra trưng gạo dùng, đơn giản chính là tại khinh nhờn lão nhân ra ông ta. Liễu đường chủ, hà vô địch giống to, ngay sau đó, ống kính linh tính nhất chuyển, hắn ngồi tại trong phòng ăn, cầm lấy đua ăn khẩu mới vừa ra lò cơm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói ra, thật là thơm. Dùng thanh đồng đỉnh trưng gạo, thật ăn thật ngon. Đến nhà ăn đi ăn cơm các đệ tử mỗi người đều ăn mấy bát, càng ăn càng thoải mái, càng ăn càng nhẹ nhàng khoan khoái. Bành, bành, sơ qua, đám người tóc nổ tung, khó trắng từ trong ra ngoài tràn ngập ra. Một khắc này, phàm nếm qua thanh đồng đỉnh trưng suốt cơm người, toàn bộ thân thể tựa như đột nhiên bành trướng, mỗi tắc ra thì tựa như lập tức vỡ ra, liền ngay cả linh hồn cũng bay xuất cửu trọng thiên dung nhập một mảnh không biết mà có thần thánh hoàn cảnh bên trong tình huống như thế nào quân thường tiếu vội vàng bay vào nhìn thấy trong phòng ăn đệ tử chỉnh tề mà ngồi quanh thân tản mát ra bừng bừng xương trắng đem nơi này tô điểm thành tựa như mây mù lượn lờ tiên cảnh cả người nhất thời liền mộng ps cảm tạ vô duyên tương cứu trong lúc hoạn nạn cung cấp linh cảm mạch suy nghĩ đồng thời trịnh trọng tuyên bố ta không có chép sách bình bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1889, Thiên Lại Tiên Âm Vạn Cổ Tông, Nhà Ăn, giờ phút này, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Sở hữu nếm qua chương gạo đệ tử, linh hồn bay tới cửu tiêu bên ngoài, đặt mình vào như thật như ảo hoàn cảnh bên trong. Dần dần, bọn hắn sắp hàng chỉnh tề, như lão tăng ngồi xếp bằng xuống. Hô hô, hô hô, xương trắng vẫn từ thể nội tràn ngập ra, các đệ tử linh hồn phảng phất đạt được tính hóa, lại phảng phất đạt được theo một ý nghĩa nào đó thăng hoa. Chạy tới quân thường tiếu, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ăn một bữa cơm, làm sao chả ăn suất tu tiên cảm giác tới đâu. Tông chủ, Liễu Huyền Thi từ phòng bếp đi tới, một bên dùng tạp dề sát thủ, một bên kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra a à? Quân thường tiếu nói, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì. Đệ tử đột nhiên tiến vào tu tiên hình thức, cái này khiến hắn hoài nghi, Liễu Huyền Thi hẳn là lại nghiên cứu ra một loại nào đó có trợ giúp tu luyện nấu nướng. Liễu Huyền Thi nói: Nhất thường ăn cơm cơm nha. Xác định, xác định. Quân Thường Tiếu nâng cầm lên nói kỳ quái: Cơm hắn cũng thường ăn, không thấy có loại này. Tựa như đặt mình vào tiên cảnh tình huống nha. À, đúng rồi. Liễu Huyền Thi vỗ một cái chán, nói cơm là dùng thanh đồng đỉnh trưng. Quân Thường Tiếu kém chút ngã quỵ. Thất Huyền Thánh tôn chế tạo bảo bối, lại lấy ra trưng gạo cơm, thực sự có chút quá mức. Đỉnh thứ này từ được sáng tạo ra, không phải liền là dùng để nấu đồ vật sao? hệ thống nói có cái gì quá phận, Ây, quân thường thiếu ngây người một hồi, tỉnh ngộ nói đúng thế. Đỉnh, nấu đồ vật đồ vật, đại vũ phân chia thiên hạ vì cửu châu, lệnh cửu châu mục cống hiến thanh đồng, từ đó rèn đúc cửu đỉnh, mới dần dần chuyển biến làm vương quyền, cùng thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Sự tính ban đầu nếu là dùng để nấu đồ vật, chưng gạo cơm hoàn toàn không có gì không ổn. Hẳn là, để tử tiến vào tu tiên hình thức cùng thanh đồng đỉnh có quan hệ. Nghĩ đến tận đây, quân thường tiếu vội vàng nói nhà đầu cấp bản tỏa thịnh bát cơm được liễu huyền thi đem cơm để lên bàn quân thường tiếu bẹp bẹp bắt đầu ăn trong lúc đó ngay cả khẩu đồ ăn đều không có kẹp làm ăn gạo cơm không dùng bữa kia được nhiều không có hương vị a à, nhưng cầu thẳng ăn tâm hoa nổ phóng ăn thần thanh khí sảng nhà đầu lại sới một bát thanh đồng đỉnh trưng suất cơm là thật vậy hương quân thường tiếu trọn vẹn ăn tứ bát mới thỏa mãn liếm sạch dính phụ bên miệng nhi hạt gạo ông đột nhiên thức hải truyền đến chấn động Hô, quân thường tiếu quanh thân tràn ngập ra bừng bừng xương trắng, cùng bên cạnh đệ tử đồng dạng ngây ra như phóng ngồi tại nguyên chỗ, linh hồn đã bay đến thủ tiêu bên ngoài, cảm giác kia tựa như đằng vân giá vũ, kia tâm tính tựa như bồng bình dục tiên, coi là thật vô cùng thoải mái. Tông chủ, liễu huyền thi la lên, người không sao chứ, quân thường tiếu cũng không trả lời, bởi vì giờ khắc này hắn, linh hồn thể đã dung nhập như thật như ảo hoàn cảnh bên trong, sau đó xếp bằng ở chúng đệ tử phía trước. Và sao thăng A còng phần trăm, một loại hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm, tại mọi người bên tai như ruồi mũi vang lên, khiến cho đám người tâm linh chậm rãi phát sinh biến hóa vi diệu. Cái này tựa như đặt mình vào tiên cảnh, lắng nghe tiếng trời cảm giác kéo dài một canh giờ. Hưu, hưu, linh hồn trở về, dung nhập thể nội, quân thường thiếu cùng các đệ tử thể nội lại không phóng thích mây mù, cũng dần dần mở to mắt. Có nhân ánh mắt lấp lóe phấn khởi, có nhân ánh mắt lấp lóe mê mang, phấn khởi nguyên nhân ở chỗ, dung nhập tiên cảnh, lắng nghe tiên âm, đối võ đạo có một loại nào đó khắc sâu lý giải. Mê mang nguyên nhân ở chỗ, mặc dù dung nhập tiên cảnh, mặc dù lắng nghe tiên âm, thậm chí cũng có thể cảm nhận được một loại nào đó áo nghĩa, nhưng cẩn thận dư vị tựa hồ lại là cái gì đều không có lĩnh ngộ được. Trong đó nhất phấn khởi không ai qua được hà vô địch. Hắn giờ phút này, song quyền nắm chặt, kích động đều nhanh đã hôn mê. Đối quân thường tiếu cùng các đệ tử mà nói, kia đơn giản là cái cùng loại tiên cảnh cũng có tiên âm quấn tai địa phương. Nhưng với hắn mà nói lại tương đương. Vĩnh Sinh Chi Địa, không, cũng không phải là Vĩnh Sinh Chi Địa, xác thực nói, cực kỳ tương tự, nhất là bốn phía tràn ngập thiên địa thuộc tính cũng vô hạn tiếp cận. Đến mức cùng loại ngâm sướng quấn tai thanh âm thì là Vĩnh Sinh Chi Địa Thiên lại Tiên âm, chỉ có Thân Lâm kỳ cảnh mới có thể lắng nghe, mới có thể tiến hành tham ngộ. Nói đơn giản điểm, Thiên lại Tiên âm tương đương thiên địa thuộc tính, loại này thuộc tính chỉ có tại Vĩnh Sinh Chi Địa mới nghe được. Võ giả muốn mạnh hơn không chỉ cần phải thu lấy thiên địa thuộc tính, còn muốn lắng nghe thiên lại tiên âm, thậm chí chỉnh thể chiếm so phi thường cao. Tại Hà Vô Địch Lý Giải chung đạt tới thánh quân cảnh về sau, võ đạo tăng lên có gần 7 thành đến từ lắng nghe tiên âm, ba thành đến từ thiên địa thuộc tính thu lấy. Cho nên thiên lại tiên âm phi thường trọng yếu, thậm chí cũng bởi vì có loại thanh âm này tồn tại, vĩnh sinh chi địa mới là vĩnh sinh chi địa. Bây giờ, đặt mình vào thượng tầng vũ trụ, thật sự rõ ràng nghe được thiên lại tiên âm, cái này khiến Hà Vô Địch cực kỳ kích động cực kỳ phấn khởi. Kích động chỗ, không ở chỗ có thể lợi dụng thiên lại tiên âm đi đề cao tu vi, mà là có thể tốt hơn thi triển đã từng tu luyện võ học cùng võ kỹ. Làm đến từ vĩnh sinh chi địa thánh quân, trong đầu chứa võ học nhiều không kể xiết, nhưng bởi vì thuộc tính hạn chế lại khó thi triển, dù là đến sau tiến vào vạn cổ giới, có cao hơn thiên địa thuộc tính cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo theo một phần nhỏ. Tỷ như thiên địa hóa vô, tỷ như cửu long phân liệt trường, hai loại võ học không chỉ cần phải cao hơn cấp bậc thiên địa thuộc tính gia trì còn cần đối tiên âm có lý giải nói ngắn gọn không đối tiên âm lĩnh ngộ cũng có thể thi triển nhưng là tại uy lực phương diện khẳng định giảm bớt đi nhiều hai loại võ kỹ khá tốt điểm tối thiểu thuộc tính chiếm cứ vị trí chủ đạo có chút đặc thù võ kỹ nhất định phải toàn bộ nhờ tiên âm mới có thể chi lăng tông chủ lấy lại tinh thần lý thanh dương nói ta tựa hồ đối với thất huyền hà quang phá có đặc thù nào đó lĩnh ngộ ta cũng vậy tô tiểu mạt nói hai người lắng nghe tiên âm trong lúc vô hình tựa hồ bắt lấy cái gì đối thất huyền hà quang phá đã có một loại khác hoàn toàn mới lý giải cái này cần thời gian tham ngộ cùng tiêu hóa cho nên hai người vội vã rời đi tiến vào siêu phẩm thời không bí cảnh tiêu tội kỳ lý phi bọn người cũng là như thế bọn hắn nhao nhao rời đi nhà ăn tiến vào bí cảnh lựa chọn bế quan tham ngộ đến mức những cái kia mê mang đệ tử mặc dù cảm nhận được tiên âm chung có khác biệt chỗ nhưng từ đầu đến cuối chưa bắt được yếu điểm cũng liền không có gì thu hoạch vô địch, quân thường tiếu nói cái này tình huống như thế nào. Ây, hà vô địch đem tự mình biết, cùng có quan hệ thiên lại tiên âm nói ra. Quân thường tiếu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau, biểu lộ ngưng trọng nói, nói đúng là, chúng ta vừa rồi linh hồn dung nhập địa phương là vĩnh sinh chi địa. Chỉnh thể kém chút, hà vô địch nói, hẳn không phải là vĩnh sinh chi địa, mà là biên giới yếu kém nhất khu vực. Quân thường tiếu ánh mắt phấn khởi tới, mặc dù không phải chân chính vĩnh sinh chi địa, nhưng có cường hóa linh hồn cùng tâm cảnh thuộc tính, lại có thiên lại tiên âm quấn tai, cái này có thể chính là thanh đồng đỉnh ẩn tàng thiên đại giá trị đi. Bất quá, vấn đề tới, có thể hay không cùng quyển trục dạng kia, thuộc về duy nhất một lần đâu. Quân thường tiếu vội vàng lại ăn mấy bát cơm, kết quả không có thể đi vào nhập kia phiêu miểu tiên cảnh, thế là sụp đổ nói thật sự chỉ có thể tiến vào một lần. Có lẽ có thời gian hạn chế đâu, hệ thống nói, đúng, quân thường tiếu vội vàng phân phó nói, nhà đầu, lấy hậu thiên thiên dùng thanh đồng đỉnh trưng gạo. Vâng, Liễu huyền thi tuân lệnh, lại yếu ớt hỏi, tông chủ, ta có thể đem ra chiên xào nấu nổ, nấu chịu hầm đốt sao? Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1890, tông chủ, chúng ta phát. Siêu phẩm thời không bí cảnh, Lý Thanh Dương bọn người có ngồi xếp bằng, có đứng thẳng, đều đang suy nghĩ từ thiên lại tiên âm trung đạt được cảm ngộ. Quân thường tiếu cũng tại, hay là cảnh giới phương diện so các đệ tử cao, hắn từ thanh âm bên trong lấy được dẫn dắt cường liệt nhất. Hưu, hưu, trong thức hải, thất thải lưu quang khi thì từ hai bên trái phải trên dưới xẹt qua. Đây là thất huyền hà quang phá, khác biệt dĩ vãng, bảy loại lưu quang ẩn chứa cao siêu hơn áo nghĩa, ẩn chứa càng cường đại uy lực. Quân thường thiếu chỉ cần triệt để nắm giữ, võ kỹ cũng sẽ có nghiêng trời lệch đất tăng cường. Nguyên lai thất huyền thánh chiến sáng tạo võ kỹ, nguyên lai có thể dùng thiên lại tiên âm lực lượng đến khu động có quan hệ thất huyền hà quang phá, hắn cùng các đệ tử sớm tại hạ giới liền tìm hiểu, mặc dù đặt mình vào thiên địa thuộc tính mạnh hơn vị diện sẽ có tăng lên trên diện rộng, nhưng trung quy kém chút ý tứ, thậm chí sử dụng tần suất lên không bằng độ thiên trường ấn như vậy tấp nập. Bây giờ phá án, loại vũ khí này liền có thể lấy dùng thuộc tính khu động, cũng có thể dùng thiên lại tiên âm khu động. Dùng thiên địa thuộc tính đến thi triển, cũng không phải không thể dùng, nhưng ở uy lực cùng hiệu quả lên khẳng định không sánh bằng tiên âm thi triển. Không đủ cẩn thận phỏng đoán về sau, quân thường tiếu lắc đầu nói, chênh lệch quá xa. Từ phiêu miểu trong tiên cảnh thu hoạch tiên âm cực kỳ có hạn, không đủ để để hắn đi tham hoa thất huyền hà quang phá, cho nên. Nhất định phải nhiều đi vào mấy lần mới được, phương diện này, hà vô địch so sánh gà tặc, hắn không có đem thu hoạch tiên âm chi lực, cầm đi tham mộ thất huyền hà quang phá, mà là bắt đầu tìm hiểu cửu long phân liệt trường, dù sao cả hai cấp độ có khác, có thể tối đại hóa lợi dụng. Ngày hôm sau, sáng sớm, nhất khắc cùng nhị hắc sát cuống họng hô lớn ăn cơm soát lúc đầu trống rỗng nhà ăn một nháy mắt ngồi đầy cao tầng cùng đệ tử tựa như chuyên môn đang chờ giờ cơm đến sau đó bằng nhanh nhất tốc độ dành chỗ đưa xếp thành hàng nhị hắc nói một người lĩnh cái bánh bao hôm nay cơm nước không có ăn mặn làm chỉ có nhất cái rõ ràng màn thầu ăn no bụng sao no bụng không no không trọng yếu trọng yếu là bánh bao lớn từ thanh đồng đỉnh trương ra cho nên mọi người ăn nhưng càng hăng nhưng thơm Hô hô, nhất cái bánh bao lớn vào trong bụng về sau, đám người thể nội lần nữa phóng xuất ra xương trắng, lần nữa tiến vào cùng loại vĩnh sinh chi địa hoàn cảnh bên trong. Ta hiểu được, Hà Vô Địch ngồi xếp bằng xuống, kích động nói, chỉ cần ăn từ thanh đồng đỉnh làm đồ ăn, mỗi ngày đều có thể tiến vào loại địa phương này đến cảm ngộ thiên lại tiên âm. Đoán đúng một nửa, thiên lại tiên âm hoàn toàn chính xác dần dần ở bên tai vang lên. Nhưng không giống với hôm qua, đám người tâm cảnh cùng linh hồn không phập phồng chút nào, ngược lại cơ bắp có khác biệt trình độ nắm chặt, cảm giác liền giống bị lực lượng nào đó cấp trong lúc vô hình rèn luyện. Hẳn là, quân thường thiếu có chút kinh ngạc nói, dùng thanh đồng đỉnh làm ra khác biệt đồ ăn, hiệu quả cũng có khác biệt. Vì nghiệm chứng điểm ấy, Liễu Huyền Thi ngày thứ hai lấy ra nấu canh. Quả nhiên, đám người uống qua về sau, lần nữa tiến vào phiêu miểu tiên cảnh, một bên nghe thiên lại tiên âm, một bên cảm thụ linh hồn tại bị cấp độ sâu ẩn dục. Trưng gạo cơm cũng có loại này công hiệu, trả bổ sung thăng hoa tâm cảnh, hầm ra canh so sánh đơn nhất, chính là trực câu câu chạy cường hóa linh hồn đi, hiệu quả tự nhiên càng xuất chúng hơn. Đô đô, quân thường tiếu nói, ngày mai đổi lại, đổi cái gì nha, đến điểm hoắt đờ lợn, tỉ như tôm, tốt, ngày thứ hai, tôm hùm chua cay xuất nổi, đám người từng cái dùng ăn về sau, lạt đầu đầy mồ hôi, tê dại môi run rẩy chờ tiến vào phiêu miểu tiên cảnh, thể nội kinh là cùng huyết dịch cũng giống như bốc cháy lên. Sau đó nửa tháng, Liễu Huyền Thi mỗi ngày đều hội thay đổi khác biệt nấu nướng phương thức, thay đổi khác biệt đồ ăn các đệ tử khẩu vị mặc dù biến rồi lại biến nhưng không đổi là kiểu gì cũng sẽ tiến vào tiên cảnh đi lắng nghe tiên âm cùng thân thể các phương diện biến hóa cuối cùng trải qua tổng kết quân thường thiếu đại khái hiểu rõ lấy thanh đồng đỉnh đến nấu nướng hội mang đến phương diện kia tăng lên có linh hồn tâm cảnh có rèn luyện bắp thịt có linh hồn phương diện có huyết dịch kinh mạch có đàn điền dung lượng vì cái gì không liệt kê đồ ăn đến đối ứng tăng lên cái gì đâu bởi vì trải qua Liễu Huyền thi khảo thí, rất nhiều nấu nướng mang tới hiệu quả giống nhau, tỉ như tôm hùm chua cay cùng tê cay đầu cá, sử dụng sau tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh về sau, tác dụng đều là cường hóa huyết dịch kinh mạch. Duy nhất giống nhau, vô luận ăn cái gì đồ ăn đi vào, từ đầu đến cuối hội nghe được thiên lại tiên âm, cái này tựa hồ vĩnh hằng bất biến. Đương nhiên, cũng có tiếc nuối, chỉ có thể ở bên trong tồn tại một canh giờ. Tông chủ, trải qua hơn 10 ngày nghiêm ngặt khảo thí, Hà vô địch kích động vạn phần nói, chúng ta phát Mỗi ngày ăn Thanh Đồng đỉnh làm ra đồ ăn, có thể tiến vào phiêu miểu tiên cảnh cảm mộ, mặc dù chỉ có chỉ là một canh giờ, nhưng vẫn như cũng được cho cơ duyên lớn. Từ một cái góc độ khác tới nói, chẳng khác nào mỗi ngày có thể tiến vào Vĩnh Sinh chi địa khu vực biên giới, miễn phí cường hóa thân thể từng cái phương diện một đoạn thời gian. Thượng tầng vũ trụ cường giả còn tại đau khổ thăm dò Vĩnh Sinh chi địa. Quân Thường Tiếu cùng các đệ tử của hắn đã có thể ngồi tốc hành chuyên môn đoàn tàu, đi hướng Vĩnh Sinh chi địa vùng ngoại thành du lịch, ngẫm lại liền kích thích cái này treo, mở khó giải, nhưng trên thực tế đâu, mọi người mặc dù mỗi ngày đều có thể tiến vào tiên cảnh, đi tăng lên thân thể các phương diện, nhưng một tháng qua, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, nhất là rõ ràng mỗi ngày bị tiên âm tẩy não, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đến cường hóa võ kỹ. Hà vô địch đối với cái này biểu thị, chung quy cần thời gian. Hoàn toàn chính xác, thanh đồng đỉnh nấu nướng ra đồ ăn, chỉ là cho bọn hắn cung cấp một đầu nhanh gọn con đường, đến mức có thể hay không có tính thực chất cải biến, không chỉ cần phải người cố gắng còn phải cần thời gian mạnh lên con đường xưa nay không là dựa vào bật hách nếu có đó nhất định là quân cầu thẳng vạn cổ tông đệ tử mỗi ngày sinh hoạt vốn là đã rất rực rỡ nhiều màu tỉ như đi từng cái bí cảnh tu luyện đi từng cái phòng huấn luyện rèn luyện đi nhiệm vụ các làm nhiệm vụ bây giờ lại nhiều một hạng bớt thời gian tiến vào tiên cảnh cảm ngộ mặc dù mệt nhưng rất vui vẻ ha 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 ngày nào đó hà vô địch từ thời không bí cảnh đi tới rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc cười ha hả nguyên nhân thì là rốt cuộc có thể dùng tiên âm chi lực đến thi triển cửu long phân liệt trường quân thường tiếu biết được về sau hỏi có thể tăng lên nhiều ít cần khảo thí mới biết được khảo thí quân thường tiếu vội vàng sai người đi thông chi tử đường chủ để hắn cùng hà vô địch tại diễn vũ tràng chăm chú luận bàn một lần không phải ta tử vung lấy thủ dậm chân tựa như nhất cái sụp đổ hài tử gào to loại chuyện này có thể biến thành người khác sao vì cái gì lần nào đến đều tìm ta bởi vì ngươi không phải nhân, quân thường thiếu cho hắn nhất cái ngay cả phản bác cơ hội đều không có trả lời. Diễn vũ tràng, tử lân yêu vương cởi trần thân thể, mặc đồ đỏ quần cộc đứng thẳng. Đừng nói, trong khoảng thời gian này thực lực phương diện có tăng lên, cơ bắp đường cong so dĩ vãng càng có mỹ cảm. Hà vô địch chắp tay nói, tử đường chủ, từ tiên âm chi lực ra chỉ võ kỹ, uy lực viễn siêu thiên địa thuộc tính, cho nên làm ơn tất chăm chú đối đãi. a à tử mày nhân lại tới, hô, đột nhiên, hắn quanh thân bị bàng bạc khí lãng tràn ngập, sau đó đem bản thể gọi ra, hóa thành tràn ngập hơn phân nửa diễn vũ tràng đạo hóa côn, đến mức đỏ đồ lót thì treo ở vây cá lên. Có thể thấy được, chăm chú đối đãi, tới đi, kích phát bản thể về sau, A tử thanh âm đều trở nên ngạo nghễ. Đắc tội, xoát, hà vô địch không người, chắp tay sau lưng vào tới, cho đến một cước dẫm tại mặt đất, chính là đột nhiên dừng ở bản thể hóa A tử trước mặt. Sau đó cấp tốc đánh ra phức tạp thủ ấn, cũng quát, lư sơn thăng long bá hống hống hống, một nháy mắt, cửu long gào thét, rung động thiên địa. Oanh, 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 phù phù, ước chừng một lát, run rẩy ống kính rốt cuộc ổn định lại, thị giác chuyển đến diễn vũ tràng, liền gặp hà vô địch bày biện thăng long quyền tư thái ngạo nghễ mà đứng, tử lân yêu vương thì trở về hình dạng người, nghiêng đầu bầy trên mặt đất, khóe miệng khi thì nhúc nhích cùng dòng suốt màu trắng nôn. Quan môn đệ tử một quyền cây Âu linh thú đường đường chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1891, toàn diện phổ cập tiên âm chi lực. Thông hướng y dược đường trên đường, vạn cổ tông cao tầng cùng đệ tử tự phát đứng tại hai bên, lấy đưa anh hùng phương thức đưa mắt nhìn từ đường chủ bị mang tới đi. Trời sinh liền có cực kỳ thân thể cường hãn đạo hóa côn, bị quan môn đệ tử một quyền cây ô, cái này thực sự để cho người ta bi thống. Không có cách nào, Cửu Long phân liệt trưởng dung nhập tiên âm chi lực về sau, phát sinh toàn diện chất biến, lực lượng bộc phát thẳng tắp tiêu thăng, đừng nói tử lân yêu vương, dù là đổi lại quân thường thiếu, giờ phút này cũng đã nằm tại trọng chứng giám hộ trong phòng. Thoải mái, Hà vô địch nắm tay, nói thực sự quá sung sướng. Lấy vinh sinh chi địa lực lượng đi thi triển võ học, cái loại cảm giác này quá mức thoải mái lâm ly, quá mức vẫn chưa thỏa mãn. Đương nhiên, có thiếu hụt, tiên âm chi lực tồn tại ở võ giả thể nội, thậm chí trong linh hồn, nhưng cùng đan điền nội thuộc tính giống nhau là cần không ngừng lớn mạnh, là sẽ bị tiêu xài mất. Hà vô địch một quyền dây mất A tử, hao phí trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ toàn bộ lực lượng, muốn triệt để khôi phục lại lúc trước trình độ, vậy cũng chỉ có thể tiếp nối đi lắng nghe tiên âm. Đối với cái này, quân thường tiếu rất hài lòng, chỉ cần các đệ tử nhân đồng đều ngưng tụ tiên âm chi lực, này đến tăng cường cửu long phân liệt trường, tuyệt đối được cho đòn sát thủ. Đến lúc đó, cùng thiên ma hoàng chém giết, đệ tử tất cả đều hóa thân một quyền siêu nhân, hình ảnh kia khẳng định nại tư. Tông chủ, Hà vô địch nói, đệ tử đối với tiên âm chi lực nắm giữ bất quá một phần trăm mà thôi, nếu như nắm giữ trăm phần trăm cũng thêm cầm tại võ kỹ bên trên, đấm ra một quyền tối thiểu có thể hủy đi nửa cái thượng tầng vũ trụ đi. Quân thường tiếu khóe miệng giật một cái nói, khoa trương như vậy. Vĩnh sinh chi địa lực lượng, có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ hệ thống. Hà vô địch nghiêm túc nói, hạ giới cùng thượng giới không cách nào là tầng dưới cùng thượng tầng khác nhau mà toàn bộ vũ trụ cùng vĩnh sinh chi địa so ra, nhất cái là phàm nhân, nhất cái là thần tiên. Cho nên, quân thường tiếu đi đến trước đại điện chống nạnh, lớn tiếng khích lệ các đệ tử, nói chờ các ngươi đều nắm giữ tiên âm chi lực, đồng dạng có thể cây âu tử đường chủ. Nghe, nhân ngôn không, đệ tử tại tông chủ ngôn ngữ khích lệ một chút, ánh mắt trở nên nóng rực lên, sau đó bắt đầu càng thêm chuyên chú tham mộ thiên lại tiên âm. Bọn hắn khát vọng lực lượng, cũng càng khát vọng một ngày kia có thể cây âu tử đường chủ. Cho nên về sau tử lân yêu vương có lẽ sẽ trở thành đệ tử phải trăng cường hãn, phải trăng trưởng khống thiên âm chi lực cân nhắc khí nhược quả đúng như đây, xin đừng nên mặc niệm. Từ khi thanh đồng đỉnh một cái khác công dụng bị khám phá ra về sau, mỗi lần đều có thể nhìn thấy các đệ tử tu luyện sau khi, liền sẽ tập thể ngồi xổm ở cửa phòng ăn chờ đợi giờ cơm đến, ngẫu nhiên sẽ còn lẫn nhau giao lưu tâm đắc. Hà sư huynh đến rồi, hà vô địch chỉ cần vừa xuất hiện, mọi người liền sẽ chen chúc vây tới thỉnh giáo thiên lại tiên âm. Chờ đẩy, từng cái hỏi, từng cái đến, cầu bất lý thánh quân đã đầy đủ dung nhập tông môn, cho nên rất cẩn thận vì đồng môn giảng giải, có như thế nhất cái đến từ Vĩnh Sinh chi địa cường giả làm lão sư, đám người đối với tiên âm chi lực lĩnh ngộ tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ chớp mắt, nửa năm trôi qua, các đệ tử đã thành thói quen tiến vào tiên cảnh tham ngộ tiên âm cách sống, cho nên lại không như mới đầu như vậy cuồng nhiệt, mà là bắt đầu dần dần trở về tỉnh táo. Trong phòng ăn có linh tinh đệ tử đang dùng cơm, giao lưu gian câu câu không rời tiên âm chi lực. Sư huynh, một tên trên mặt viết, không xứng có danh tự, đệ tử kích động nói, ta hôm qua vừa tìm được cảm giác mấy ngày nữa hẳn là có thể ngưng tụ ra. Tông chủ nói rất đúng, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, liền nhất định có thể nắm giữ tiên âm chi lực. Bên cạnh đệ tử nói, oanh, oanh, lúc này, bên ngoài truyền đến bạo hưởng, đám người thuận cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy to như vậy trên diễn võ trường, đồng môn chia làm hai đội ngay tại đá bóng, ánh mắt nổi lên hâm mộ. Tại sao muốn hâm mộ? Bởi vì bàn cầu sư huynh tô tiểu mạt, trên chân tràn ngập yêu diễm lưu quang. Mà kia, chính là mọi người đau khổ thăm dò tiên âm chi lực. Tiểu Phi, dẫn bóng vào tới giữa trận Tô Tiểu Mạt quát to tiếp nhận. Bành nhất cái chân to đá đi, bởi vì quán chú tiền âm chi lực, khoái hoạt bóng đá phẳng phất bị ngọn lửa bao phủ, kề sát mặt đất chạy tới, những nơi đi qua đều hiện ra lõm chiến hào. Một cước này, uy thế rất mạnh, dù là đổi lại tùy ý một tên nửa bước thiên cơ cũng không dám đón đỡ, sợ không cẩn thận không có người. Đang đang đăng, Lý Phi hướng phía khoái hoạt bóng đá điểm dừng chân chạy như điên, sau đó lăng không mà lên, bày ra đảo quải kim câu tư thế, hoàng kim chân phải trong nháy mắt bị yêu diếm quang mang bao phủ. Không sai, tiên âm chi lực, bành, khoái hoạt bóng đá lại gặp thủ va chạm, chỉ có thể bị ép cải biến lộ tuyến, lấy xảo trá góc độ hướng cầu môn bay qua. Mời mọi người không nên bị thật đơn giản văn tự cấp che đậy, trên thực tế cầu tải tiếp nhận tiên âm chi lực về sau, trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện cầu môn trước. Tốc độ chi khoái phảng phất lợi dụng thời gian rảnh gian thời gian nháy mắt vụng trộm chạy qua. Oanh, đột nhiên, một đôi tay bộc phát yêu diễm lưu quang, tựa như cái kìm trực tiếp kẹp lấy sắp phá cửa khoái hoạt bóng đá. Dương Ngọc Hoa ổn định thân thể, trên mặt hiển hiện mỉm cười. Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi thấy thế, đều thất vọng ôm lấy đầu. Giản lược đơn đá bóng cũng có thể nhìn ra, thời gian nửa năm đi qua, hạch tâm đệ tử cùng bộ phận chuyển hạch tâm đệ tử đã thành công lĩnh ngộ tiên âm chi lực, đồng thời có thể rất tốt vận dụng đến trong sinh hoạt. Không chỉ đâu, nhà ăn trong phòng bếp, Mã Vĩnh Ninh dùng miếng vải đen bịt mắt. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng dán tại trên thớt, sau đó đột nhiên vỗ xuống, bày ra chỉnh tề rau quả lập tức bị bắn lên đến, chờ lần nữa rơi xuống đã bị cắt thành một mảnh hai mảnh ba bốn phiến. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, như vậy có đồng học lại hỏi, vô dụng đao làm sao cắt đồ ăn. Bởi vì, tiên âm chi lực, có thể là tương đối là ít nổi danh nguyên nhân, Mã Vĩnh Ninh không có sáng loáng phóng xuất ra yêu diễm thuộc tính, mà là chân chính làm được dùng cho trong lúc vô hình, thậm chí đạt tới trong tay mặc dù không có đao, trong lòng đao ngàn vạn cảnh giới. Mã Thúc, nhanh mang thức ăn lên. Được rồi đâu, Mã Vĩnh Ninh giải khai che mắt miếng vải đen, sau đó đem cắt gọn đồ ăn đưa qua cũng giao cho Liễu Uyển Thi. Nữ nhân kia lợi hại hơn, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem đồ ăn toàn đổ vào thanh đồng đỉnh bên trong, sau đó hai tay trực tiếp ôm lấy, yêu diếm tiên âm chi lực bộc phát, dùng sức lay động. Trong lòng có hỏa, trong mắt có dầu. Không sai, đây là tại lật xào, đỉnh có thể hay không dùng để xào rau, không quyết định bởi thìa phải chăng đùa nghịch mở, quyết định bởi xào rau người khí lực lớn không lớn. Đến từ vĩnh sinh chi địa thuộc tính không chỉ có thể dùng để đá bóng, thái thịt, xào rau, còn có thể vận dụng đến địa phương khác, tỉ như trận pháp đường thành viên lấy ra phát hỏa văn tuyến, chú tạo đường thành viên lấy ra rèn đúc vũ khí. Có thể nói, thời gian nửa năm mà thôi, vạn cổ tông đã nắm giữ tiên âm chi lực, cũng thành công vận dụng đến từng cái lĩnh vực lên. Cái này mang tới chỗ tốt chính là, đệ tử thực lực mạnh hơn, đồ ăn làm càng thơm, trận pháp cơ giáp cũng toàn phương vị thăng hoa. Quân thường tiếu ngồi tại trên đại điện, mắt thấy tông môn khắp nơi đều là yêu diễm quang mang hiển hiện, khóe miệng dần dần hiện ra vui mừng ý cười tới. Thiên ma hoàng, đợi thêm bản tọa một hồi, đến lúc đó, người ta huyết chiến thượng hải bãi, tông chủ, lúc này, Lê Lạc Thu truyền âm nói, giả dạ tinh thần ở bên ngoài gặp được phiền toái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1892, Ác Ma Chi Nhãn Vũ trụ thánh chiến kết thúc đến nay, đã có hơn nửa năm thời gian quân thường tiếu từ đầu đến cuối giấu ở thiên la giới vì cái gì sợ bị thiên ma hoàng cấp chắn vừa vặn hiện tại lại không thể không đi ra bởi vì ra ngoài tìm dược liệu giả dạ tinh thần gặp phải phiền toái cái phiền toái này cũng không phải cùng người ta phát sinh xung đột mà là hắn tại cái nào đó vị diện phát hiện dược liệu cần thiết nhưng lại bị các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú bảo hộ lấy nếu như chỉ có một hai cái dạ đế nhất định có thể tùy tiện giải quyết nhưng số lượng thực sự quá nhiều cho nên chỉ có thể hướng tông môn cầu cứu rồi. Đi, quân thường thiếu biết được về sau, lúc này tuyên bố tiến về tinh thần vị trí vị diệt. Hưu, thiên la giới nội một cái cực kỳ không thấy được trong sơn cốc, một viên cực kỳ không thấy được hạt cát đột nhiên hóa thành vạn cổ hào, phần đuôi phun ra ánh lửa phóng tới thương khung không gian bích lũy. Thiên ma hoàng có thể hay không ở bên ngoài? Cố Thiên Tinh lo lắng nói. Quân thường tiếu bình tĩnh nói, nếu như ở đây, tinh thần đã sớm cầu cứu rồi. Có đạo lý, Cố Thiên Tinh lập tức trầm tĩnh lại. Quả nhiên, vạn cổ hào bay ra thiên la giới, dung nhập vũ trụ tinh không hầu như thuận buồm xuôi gió. Vẫn được, quân thường tiếu nói, tối thiểu có chơi có chịu. Theo ta thấy, cố thiên tinh nói, thiên ma hoàng cần phải có chuyện phải xử lý, cho nên mới thời gian không để ý ta nhóm đi. Thật làm cho hắn đoán đúng, nghĩa tử chết tại vạn cổ tông đệ tử trong tay nhiều như vậy, thiên ma hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác tại thiên la giới ngoại trở lấy, chỉ có quân thường thiếu xuất hiện lập tức bóp chết, nhưng đợi không mấy ngày hậu viện tự bốc cháy không tính là hậu viện mà là một cái tướng đối trọng yếu phân đà đột nhiên bị giả vương minh diệt đi quân thường tiếu cũng diệt không ít thiên ma hoàng thủ hạ thậm chí còn giết già la vương nhưng trung quy chỉ là thuộc về đánh du kích một cái phân đà bị diệt mất thì mang ý nghĩa đối phương là tại công nhiên khiêu khích cùng tuyên chiến muốn chết thiên ma hoàng biết được tin tức về sau lúc này mang thủ hạ tiến về bị diệt phân đà hắn thấy quân thường tiếu đơn giản là cái hèn mọn cầu mặc cho hắn gào sủa cũng lật không nổi bọt nước. Giả Vương Minh khác biệt, tổ chức này đã thành khí hậu, lại dám diệt mình phân đà. Nếu như dễ dàng tha thứ xuống dưới, không chừng ngày nào đó liền sẽ đánh tới tổng bộ. Nhất định phải muốn nghiêm trị, nhất định phải muốn hủy diệt. Theo một cái góc độ khác nhìn, giả Vương Minh đột nhiên tập kích, ngược lại nhường quân thường thiếu an toàn hơn hèn mọn tại Thiên La giới. Cầu thẳng nếu như biết, khẳng định hội ngỗ hứng lên tiếng ca hát tốt đồng đội, không như thần trợ công, trong mộng trợ công hương người đem trợ công mang trên thân, trời xanh mây trắng non xanh nước biếc. Oanh, oanh, một vị diện, một núi rừng nguyên thủy, giả dạ tinh thần hoa lệ bay ra, lõm tại ngọn núi trong, sắc mặt hiển giữ tợn hình. Ông kính cho tiền phương cảnh tượng, phiến khu vực này hơn 10 dặm không có cỏ cây núi đá, chỉ có cái hố nhỏ cùng bụi bay, không gian vặn vẹo vỡ nát, có thể thấy được tiếp nhận rất nhiều lực lượng oanh tạc. Nhân loại, bén nhọn thanh âm theo giả đế đối diện vang lên, người thật sự là minh ngoan bất linh. Nói chuyện chính là đầu tương tự khủng long to lớn yêu thú. Toàn thân của nó giống như bị nhất tầng lưu ly li bao phủ, tràn ngập không thể phá vỡ khí tức, hai cái con người tử lồi ra, bộ dáng nhìn qua phi thường dọa người. Đây là lợi kiên lưu ly li long, bàn về chủng loại trình độ hiếm hoi, có thể cùng cửu giác lôi vân long so sánh. Loại này yêu thú thường thường đều là sen lẫn thú. Chính như cửu trọng lôi vân tầng ẩn dục cửu giác lôi vân long, lợi kiên lưu ly li thạch ẩn dục lợi kiên lưu ly li long. Cái này loại theo khoáng thạch mà ra đời thú loại lực phòng ngự cực mạnh, thực lực cũng không tầm thường, có được nhân loại nửa bước thiên cơ cảnh thực lực. Mà lại, không chỉ chỉ có một đầu, oanh, oanh, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, tám đầu lợi kiên lưu ly li long dẫm lên bước chân nặng nề vây tới, thể trạng cùng phóng thích khí thức giống nhau, có thể thấy được thực lực cũng không tướng trên dưới. Khó trách giả tinh thần bị nện, khó trách hướng tông môn cầu cứu. Lão đại, một đầu long thú chảy nước bọt nói, này nhân loại thực lực không tầm thường, chất thịt nhất định rất ngon đi. Tuyên bố trước, ta muốn ăn đầu của hắn, ta ăn tay của hắn, vài đầu lợi kiên lưu ly li long bắt đầu thương nghị như thế nào ăn. Dạ tinh thần che ngực, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nơi xa khối kia lợi kiên lưu ly li thạch. Đây là an thai phối phương trong một loại vô cùng trọng yếu chủ dược tài, cho nên biết rõ có 8 đầu lợi kiên lưu ly li long bảo hộ sẽ rất nguy hiểm, chung quy vẫn là lựa chọn nếm thử cướp đoạt. Chỉ cần có thể bảo trụ cốt nhục của mình, dù là phía trước thông hướng địa ngục vách núi, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Dạ đế, chân nam nhân, cứ như vậy định, ta ăn thân thể của hắn, còn lại là các ngươi. Vài đầu lợi kiên lưu ly long thương nghị xong, sau đó nhao nhao chuyển động xấu xí trong mắt nhìn về phía. Nhân không thấy, không được, bọn chúng nhao nhao xoay đầu lại, liền nhìn thấy dạ tinh thần hóa thành lưu quang phóng tới lợi kiên lưu ly thạch. Đường đi lên, hào quang màu đỏ thắm bộc phát, ma hóa lưu bố cưới ngựa xích thú hiển hiện, giơ lên phương thiên hỏa kích, lãnh đạm nói ai đến, ai chết. Oanh, vừa dứt lời, to lớn bàn chân trực tiếp phủ xuống tới. Phốc, anh Linh bị đánh tan, giả dạ tinh thần gặp phản phệ, lúc này phun máu mà xuất, nhưng cũng đẻ ép nghiêm trọng hơn thương thế phóng tới lợi kiên lưu ly thạch. Giờ phút này, tràn ngập tại trong thức hải của hắn ý niệm chỉ có một cái, tảng đá kia ta nhất định phải muốn cầm tới, đừng nói vài đầu long thú, coi như thiên vương lão tử cũng không ngăn cản được. Một mét, hai mét, tại kinh khủng ý niệm ra trì xuống, giả dạ tinh thần rốt cuộc tới gần lợi kiên lưu ly thạch, sau đó nâng lên nhuốm máu hai tay dán tại phía trên, linh niệm khẽ động thu nhập không gian giới chỉ. Ghê tẩm nhân loại, đừng muốn đụng đến bọn ta bảo bối. Tám đầu lợi kiên lưu ly li lòng ánh mắt lấp lóe lửa giận, có khẩu bên trong phun ra hỏa diễm, có nhấc chân vượt trên tới. Hô hô, ong ong, không gian băng liệt, thiên địa dao động, cảm nhận được các loại lực lượng từ phía sau lưng bộc phát, giả tinh thần trong lòng dâng lên mãnh liệt khí tức tử vong tới. Làm đệ tử ở vào gần tử vong hoàn cảnh, ấn tác giả nước tiểu tính, quân thường tiếu khẳng định đem người chạy đến, nhất là trên trương thiên về miêu tả tiên âm chi lực, trương này vừa vặn có thể đem ra trang bức. Không sai, cầu thẳng mang đệ tử đến rồi, hưu, làm vạn cổ hào lấy cực kỳ nhanh chóng độ phá toái hư không, dung nhập lợi kiên lưu ly long ở lại vị diện, tồn tại trong đó thiên địa thuộc tính, hoa cỏ cây cối giống như cũng bắt đầu run rẩy. Tiếc núi là, vẫn là tới chậm một bước, thảm liệt chiến đấu đã kết thúc, lợi kiên lưu ly thạch tiêu thất khu vực, còn sót lại lấy các loại đạn pháo anh kích cùng chân to dẫm đạp cái hố nhỏ. Tám đầu hy hữu long thú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bởi vì quá mê mang mà xem nhẹ có chiến thuyền bay vào. Oanh, vạn cổ hào rừng ở phế tích, buồng nhỏ trên tàu nhanh chóng mở ra. Quân thường thiếu từ bên trong phẫn nộ đi ra, theo ở phía sau cao tầng đệ tử đồng dạng đầy dãy sát ý. Vạn cổ hào tinh không trên bản đồ từ đầu đến cuối cung cấp giả tinh thần tọa độ, ngay tại vừa rồi đột nhiên gián đoạn tiêu thất, cái này khiến bọn hắn lập tức ý thức được có phải hay không tới chậm, tinh thần đã. Tông chủ, Lý Thanh Dương cưỡng chế lấy bị thống nói, giả dạ sư đệ cần phải ở chỗ này chiến đấu qua. Quân thường thiếu từ đầu đến cuối cúi đầu, cho đến cảm giác được giả tinh thần di lưu trên chiến trường khí thức càng ngày càng yếu hóa, lúc này mới biểu lộ giữ tận ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nói, đem bọn nó sẽ thành mảnh nhỏ. Tám đầu lợi kiên lưu ly li long dọa đến ra đầu bùng nổ. Một khắc này, này nhân loại ánh mắt tựa như, ác ma chi nhãn, đứng tại phía sau hắn, kia quần dần dần hắc hóa võ giả, tựa như theo trong địa ngục đi ra ác ma tùy tùng. Xong, muốn lạnh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1893, tinh thần mất tích. Quân thường tiếu tới, tám đầu lợi kiên lưu ly li long nhất định phải xui xẻo. Kết quả xấu nhất chính là lành lạnh, nhưng vẫn là bảo vệ mệnh, bởi vì kiếm quy khư nói một câu nói. Quân tông chủ, những này là bạn sinh thú, tại thượng tầng vũ trụ cực kỳ chân quý, giết thực sự đáng tiếc, không bằng bắt lại đưa vào vạn cổ giới, đến để bọn chúng uẩn dục đặc thù khoáng thạch đâu. Có lợi kiên lưu ly li thạch địa phương có lợi kiên lưu ly li long, giống nhau, có lợi kiên lưu ly li long địa phương liền sẽ có lợi kiên lưu ly li thạch, cả hai tương sinh tướng hơi thở. Quân thường thiếu tiếp thu quy khư tiền bối đề nghị, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kết quả là, vạn cổ tông đệ tử đứng xếp hàng, thay phiên lấy thiên âm chi lực chiếu cố tám đầu lợi kiên lưu ly li long, cho đến ngược bọn chúng giống như chó chết co quắp trên mặt đất mới dừng tay đạp quân thường tiếu dẫm tại một đầu long thú trên mặt quát bản tọa đệ tử đâu lợi kiên lưu ly li long lúc này đã sớm biết giả tinh thần cùng đám người này là cùng một bọn bởi vì mặc quần áo rất tương tự thế lại yếu ớt nói kia nhân loại đột nhiên biến mất biến mất đúng đúng long thú vội vàng nói chính là thình lình nhi hư không tiêu thất vừa rồi mấy ca chuẩn bị đem giả tinh thần xé rách tách ra dùng ăn kết quả nhân đột nhiên không có nếu không sẽ không đứng tại chỗ lăng thần một hồi lâu tông chủ lúc này Lý Thanh Dương đứng tại lợi kiên lưu ly thạch trước, chỉ vào phía trên nhiễm huyết thủ ấn, nói là giả dạ sư đệ huyết. PS, yes, trên trường viết thành thu nhập không gian, đã sửa chữa, trên thực tế giả dạ tinh thần còn chưa kịp thu vào đi, nhân liền đã hư không tiêu thất. Quân thường tiếu đi tới, nhìn xem kia hai cặp huyết thủ ấn, hoàng hốt ở giữa, hắn giống như trở lại vừa rồi dạ tinh thần cướp đoạt dược liệu cùng trọng thương hình tượng, ánh mắt tức giận cùng sát ý càng thêm mãnh liệt. Ai, cố thiên tinh lắc đầu, nói đây là lợi kiên lưu ly thạch, giữ thai phương thuốc trọng yếu nhất chủ dược tài, đứa bé kia nhất định là quá nóng này không chờ chúng ta đến trước hết hạ xuất thủ. Quân thường tiếu phất tay, đem dược liệu lấy đi, sau đó, xoay người, kéo lấy thanh long yển nguyệt đao từng bước một được hướng vài đầu lợi kiên lưu ly li long, ánh mắt dần dần âm u xuống tới. Làm tổn thương ta đệ tử, lại hại hắn biến mất, lão tử hôm nay không đem các ngươi chặt thành bùn nhão, lại thế nào tiêu lửa giận trong lòng. Quân tông chủ, kiếm quy khư gấp vội vàng khuyên nhủ, tỉnh táo, tỉnh táo, hai tử, nhà ngươi đệ tử khả năng bị cao nhân cứu đi, ta nhóm việc cấp bách vẫn là mau lên tìm tới hắn. Cố thiên tinh đạo, đúng, quân thường tiếu nói, mau lên tìm, hưu, hưu, một giây sau, theo vạn cổ giới xuất hiện từng chiếc từng chiếc tinh không chiến hạm vạch phá không gian hàng rào, bay về phía vũ trụ bốn phương tám hướng. Đáng tiếc, tìm mấy ngày, không tin tức, quân thường tiếu lo lắng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, sau đó lần lượt đi chấn ngục tháp hỏi thăm tám đầu long thú, đến cùng có hay không hại đệ tử của mình, đạt được trả lời chắc chắn vẫn là đối phương thiên chân vạn xác hư không tiêu thất. Nhị nha, hảo hảo hầu hạ những này vương bát long, là, chủ nhân, quân thường tiếu ly khai chấn ngục tháp về sau, nhị nha mặt hướng ống kính mang lên bao tay trắng, lề sách cháo, sau đó phủ thêm áo khoác trắng. Triệu đậu đậu cùng đái luật như hai cái cửa thần đứng ở bên cạnh, một cái phụ trách đưa roi, một cái phụ trách đưa ngọn nến, ánh mắt khó nén phấn khởi cùng vẻ kích động. Đinh, thảo hữu của ngươi, ngục giam tổ ba người thượng tuyến bị giam tại trong lao phong vạn lý, nhìn thấy ba người lại nghiêm túc lại dáng vẻ hưng phấn, lập tức không tự giác dùng mình một cái. Ba, ba, a a a, cha tấn bắt đầu, ngao gào vang lên, phong vạn lý đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tám đầu long thú thê thảm vô cùng kêu thảm, vẫn bị cả kinh đầu phá đều nhanh bùng nổ. Nói hay không, nói hay không, a à, a, à, nói, nói cái gì, nhị nha dừng lại, chống nạnh, mắt hạnh trừng trừng nói, ta đáng yêu tinh thần ca ca, có phải hay không bị các ngươi giết không, không có, ba ba ba, ba một đầu long thú khó có thể chịu đựng từ trong ra ngoài thống khổ, đầu đột nhiên biến linh quang, thừa dịp đối phương lần nữa vung roi lúc, vội vàng nói, tên kia tiêu thất lúc, ta đánh hơi được thiền mùi thơm. Đúng đúng, ta cũng đánh hơi được, vài đầu long nhao nhao ngao gào, tôn nghiêm cái gì cũng không cần. Thiền mùi thơm, ngồi xổm ở trong lao phong vạn lý ở trong lòng thầm nói, hẳn là. Vạn cổ tông, quân thường thiếu ngồi tại đại điện, cái cằm gối lên mu bàn tay, hai đầu lông mày nhăn suốt, xuyên chữ. Quân tông chủ không cần lo lắng, kiếm quy khư nói, quý tông đệ tử khả năng bị đi ngang qua cao nhân cứu đi. Hiện trường hắn nhìn, mặc dù có thảm liệt đánh nhau vết tích, nhưng không đến mức đem giả dạ tinh thần xóa bỏ không còn sót lại chút gì, cho nên bạn sinh thú hẳn là không nói dối, nhân hoàn toàn chính xác hư không tiêu thất. Tiêu thất chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, nguy cơ lúc thi triển bí pháp đào sinh. Thứ hai, bị cao nhân cố ý hoặc vô ý xuất thủ cứu giúp. Lợi kiên lưu ly thạch trên còn sót lại lấy ra dạ tinh thần huyết thủ ấn, chứng minh hắn đối với cái này vật nhất định phải được, cho nên chạy trốn cơ bản không có khả năng, như vậy thì chỉ có được người cứu đi khả năng. Tiền bối, quân thường tiếu nói cũng biết là ai, lão phu không biết, kiếm quy khư lắc đầu nói, quân thường tiếu lập tức như đưa đám, bất quá, kiếm quy khư lời thề son sắt nói, có thể tại tám đầu lợi kiên lưu ly long trước mặt, thần không biết quỷ không hay đem một người sống mang đi, người xuất thủ thực lực cần phải không dưới ta. Ồ, quân thường tiếu mắt sáng rực lên, tin tức này phi thường trọng yếu, bởi vì tại thượng tầng vũ trụ thực lực mạnh hơn kiếm quy khư võ giả, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tông chủ, liễu ti nam gánh thầm nghĩ có phải hay không là thiên ma hoàng? Lão Phu cũng cho rằng như vậy, kiếm quy khư đạo, không thể nào, quân thường tiếu nói, nếu như là hắn, không nên lập tức xóa bỏ a. À. Kiếm quy khư nói, thiên ma hoàng là một một người có dã tâm, nhất là chú trọng bồi dưỡng nanh vuốt, lão phu lo lắng hắn coi trọng quý tông đệ tử, sau đó lấy phương thức nào đó đến cưỡng ép khống chế. ba Quân thường thiếu vỗ bàn lên, phẫn nộ quát hắn dám. Đương nhiên, kiếm quy khư nói, lão phu vẻn vẹn suy đoán, có thể một đại lão trùng hợp đi ngang qua thuận tay đem quý tông đệ tử cứu mang đi đâu. Hy vọng như thế đi, quân thường thiếu ngồi xuống, trên mặt hiện đầy yêu sầu. Kiếm quy khư vừa rồi suy đoán, nhưng hắn triệt để thành tâm tư, thậm chí bắt đầu huyễn tưởng thiên ma hoàng tẩy não giả dạ tinh thần, sau đó tại một ngày nào đó, lãnh huyết vô tình hướng đồng môn dơ lên kiếm. Tương lai ly khai tông môn kịch bản liền đã đủ bại não, ngàn vạn không thể lại xuất hiện càng bại não kịch bản. Đồng môn cãi nhau ẩm ý, là thật ra tăng tình cảm. Đồng môn trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, vô luận là nguyên nhân gì, tại nghiêm túc nóng huyết tông môn văn trong, thỏa thỏa chính là tại cấp độc giả cho ăn liệt. Cho nên, chủ nhân, ngay tại quân thường tiếu nhanh sụp đổ lúc, nhị nha truyền đến thanh âm ta có đầu mối. Hưu, quân thường tiếu vội vàng dung nhập thiên nguyên trấn ngục tháp. Tám đầu bỏ túi hình thái long thú chăm chú chịu dựa chung một chỗ, đáng thương làm cho đau lòng người. Quân thường tiếu không để ý bọn chúng, mà là đem ánh mắt đặt ở dán tại giữa không trung phong vạn lý trên thân, có chút khó hiểu nói, nhị nha, người hầu hạ hắn làm gì. Tông chủ, đái luật giải thích nói, vừa rồi hầu hạ cái này vài đầu long lúc, đệ tử phát hiện ra hỏa này ánh mắt không thích hợp. Cho nên ta liền hắn cùng một chỗ hầu hạ, nhị nha ngẩng lên cái đầu nhỏ đạo, kết quả đây, quân thường thiếu hỏi, nhị nha nhìn về phía bị treo lên phong vạn lý, nói, người nói, vẫn là ta nói. Ta, ta nói, phong vạn lý biểu lộ thống khổ nói, nhà các người đệ tử. Khả năng bị nhà ta minh chủ, mang đi, dạ vương, quân thường thiếu nhíu mày, hóa, hệ thống sụp đổ nói, đệ tử mất tích vẫn chưa tới một chương tựu phá án A. Thật đạp mã không mặt bài, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1894, Dạ Vương, cổ kính trong phòng, giả dạ tinh thần ung dung từ trong hôn mê tỉnh lại. Xoát, tư duy khôi phục về sau, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dần dần dữ tợn. Ta không phải tại cướp đoạt lợi kiên lưu ly thạch sao? Làm sao lại như là nhỏ nhặt giường như nằm ở trên giường? Nơi này, lại là cái gì địa phương? Két, nhưng vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng khẽ đẩy mở một tên phong vận vẫn còn nữ tử đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên ghế, rất tự nhiên dùng thủ vẩy lấy vai trước tóc xanh, cười nói tỉnh. Nữ nhân này rất xinh đẹp, phấn trang ngọc thế gương mặt, mịn màng da thịt, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Nhưng mà, đối mặt vạn cổ tông hai đại siêu cấp thẳng nam một trong giả dạ tinh thần, đối phương bất quá dáng người uyển chuyển điểm, đến mức không thể bắt bẻ mặt thì hoàn toàn như cái bạch bản. Ngươi là ai? Trung Ly Tử Yên, không biết, hiện tại, chẳng phải quen biết a Trung Ly Tử Yên từ đầu đến cuối đang cười, cười để cho người ta thần hồn điên đảo. Cái này muốn đổi thành tiểu run hoặc cái khác bình thường võ giả, chỉ sợ sớm đã tâm hoa nổ phóng, huyết mạch phún trương. Giả dạ Tinh Thần mặt không đổi sắc, mặt lạnh nói, "Là ngươi đã cứu ta." Chí nhớ của hắn điểm, dừng lại trên ngựa liền muốn đem lợi kiên lưu ly thạch thu nhập không gian giới chỉ, mà vài đầu long thú phát cuồng giết tới, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy." Trung Ly Tử Yên cười nói, "Cứu ngươi chính là ta nhà minh chủ." minh chủ giả tinh thần nói ai giả vương trung ly tử yên nói nghe được hai chữ này giả tinh thần biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại từ khi từ hang đá nhìn thấy đại biểu tương lai hình tượng hắn vẫn tại xoắn suýt danh tự này bây giờ lại bị hắn cấp cứu hẳn là đại biểu về sau sự tình muốn từng bước một bầy ra mình cuối cùng rồi sẽ muốn rời khỏi vạn cổ tông cùng nữ nhân kia tướng mạo tư thủ sao giả tinh thần che ngực đổi lại trước kia hắn khẳng định kiên định cho phủ nhận Bây giờ, nội tâm lại không tỏ thái độ, tựa hồ sinh ra dao động. Để giả tinh thần dao động cũng không phải là giải lăng dao, mà là nàng trong bụng hài tử, máu ngủ tình thâm cốt nhục. Tiểu gia hỏa, Trung Ly Tử Yên cười nói, Minh Chủ đang chờ ngươi, theo ta tiến về đại điện. Có đi hay không, giả tinh thần nội tâm rằng co, không sợ trời không sợ đất hắn, hiện tại đột nhiên phá lệ sợ hãi, sợ chuyện tương lai phát sinh, sợ mình sẽ từ từ đi đến thoát ly vạn cổ tông không đường về. Trung Ly Tử Yên tựa hồ xem thấu dạ đế tâm tư, nói có một số việc nhất định là không cách nào cải biến, đã đi đến một bước này, có thể làm chính là thản nhiên đối mặt, mà không phải lo trước lo sau. Có đạo lý, dạ tinh thần trầm tĩnh lại, ra khỏi phòng, hắn mới phát hiện mình đưa thân vào nhất cái biết di động trong núi lớn, chung quanh xây cất quy cách cực cao kiến trúc. Không sai, nơi này chính là dạ vương minh tổng bộ, sơn sở dĩ sẽ động, bởi vì bàn sơn huyền quy. Rất kỳ quái, dạ tinh thần cũng không lạ lắm thậm chí có chút quen thuộc, ở trong lòng nói thầm, khả năng bởi vì lúc trước tại huyến cảnh bên trong nhìn thấy nguyên nhân đi. Dạ vương minh đại điện, từ quy cách tới nói so vạn cổ tông xa hoa xa xỉ. Dạ tinh thần đi đến, nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại, bởi vì bên trong bài trí đều cùng mình tại huyến cảnh nhìn thấy không có khác nhau. Trung ly tử yên không cùng tiến đến, cho nên, to như vậy trong điện chỉ có hắn một người. Bầu không khí phi thường yên tĩnh, thậm chí đều có thể nghe được tiếng hít thở. Người đã đến, ngay tại giả tinh thần dò xét trong điện hoàn cảnh lúc, sau lưng chuyển đến giọng ôn hòa. Hắn không có quay người, bình tĩnh nói ta tới. Đối với nơi này quen thuộc sao? Quen thuộc, có phải hay không rất hiếu kỳ, vì sao lại quen thuộc? Nếu như không xuất hiện biến cố, sau đó không lâu ta sẽ thay thế ngươi, ngồi tại ngươi ngồi trên ghế. Nói đến đây, giả tinh thần rốt cuộc xoay người, lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía ngồi tại minh chủ trên bảo tòa kia mang theo mặt nạ người thần bí bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Ha ha, dạ vương ngửa đầu cười lớn một tiếng, nói, xem ra, người đã đi qua thiên diễn giới, đã thu hoạch ở lại nơi đó ký ức. Người lưu, giả tinh thần cao mày nói, không, dạ vương trầm mặt sơ qua, nói, người lưu, ta, giả tinh thần lập tức ngạc nhiên, Giả vương đứng dậy, từ phía dưới đi xuống. Sau đó cùng hắn vai sóng vai, nhìn về phía ngoài cửa nói, thương hải hệ linh chủng 32, một trong số đó thời không chi linh, nhưng dòm biết quá khứ cùng tương lai. Có ý tứ gì, giả dạ tinh thần nghe không rõ, ta có nhất cái bạn thân từng dung hợp cái này thượng tầng vũ trụ nghịch thiên nhất linh trùng. Giả dạ vương nói, vô trung sinh hiếu, giả dạ tinh thần thản nhiên nói, giả dạ vương không để ý đối phương trào phúng, tiếp tục nói, hắn làm người cao ngạo, nhưng thiên tư phi phàm, vẻn vẹn lấy vạn năm thời gian liền bước vào thiên cơ cảnh. Giả dạ tinh thần trầm mặc, vạn năm, bước vào thiên cơ, xác thực đáng giá nói khoác. Tính toán thời gian, dạ đế trùng sinh đến nay cũng còn chưa đủ trăm năm, liền đã đạt tới nửa bước, há không khoa trương hơn. Hắn không cho là như vậy, bởi vì kiếp này có thể lấy được nhanh như vậy tăng lên, tất cả đều ỷ lại lấy tông môn, ỷ lại lấy tông chủ. Nếu như không có những yếu tố này, giờ phút này chỉ sợ còn tại hạ giới cố gắng đột phá võ vương hoặc võ hoàng đi. Người cái này bản thân không phải là ta đi, dạ tinh thần đối với mình cũng coi như hiểu rất rõ, vẻn vẹn, làm người cao ngạo, liền rất thích hợp dò số chỗ ngồi. Không sai, dạ vương nói chính là ngươi dạ tinh thần không có kinh ngạc kỳ thực khi tiến vào cực kỳ vô cùng quen thuộc bọc hậu hắn liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt vô luận biết được bí mật gì đều sẽ bảo trì chấn định trừ phi nhịn không được đến sau dạ vương tiếp tục nói ta cái này bản thân không vừa lòng hiện trạng một lòng muốn truy cầu cao hơn liền bắt đầu vận dụng thời không chi linh điên cuồng dò xét tương lai hy vọng có thể từ đó thu hoạch được dẫn dắt rất đáng tiếc linh trùng mặc dù mạnh nhưng mỗi lần vận dụng liền sẽ giảm bớt thọ nguyên cho đến có một ngày dầu hết đèn tắt. Chết rồi, ừm, giả tinh thần im lặng, bước vào thiên cơ cảnh không nói tuyệt đối vĩnh sinh, tối thiểu có thể sống cực kỳ lâu, loại này ngạnh sinh sinh đem mình đùa chơi chết thao tác, thực sự quá tú. Cũng may, giả vương nói, hắn còn có luân hồi chi linh, giả tinh thần kinh ngạc nói, dung hợp hai cái linh trùng. Tại hắn nhận biết chung, tồn tại ở thượng tầng vũ trụ linh trùng, trừ tông chủ là một ngoại lệ, những người khác chỉ có thể kế thừa nhất cái. Không sai, giả vương gật đầu nói, A, à, giả dạ tinh thần nói, người bằng hữu này không đơn giản. Quên nói cho ngươi biết, Dạ Vương nói, hắn hết thảy dung nhập 10 loại linh trùng, mặt khác bát cái vì tà ác chi linh, hỏa hồn chi linh, không gian chi linh, ngũ lôi chi linh, sa lịch chi linh, khô vinh chi linh, luyện ngục chi linh, băng xương chi linh. Giả dạ tinh thần há hốc miệng ra, trợn to tròng mắt. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả lần này. Thật nhịn không được, một người hội tụ 10 cái linh trùng. Tông chủ đều đạp ngựa không có như thế yêu nghiệt a. À. Đáng tiếc, Giả Vương lắc đầu nói, bởi vì dò xét thiên cơ, lọt vào thảm liệt chế tài, hắn thân tử đạo tiêu sau 10 cái linh trùng tất cả đều thoát ly, lần nữa quy về trạng thái vô chủ, cũng không biết những năm này đi qua, không có bị người khác kế thừa. Giả Tinh thần lâm vào trầm mặc, cái này 10 cái linh thể bị tông chủ kế thừa hai cái, bị Cố Chiêu tịch kế thừa nhất cái, bị Liếu Ti Nam kế thừa nhất cái, bị Công Tôn Hầu kế thừa nhất cái, bị Nhị sư huynh kế thừa nhất cái nếu như lại đem còn lại cầm xuống chẳng khác nào bị vạn cổ tông toàn bao nói nhiều như vậy ngươi cũng đã minh bạch đi ta là bạn trí thân của ngươi ta có 10 cái linh trùng giả dạ tinh thần cúi đầu tiến lên dừng ở minh chủ bảo tỏa trước đưa lưng về phía hắn nói ta còn là giả vương không sai người kia nói ngươi là giả vương ta là giả vương ngươi là ai giả dạ tinh thần trầm mặt nói người kia đứng ở nguyên địa chậm rãi kéo trên mặt có nói ngươi có thể xưng ta là giải lăng dao cũng có thể xưng ta là lang giao nữ đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1895, chuyện cũ trước kia, tiền căn hậu quả. Làm kia nhân tháo mặt nạ xuống lúc, thanh âm cũng theo tăng thương hỗn hội chuyển thành nhẹ nhàng uyển chuyển. Quả nhiên, chỉ có không lấy ra mặt thật, nữ nhân xác suất cực kỳ lớn, tham khảo lúc đó bái cô Hồng chân Nhân làm đồ đệ hề tịnh viên Bái nâng, có thể hay không thay cái hoa văn, Xoát, dạ tinh thần xoay người lại, ánh mắt nổi lên chấn kinh. Cái này hiển lộ ra mặt thật nữ nhân, nhìn qua rất giống giải lăng dao, lại rất giống lăng dao nữ đế, phảng phất là cả hai hỗn hợp thể. Bất quá, ánh mắt của nàng ảm đạm, sắc mặt dị thường tái nhợt. Chợt nhìn một trong hạ tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn kỹ. Lại tựa như thọ nguyên sắp tới, tự tin điểm, đem tựa như bỏ đi. Nữ nhân này đã là nỏ mạnh hết đà, hô hấp rõ ràng có phần gấp rút, nàng cố gắng hiển hiện mê người mỉm cười nói ngoài ý muốn sao? giả tinh thần sắc mặt âm tình bất định nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là chấn kinh mình là giả đế đã để hắn rất khó áp chế bây giờ lại nhìn thấy giả giả vương chân diện mục chấn kinh cấp độ lại lên mấy cái cầu thang ngươi giả tinh thần trầm giọng nói đến cùng là ai nhất trực đi theo tại bên cạnh ngươi cùng ngươi kinh lịch sinh tử lăng giao cô gái kia nói giả tinh thần ánh mắt lại nổi lên sát ý nàng rất giống lăng giao nữ đế, cho nên thù mới hận cũ lại một lần hiện ra tới. Ta biết ngươi hận ta, lăng giao nói, nhưng xin nể tình làm bạn ngươi lâu như vậy phân thượng, tha thứ ta đã từng tự tư cùng tùy hứng. thanh âm càng lúc càng giống lăng giao nữ đế. ba, giả dạ tinh thần một bước lao xuống, trực tiếp chụp tại nàng trên cổ, sát khí tràn ngập cả giận nói, đừng muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. tại thượng giới giết lăng giao nữ đế, hắn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, bây giờ lại gặp được khẳng định có âm mưu. Có lẽ, nữ nhân kia căn bản không chết, mỗi một bước đều là nàng trước thời hạn thiết kế tốt. Vì thu hoạch thái huyền chân kinh, tàn nhẫn đem mình sát hại, là phi thăng lên giới, lừa cửu đại võ đế, lăng giao nữ đế tại giả dạ tinh thần trong lòng chính là một cái tinh thông tính toán, không từ thủ đoạn độc rắn nữ nhân. Thời gian của ta không nhiều lắm, bị trói buộc lăng giao không có phản kháng, yếu ớt nói có thể nghe ta giải thích một chút à. Giống cầu xin, giống cầu khẩn, nhắc tới cũng kỳ, ban đầu phẫn nộ dị thường giả dạ tinh thần, Đột nhiên dâng lên một tia mềm lòng, lực tay dần dần yếu xuống tới. Đã từng ngươi, biết rõ tới suy đoán tương lai hội hao tổn thọ nguyên, vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm, cũng biết vì sao. Lăng Dao đạo, vì sao? Tìm được đột phá cao hơn thời cơ. Cái gì thời cơ? Dạ Tinh Thần hỏi nơi này, lăng dao trên mặt hiển hiện một vòng khổ sở nói, ta từng làm bạn ngươi mấy chục vạn năm, vốn cho rằng là thân cận nhất, thật có chút sự tình, ngươi theo không nói cho ta, giống như xem ta là ngoại nhân. Công Vu Tâm kế nữ nhân Tự nhiên muốn phòng bị. Giả dạ Tinh Thần thản nhiên nói: "Ngươi trùng sinh về sau quên hết mọi thứ, nói ra lời này ta không trách ngươi." Lăng Dao nhìn xem hắn, nói: "Nhưng phải nhớ kỹ, ta Lăng Dao đời này tính toán qua rất nhiều nhân, duy chỉ có không tính toán qua ngươi Giả dạ Vương." Lăng Dao nữ đế, giải dạ Lăng Dao nói thế nào? Giả dạ Tinh Thần trầm mặt nói: "Đừng nói cho ta, đây chẳng qua là phân thân của ngươi, hết thảy đều là khảo nghiệm." "Các nàng không phải phân thân của ta." Lăng Dao nói: "Các nàng là có máu có thịt." có bản thân tư duy người. Người cảm thấy ta sẽ tin, giả dạ tinh thần đã nhận định lăng giao nữ đế cùng giải lăng giao chính là nàng phân thân, hết thảy đều là kế hoạch của nàng, đều là âm mưu của nàng. Thương hải hệ 32 cái linh trùng đoạt thiên địa tạo hóa, trong đó có một linh trùng theo sinh ra tựu dung hợp hai chủng hồn thể, bọn chúng mặc dù không phân khác biệt, nhưng lại riêng phần mình độc lập, cho nên được xưng là phục hồn chi linh. Lăng giao đạo, giả dạ tinh thần nhíu mày lại, không sai, lăng giao nói cái này trùng linh trùng bị ta kế thừa, Giả dạ Tinh Thần nghiêm mặt nói, cho nên cùng phân thân có khác nhau. lang giao không trả lời vấn đề này, mà là tự nói mục đích bản thân, ngươi lần lượt cầm thọ nguyên thôi diễn tương lai, cho đến một ngày thôi diễn suốt bước vào cảnh giới cao hơn thời cơ, cho đến ý thức được thời gian không nhiều, liền lấy binh giải phương thức lựa chọn luân hồi trùng sinh. Giả dạ Tinh Thần ngạc nhiên, nguyên lai cũng không phải là thọ nguyên hao hết lạnh, nguyên lai là tự sát. Ngươi giả dạ vương vì mạnh hơn, có thể quyết đoán lựa chọn kết thúc sinh mệnh mình, nhưng lại phải trang cân nhắc qua thân bằng hảo hữu phải chăng lại từng cân nhắc qua ta. Lăng Giao nói đến đây, nước mắt không cầm được chảy xuống. Sự tình mặc dù đã phát sinh rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối khó quên làm mình như thường ngày chuyển đến mật thất, nhìn thấy cô kia băng lãnh thi thể, trong lòng dâng lên đau đớn mãnh liệt cỡ nào. Người nói đi là đi, Lăng Giao bi thống nói, chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của ta. Không, người theo không cân nhắc người khác, tại trong lòng người võ đạo vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Dù là tự mình thành lập giả vương minh, dù là cùng ngươi chinh chiến xa trường dưới tay đều có thể vứt bỏ, nghĩa vô phản cố theo đuổi cảnh giới cao hơn. giả dạ tinh thần nghe vậy, tay lực lại gia tăng, lạnh mặt nói, người cái gọi là giải thích, chính là đang phê bình ta. Người tự tư, người vô tình, người không có trách nhiệm tâm. Lăng dao khóc khóc nở nụ cười, nói có thể ta còn là yêu ngươi, có phải hay không thật là ngu. Nàng lúc trước đem giả dạ vương hình dung là bản thân, kỳ thực dùng tình cảm chân thành chính xác hơn điểm. Chỉ bất quá, cái này yêu là đơn phương dù là đã từng nhất trực bồi bạn tả hiếu, chịu mệt nhọc xử lý tổ chức nội vụ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có điểm giống quân thường tiếu cùng hoa mân côi, cái sau cũng là một mực tại không cầu hồi báo xử lý tông môn. Nhưng là, từ trước mắt vẻn vẹn biết sự tình đến xem, cầu thẳng trung quy muốn so giả vương đáng tin cậy, tối thiểu không như vậy cực đoan tự tư vô tình, thậm chí đã bắt đầu gánh vác làm trưởng phu trách nhiệm tới. Người bình giải về sau, ta gặp được vị bạc tử. Lang dao đỏ thắm tĩnh khống chế hạ tâm tình của mình, nói hắn nói cho ta lấy tính cách của ngươi vô luận trùng sinh bao nhiêu lần cũng sẽ không cải biến trừ phi có nhân nguyện ý hy sinh đi giúp hắn cải biến bản thân trọng điểm đến rồi lang dao tiếp tục nói ra ta đưa ngươi thi thể làm trận nhãn bố trí nhân quả luân hồi đại trận cưỡng ép đem phục hồn chi linh phân giải ra ngoài để các nàng tại luân hồi sau cùng ngươi sinh ra gặp nhau hình thành nhân quả quan hệ chính là hy vọng cải biến người kia rất ngắn lãnh huyết vô tình tính cách lang dao nữ đế bị ngươi giết cũng liền nói rõ nàng hay là thất bại. Giả dạ tinh thần mặt càng đen hơn, muốn thay đổi mình lãnh huyết vô tình tính cách, liền cố ý ở sau lưng đâm đao, cái này xác định không phải đang cố ý xóa bỏ. Lăng giao nữ đế mặc dù kế thừa ta một nửa linh hồn, nhưng theo thể nội tách ra luân hồi về sau, liền không lại thuộc ta trưởng khống, nàng là nàng, có độc lập tư duy, có độc lập ý nghĩ. Lăng giao đạo, giả dạ tinh thần lạnh mặt nói, hẳn là cũng kế thừa người tính toán. Điểm ấy, ta không phủ nhận, Lăng Giao nói, nhưng giải Lăng Giao kế thừa một nửa khác linh hồn, không hiểu tính toán không có mưu kế, hy vọng ngươi về sau có thể thiện đãi nàng. Đề cập giải Lăng Giao, giả tinh thần lại nghĩ tới trong bụng hài tử, sắc mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo, có thể thấy được vô cùng xoắn suýt, vô cùng dễ dụa. Ông, nhưng vào lúc này, Lăng Giao thân thể dần dần hư hóa, sau đó nghe nàng cười nói, linh hồn bị tách ra hai cái độc lập sinh linh, ta kỳ thực đã sớm chết, đơn giản dựa vào bí pháp kéo dài hơi tàn, lấy, giả vương thân phận dẫn đầu bọn hắn tiến lên. Ta mệt mỏi, bây giờ, rốt cuộc chờ người đến, rốt cuộc không tiếc nuối. Giả tinh thần buông lỏng tay ra, đối phương hư hóa, đã bắt không được. Giả vương, lang dao trên mặt dần dần hiển hiện vết giản, nàng điểm lấy chân dựa đi tới, miễn cưỡng cười vui nói, trước khi đi, ta có thể ôm ngươi sao. Giả tinh thần trái tim đột nhiên tựa như như kim đâm đau. Hắn không nói, cũng không từ chối không tiếc. Đáng tiếc, lang dao thân thể đã triệt để hư hóa, làm ý đồ ôm hướng giả dạ tinh thần, nhưng từ thân thể đối phương xuyên qua, nàng sững sờ đứng tại phía sau, ánh mắt nổi lên thất vọng, nói, mãi mãi cũng không chiếm được ngươi, có lẽ chính là ta mệnh. Thân thể vỡ vụn, hóa thành tinh quang, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, đây là ngươi từng lập hoành viễn, ta hội một mực tại trên trời nhìn xem. Tinh quang dần dần yếu hóa, thanh âm dần dần yếu hóa, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Dạ tinh thần che ngực, trên mặt hiển hiện thống khổ hình dạng, sau đó, quay người từng bước một được hướng xa hoa chỗ ngồi cũng bốn bể yên tĩnh ngồi xuống. Xoát, xoát, một nháy mắt, đại điện ngoại đã sớm đều nhịp sắp xếp giả vương minh cao tầng nhau nhau hành lễ, cao giọng la lên, cung nghình giả vương quý vị, chúng ta thể chết cũng đi theo, sông pha khói lửa. P.S. Lăng rào nữ đế hố vào hôm nay trên trôn, kỳ thực nàng sau khi chết liền đã nghĩ kỹ, đến nỗi hợp lý hay không, ta nói tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1896, nữ nhân này, ta yêu. Làm giả tinh thần ngồi xuống một khắc này, toàn bộ giả vương minh đều đang hoan hô, tự liền xê dịch bên trong to lớn quy thú cũng ngừng lại, đầu chậm chậm thấp hiển cúng bái hình dạng. Bọn hắn vương, kinh lịch vô số tuế nguyệt, rốt cục trở về. A à, A à, ngồi tại minh chủ trên bảo tỏa giả tinh thần, ôm đầu thống khổ hét thảm lên, kia chôn giấu tại sâu trong linh hồn ký ức, như là như hồng thủy dũng mãnh tiến ra những cái kia là từng đoạn ký ức, một vài bức hình tượng, hoàn chỉnh ghi chép tiền kiếp các loại kinh lịch. Hắn, dạ vương, lấy vạn năm thời gian đột phá thiên cơ cảnh, trong lúc đó dung hợp 10 loại vũ trụ ẩn dục linh trùng. Về sau không cam lòng dừng bước, lấy hành vi nghịch thiên không ngừng thôi diễn tương lai. Cho đến tìm được có thể đột phá tầng thứ cao hơn biện pháp, liền không chút do dự lựa chọn binh giải. Vứt bỏ thân nhân, vứt bỏ thủ hạ, vứt bỏ làm bạn mấy chục vạn năm nữ nhân, kinh lịch vô số lần luân hồi, trùng sinh tại tinh vẫn đại lục. Đây là giả dạ tinh thần lấy được ký ức, cũng ý thức được nếu như không lăng giao cưỡng ép cùng mình thành lập nhân quả quan hệ, lấy lăng giao nữ đế thân phận xuất hiện, mình khả năng sẽ còn tiếp tục luân hồi, cho đến tìm tới đột phá cao hơn thời cơ. Minh bạch, minh bạch, cảm giác đau đớn yếu hóa, giả dạ vương ánh mắt ngưng trọng nói ta không chỉ trùng sinh một lần. Đúng thế, hắn trùng sinh rất nhiều lần, đến nỗi giả dạ tinh thần cũng bất quá là vô số lần trùng sinh một vai. Dựa theo binh giải trước kế hoạch, bất kỳ cái gì một vai đều sẽ theo không đi đến cường đại, cho đến thọ nguyên hao hết, lại lần nữa kinh lịch một lần trùng sinh. Lăng Giao, dạ tinh thần nói, ta binh giải mục đích cũng không phải là tìm tới thời cơ, mà là lấy không ngừng luân hồi trùng sinh đi tìm thời cơ. Lúc đó, hắn lấy thời không chi linh không ngừng thôi diễn tương lai, mỗi lần cảm giác muốn đụng chạm đến mình muốn, tổng bị một bức tường ngăn lại, phía trên có khắc, sinh thị tử, tử thị sinh, lục cái chữ. Khi đó, thân là giả vương hắn đã lâm vào si mê, thậm chí trở nên cực đoan, cuối cùng lý giải thành hẳn là cần trải qua lần lượt sinh tử mới có thể giác ngộ. Thế là, tự quả quyết đem mình đùa chơi chết, quá ngu dựng lên, giả dạ tinh thần đạo, hậu thế mình đánh giá mình kiếp trước, hầu như nói chúng tim đen, một bước đúng chỗ. Khả năng đại gia nghe được không hiểu nhiều, ta làm khóa đại biểu, đơn giản tổng kết một cái, giả dạ vương truy cầu cảnh giới cao hơn, lựa chọn không ngừng luân hồi chuyển thế. Nếu như không ngoài ý muốn, hắn hội nhất trực tiếp tục, hết lần này tới lần khác lang giao dựa vào luân hồi nhân quả đại trận cưỡng ép lấy phục hồn chi linh dung nhập đối phương chế định tốt sinh hoạt quỹ tích bên trong sau đó bắt hắn cho đâm lập tức toàn loạn lang giao cưỡng ép lấy một thân phận khác dung nhập cuộc sống của ta mặc dù cải biến kế hoạch đã định nhưng cũng trong lúc vô tình để cho ta gia nhập vạn cổ tông giả dạ tinh thần thầm nghĩ đoạt xá bùi a nghiêu bị ép nhập tông môn thuộc về kịch bản lấy ngoại sự tình nhưng là giả dạ tinh thần cầm quyền ánh mắt hưng phấn nói, cái này có lẽ vừa vặn chính là ta không ngừng luân hồi chuyển thế đau khổ tìm kiếm thời cơ. Đã như vậy, lăng giao hy sinh một thân đạo hạch, cưỡng ép dung nhập cuộc sống của hắn lại lấy được cái gì. Nói thật, theo góc độ của nàng tới nói, cái gì cũng không có được, dù là hồn phi phách tán thời điểm, liền ôm một cái đều không có làm được. Bất quá, theo đại cục tới nói, bởi vì lăng giao nữ đế đâm giả đế nguyên nhân, nhưng đến tiếp sau kịch bản xuất hiện lệch lạc, gặp được quân thường tiếu, gia nhập vạn cổ tông, mới bắt đầu chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách, giống như vị bạc tử nói qua, giả vương vô luận kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi cũng sẽ không cải biến tính cách của mình, trừ phi có nhân nguyện ý hy sinh. Lăng Giao lựa chọn hy sinh, cho nên cải biến hắn. đương nhiên cũng không thể nói cái gì đều không được đến, tối thiểu làm giả tinh thần khôi phục trí nhớ kiếp trước, nghĩ khởi nữ nhân này đối với mình từng ly từng tí quan tâm, trong lòng lập tức dâng lên áy náy. Nhất là nghĩ đến Giải Lăng Giao, tâm tính cũng phát sinh cải biến. Nếu như đổi lại trước đây, quân thường thiếu hỏi Dạ Tinh Thần, giữ đại giữ tiểu. Hắn khẳng định chọn giữ tiểu, bây giờ hỏi lại, khẳng định chọn hai cái đều giữ. Có nhân sẽ nói, cứ như vậy cưỡng ép tẩy trắng Lăng Giao nữ đế rồi. Trên thực tế, Lăng Giao nữ đế là Lăng Giao nữ đế, tuy có Lăng Giao một nửa linh hồn, nhưng chung quy thuộc về độc lập sinh linh, mà lại nhân đã sớm chết, đã chết hẳn. Càng Sắc thực nói, nàng đã hoàn thành sứ mạng của mình. Thân là người sáng tạo, lăng giao tại đem phục hồn linh hồn theo thể nội phân đi ra, cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Cả hai đều là nhân quả bên trong nhân, một nửa khác linh hồn hóa thành giải lăng giao, khả năng chính là nhân quả bên trong quả. Thật xin lỗi, càng là cố gắng đọc qua đã từng ký ức, giả dạ tinh thần nội tâm càng ái náy, cũng nói thầm là ta quá hỗn đản, là truy cầu võ đạo không để ý đến tất cả mọi người, chuyện như vậy sẽ không lại xuất hiện, ta sẽ dùng đời sau bảo hộ giải lăng giao xong đời, đây là muốn cùng nhìn thấy tương lai nối tiếp, vạn cổ tông đệ tử giả tinh thần, tiến nhập rơi dây đếm ngược. Nếu như lăng dao còn có thể kiên trì một hội, có thể nghe được lời trong lòng của hắn, thời điểm ra đi hẳn là sẽ không là uể oải cùng bất đắc dĩ, ngược lại là tiêu tan cùng vui vẻ đi. Ngô vương, giả vương minh cao tầng đi vào đại điện, chắp tay nói, thiên ma hoàng tai hỏa vũ trụ, xin vì thương sinh chỉ con đường sáng. Nhìn xem những này đã từng bồi tiếp mình chinh chiến xa trường, giả dạ tinh thần trong lòng cảm giác áy náy sâu hơn. Cũng nhiều thua thiệt có lăng giao thống lĩnh toàn cục, nếu không tổ chức này mất đi long đầu, chỉ sợ sớm đã đã trở thành trong lịch sử bụi bặm. Đường sáng A, giả dạ tinh thần người ngón chụp tại cùng một chỗ, biểu lộ ngưng trọng nói có. Đám người hưng phấn lên, xoát, giả dạ tinh thần khởi thân, cỗ này trải qua thượng vị giả khí tức trong nháy mắt tự bạo phát đi ra, cũng lấy không thể nghi ngờ khẩu khí tuyên bố, từ hôm nay trở đi, giả dạ vương minh nhập vào vạn cổ tông, nghe theo quân tông chủ hiệu lệnh, bất kỳ người nào không được kháng cự. Giát, bầu không khí trong nháy mắt động lại, xã vương minh cao tầng đều tại dựng lỗ tai lắng nghe đường sáng, kết quả. Minh chủ lại làm cho đại gia nhập vào vạn cổ tông, đây quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngô vương, Trung Ly Tử Yên nói, vạn cổ tông rất có thể cùng thiên ma hoàng có cấu kết, trả bắt phong trưởng lão, ta nhóm. Nói đến đây, nàng im lặng, bởi vì ra tinh thần mục quang lãnh lệ nhìn qua, nói, đây là bổn vương mệnh lệnh. Các ngươi chỉ cần tuân theo. Rất cường thế, rất hắn meo có giả vương phong phạm. Vâng, đám người trăm miệng một lời, nhưng trong lòng thì tại buồn bực, đã từng cái kia tâm cao khí ngạo, không phục thiên địa giả vương, tại sao lại tình nguyện thua kém người khác. Bởi vì, hắn tức là giả vương, cũng là giả tinh thần. Hay là, chân chính giả vương đã sớm binh giải, đã sớm không còn tồn tại, bây giờ mặc dù khôi phục ký ức, nhưng hắn hay là hắn, vạn cổ tông đệ tử giả tinh thần. Giống như lang dao đã chết. Giải lăng giao tuy có nàng một nửa linh hồn, nhưng kỳ thật đồng đẳng với cơ thể sống mới. Đi, giả tinh thần khởi thân, nói theo bổn vương tìm nơi nương tựa vạn cổ tông. Gấp gáp như vậy tìm nơi nương tựa chỉ là nguyên nhân một trong, thứ hai thì là lo lắng giải lăng giao. Cầu thẳng thái độ đối với hoa mân côi thuộc về chậm rãi chuyển biến, tỉ như từ vừa mới bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo, đến vụng trộm hỗ trợ tu bổ mân côi, lại đến cuối cùng mở rộng cửa lòng thẳng thắn. Giả tinh thần đâu, giải tiền căn hậu quả, thái độ đối với giải lăng dao thì là 180 độ bước ngoặt lớn. Nếu như nhất định phải cho một lý do, đó chính là tiền kiếp thân phận cô phụ lăng dao, kiếp này không thể lại đi cô phụ nàng còn sót lại nửa cái linh hồn. Nữ nhân này, ta yêu, oanh, oanh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến mãnh liệt cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ đại điện lập tức lung lay sắp đổ. Ông kính chuyển đi ra bên ngoài, từng chiếc từng chiếc to lớn chiến hạm chống rỗng xuất hiện, sau đó nhanh chóng bệnh thành thiên la địa võng, đem toàn bộ đỉnh núi triệt để bắt đầu phong tỏa số lượng nhiều có thể xưng hằng hà sa hạt dạ vương minh âm trầm thanh âm vang vọng chân trời lập tức khởi theo thượng tầng vũ trụ xóa tên không được dạ vương minh cao tầng cả kinh nói là thiên ma hoàng Hưu, hưu, một nháy mắt dạ vương minh thành viên nhao nhao hành động sau đó hội tụ trên diễn võ tràng như lâm đại địch canh gác giống bàn sơn thánh quy ngửa đầu hét lớn một tiếng ong 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 nguyên bản lọt vào oanh kích mà yếu hóa phòng ngự kết giới lần nữa trở nên cứng rắn mãnh liệt túc sát chi khí hội tụ tại toàn bộ vị diện biểu thị gần có thảm liệt chém giết trình diễn mà xem như quyển sách nhân vật chính quân thường tiếu giờ phút này ngay tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1897, ta nhóm đi xem trò vui. Hiu vạn cổ hào công suốt toàn bộ triển khai phi hành tốc độ cao tại vô tận vận chuyển đây là đi chỗ nào giả vương minh theo phong vạn lý khẩu bên trong biết được quân thường tiếu cơ bản có thể xác định giả tinh thần cần phải bị cái gì giả vương bắt đi vạn nhất là được cứu đi đây hệ thống đạo không có khả năng quân thường tiếu lời thề son sắt nói ta bắt giả vương minh hộ pháp bọn hắn có thể hảo tâm cứu người coi như cứu cũng khẳng định có khác ý đồ hệ thống nói nói có đạo lý khó được đoán đúng một lần không có bị tốc độ ánh sáng đánh mặt kết quả lại bị cầu thẳng mang trong khe đi được nha quân thường tiếu cười lạnh nói không có ý định lấy tiền chuộc nhân ngược lại bắt đi đệ tử ta là dự định lấy ra làm giao hoán thẻ đánh bạc a hắn nhận định giả vương minh bắt đi giả tinh thần mà không phải cứu đi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đương nhiên dọa dẫm bắt chẹt sự tình cầu thẳng cũng làm không ít cơ hồ từ khi thất thủ qua nếu như đối phương thật cầm đệ tử đến làm thẻ đánh bạc giao hoán khẳng định hội nghiêm túc cân nhắc quân tông chủ, cố thiên tinh ngưng trọng nói, ta nhóm lần này đi qua, thương lượng không tốt sợ hội dâng lên sự cố. Dùng ngay thẳng nữ điệu đến phiên dịch, đó chính là đi muốn làm giá. Thúc, yên tâm, quân thường tiếu 10 ngón chụp tại cùng một chỗ, thần sắc ngạo nghễ nói, ta vạn cổ tông cái gì đều sợ, chính là xưa nay không sợ đánh nhau. Cố thiên tinh im lặng nói, giả vương minh một mực tại cùng thiên ma hoàng chống lại, địch nhân của địch nhân chính là bằng hiếu, kỳ thực ta nhóm rất không cần phải làm như vậy cương, không bằng liên hợp lại, cộng đồng chống lại tai họa vũ trụ ma đầu. Chỉ có bọn hắn nguyện ý nhập vào quân minh, ta sẽ đem bọn hắn coi như cởi mở bằng hiếu. Quân thường tiếu đạo, để người ta hộ pháp ngược sống không bằng chết, làm sao có thể nhập vào quân minh, túc chủ đừng có nằm mộng. Hệ thống cười nhạo nói, lại nói, dạ vương tuyệt không phải hạng người bình thường, sao lại cam nguyện hạ mình nhân hạ. Chỉ cần bắt được cơ hội tốt, hệ thống kiểu gì cũng sẽ không lưu tình chút nào châm chọc, mặc dù nhiều bán bị đánh mặt, nhưng đã trở thành quen thuộc. Mặt, tùy tiện đánh, nhưng là, không thể tước đoạt quyền lợi của ta, biết gió hội đánh mặt, cứ đem mặt thiếp được, tông chủ, phụ trách điều khiển vạn cổ hào thượng quan hâm giao điều gia tinh không bịa đồ, vẻ mặt nghiêm túc nói tiền phương tinh vực đột nhiên có rất nhiều năng lượng hiện lên. Ồ, quân thường tiếu khởi thân đi tới, theo tinh không trên bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy, yếu ớt năng lượng đang dập dần, một đợt núi một đợt, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Đại biểu cái gì? tiền phương cần phải có khá lớn năng lượng nguyên đang chấn động. Bởi vì thanh thế quá mức to lớn, cho nên hướng càng xa xôi khuếch tán, sau đó bị vạn cổ hào bắt được. Có thể xác định cự ly sao? Không thể, quân thường tiếu nâng lên cái cằm, vô pháp xác định cự ly, nói rõ cách xa nhau phi thường xa, rõ ràng lại tấp nập năng lượng ba động bị bắt đến, hẳn là vùng tinh vực kia có có thể so với quân đội quy mô cường giả đang chém giết lẫn nhau. Đi vòng qua, quân thường tiếu đạo, hắn phải gấp lấy chạy tới giả vương minh, chắc chắn sẽ không cố ý đi qua nhìn náo nhiệt. Vòng không đi qua, thượng quan hâm giao lắp đầu, nói, năng lượng ba động khu vực, tại ta nhóm cần phải trải qua đi thuyền lộ tuyến lên. Quân thường tiếu bất đắc dĩ nói, vậy liền tận lực không nên bị phát hiện, để tránh rước lấy phiền phức. Vâng, hưu, vạn cổ hào tựa như trong biển rộng thuyền cô độc, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập tầng tầng yếu ớt gợn sóng hình thành thủy chiều bên trong, nhưng mà, theo càng ngày càng gần, năng lượng cường độ cùng tần suất đề cao. Rất khốc liệt chiến đấu, Kiếm quy khư nói, chẳng lẽ là hai cái đỉnh tiêm vị diện đang chém giết lẫn nhau. Quân thường tiếu tâm động, hắn đặc biệt muốn nhìn một chút đỉnh tiêm vị diện giao thủ hình tượng. Nhưng là, còn muốn đi nghĩ cách cứu viện giả tinh thần, chỉ có thể cưỡng chế đi lòng hiếu kỳ, cũng hỏi còn bao lâu đạt tới giả vương giới. Sự tính, thượng quan hâm giao đột nhiên chỉ ngữ, non mịn ngón tay khoác lên hình chiếu trên bàn phím gõ, liền thấy tinh không địa đồ vô hạn phóng đại, cho đến đạt được một loại nào đó xác định về sau, cả kinh nói tông chủ năng lượng chính là theo ta nhóm chỗ đi tinh vực thả ra ồ quân thường tiếu hiếu kỳ nói chẳng nhẽ dạ vương minh cùng người khác đánh nhau dạ vương cái này nhân xuất quỷ nhập thần thực lực thâm bất khả chắc tại thượng tầng vũ trụ không vị diện cùng thế lực có can đảm đắc tội trừ phi kiếm quy khư ánh mắt ngưng trọng nói thiên ma hoàng vậy liền rất có ý tứ quân thường tiếu đạo từ trước mắt tới nói hắn cùng thiên ma hoàng có thù cùng dạ vương minh có oán hai người đánh nhau tuyệt đối vui lòng nhìn thấy có thể chạy tới, còn có thể đục nước béo cò. Lái nhanh một chút, cầu thẳng nói ta nhóm đi xem trò vui. Hưu, vạn cổ hào tiếp tục đi tới, theo càng ngày càng gần, tinh không địa đồ bắt giữ hình tượng tựu càng ngày càng rõ ràng. Ta đi, thân ở khoang điều khiển cao tầng cùng đệ tử toàn vây tới, trên mặt dần dần hiển hiện chấn kinh biểu lộ. Địa đồ màn sáng trên có thể thấy rõ, từng chiếc từng chiếc tương tự chiến hạm bay qua vết tích di lưu tại vũ trụ tinh không, một đảo hai đảo. Mấy ngàn đảo, quân thường tiếu ánh mắt ngưng trọng, vẹn vẹn tràn ngập vũ trụ phi hành vết tích hắn liền có thể nghĩ đến tối thiểu được có hơn ngàn tàu chiến hạm quy mô của nó hoàn toàn không kém hơn lúc đó thiên ma hoàng diệt cô hiên viên giới xem ra kiếm quy khư trầm giọng nói thiên ma hoàng đây là thể tất yếu diệt giả vương minh a à. vốn còn muốn xem náo nhiệt quân thường tiếu lập tức lo lắng thiên ma hoàng phái ra lớn như vậy đánh nửa hạc, vạn nhất làm bị thương giả tinh thần coi như thao đản nhanh nhanh quân thường tiếu thúc giục thượng quan hâm giao mau lên ra tốc âm âm nhưng vào lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang, theo khoang điều khiển cửa sổ có thể thấy rõ, tầm mắt có thể bằng chỗ, to lớn hỏa vân đột ngột dâng lên, cũng dần dần hình thành cây nấm hình thái. Hô hô hô, hô hô hô, hô trong khoảnh khắc, như đao sắc bén cuồng phong vượt trên đến, trong đó chả mang theo táo bạo gợn sóng năng lượng. Quân thường thiếu cùng các đệ tử toàn choáng váng, cái này trùng cấp bậc bạo tạc, đơn giản quá mức kinh thế hãi tục. Đám người tập thể khiếp sợ thời điểm, duy chỉ có thượng quan hâm giao duy trì tuyệt đối tỉnh táo, lúc này tay phải vung lên, tựa như lão tài xế bản cuồng đánh tay lái. Hô, cuồng phong như gào thét mãnh thú đè xuống thời khắc, vạn cổ hào theo phi hành tốc độ cao bên trong đột nhiên đến cái cực hạn trôi đi, sau đó hướng tà chắc mặt cực tốc bay đi, cùng mạnh mẽ gợn sóng triển khai sinh tử đua tốc độ. Thời khắc này, ta nguyện xưng thượng quan hâm giao là thu danh sơn sa thần. Hưu, vạn cổ hào động lực toàn bộ triển khai, cùng thời gian thi chạy, cùng trời đất sụp đổ thi chạy. Tốt tại ở vào bạo tạc biên giới, tốt tại chiến hạm đi qua nhiều lần cải tiến, tính năng phương diện có tăng lên trên diện rộng, cuối cùng thành công bay ra giữ uy tác động đến khu vực, sau đó lấy cực kỳ tiêu sái phiêu giật động tác, vững vàng dừng ở vũ trụ tinh không bên trong. Toàn thể đứng dậy, cấp xa thần rót một ly cappuccino, nhưng mà, làm vạn cổ hào hoa lệ đĩnh ổn về sau, bên trong buồng lái này đám người lấy hình thù kỳ quái tư thái tản mắt bốn phía. Có mặt dán tại trên tường, có cái mông dán tại người khác trên mặt, tình huống mười phần hỗn loạn. Ai nha, tô tiểu mặt ngao gào to ta, cái mông của ta, vạn cổ hào đột nhiên bước ngoặt lớn, hắn bị đụng bay ra ngoài, sau đó đặt mông ngồi ở ai trên mặt, ấn nói vốn nên xốp mới đúng, kết quả. Tựa như đâm vào thép tấm, thậm chí còn có gai. Người đại gia, quân thường tiếu một tay lấy tô tiểu mặt cái mông đẩy ra, hít mắt nhìn về phía khoang điều khiển cửa sổ, liền thấy phía trước sôi trào mây hình nấm bên trong dần dần hiển hai bóng người. Trong đó một cái là thiên ma hoàng, một cái khác thấy rõ kia có chút quen thuộc bóng lưng, cầu thẳng nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, Trương Tam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1898, toàn giới xuất động. Mở ra đại hàng không vũ trụ thời đại, quân thường tiếu từng đi qua xích ngục giới, giúp Du Phi nhã một lần nữa trưởng khống vị diện. Đại gia phải trăng nhớ kỹ, quét dọn các đại chư hầu về sau, đem người ly khai đột nhiên sát cái hồi mã thương, bắt được một gã thần bí người áo đen đâu. Không sai, hắn tự xưng Trương Tam, còn nói có người bằng hữu gọi Lý Tứ. Trương Tam bị quân thường tiếu ngược khổ không thể tả, trả công bố đừng tưởng rằng đánh bất quá ngươi, chỉ là một mực tại để cho ngươi. Nha, không nhớ ra được, lúc ấy quân thường tiếu bắt lấy Trương Tam, nhốt tại tông môn trong lồng giam, ban đầu dự định hảo hảo hỏi han, kết quả. Nhưng hắn chạy, đến nay, cầu thẳng còn nhớ rõ tên kia trước khi đi lưu lại tờ giấy, viết thượng tầng vũ trụ đang đứng ở đại biến cách thời đại, cần quân tông chủ dạng này người dẫn đầu công kích, về sau nếu có duyên, ta nhóm giang hồ tái kiến. Thật đúng là lại thấy, chỉ bất quá, quân thường thiếu có chút mộng, một cái bị mình tả hữu tả hữu ba ba oanh tại chỗ hôn mê ra hỏa, vậy mà đặt mình vào tại nổ lớn trung hòa thiên ma hoàng rằng co, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết. Thời đại thay đổi, không có khả năng, quân thường thiếu rụi rụi con mắt, thầm nghĩ thế nào lại là hắn. Nhưng khi lần nữa nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy kia trương không có chút nào đặc sắc, thậm chí tướng mạo phổ thông người áo đen, hắn rốt cuộc vững tin chính là Trương Tam. Đầu óc có chút loạn, cần hảo hảo lãnh tĩnh một chút, oanh, oanh, đúng vào lúc này, nổ lớn khu vực bên trong, thiên ma hoàng cùng Trương Tam chiến. Ta đi, đám người mở to hai mắt nhìn, theo bọn hắn góc độ nhìn, hai người đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, nhưng chung quanh lại là đột một liên tiếp bạo tạc, không gian bị liên lụy vỡ nát sụp đổ. Đây là thượng lưu thiên cơ cảnh ý niệm quyết đấu, kiếm quy khư đạo, quân thường tiếu biểu lộ ngưng trọng lên hắn hiện tại vô pháp xác định, thiên ma hoàng là phân thân vẫn là bản tôn, nhưng có thể xác định, trương tam trước đây tuyệt đối che giấu tu vi. Đột nhiên, cầu thẳng tỉnh ngộ, cái này người đã như vậy cường đại, theo nhà tù đào thoát tựa hồ rất bình thường. Đáng tiếc lúc ấy quá mức chủ quan, tùy tiện ném vào buồng nhỏ trên tàu tạm giam, sớm biết tự ném vào thiên nguyên trấn ngục tháp nội. Quân thường tiếu vì sao rất để ý trương tam đâu, bởi vì hắn từng nói qua nhận biết về sau mình, không biết mình bây giờ kết hợp du phi nhã gia tộc lưu lại bộ kia thôi diễn đồ, thực sự rất dễ dàng như người hoài nghi, gia hỏa này hẳn là từ tương lai xuyên Việt về tới. Nếu quả thật có dạng này người, giả dạ tinh thần lúc đó nhìn thấy tương lai cảnh tượng, lại có thể hay không cùng hắn có quan hệ đâu. Không được, nhất định phải làm rõ ràng, oanh, oanh, nơi xa, ý niệm chống lại còn tại tiếp tục, kia kinh thiên động địa tiếng hiệu, kia trời đất sụp đổ đặc hiệu, coi như vạn cổ tông đệ tử từng cái tê cả ra đầu, cũng khắc sâu ý thức được mình vẫn là quá yếu ớt thiên tàn thần quyền xích dương ma đao vạn độc long trưởng khôn địa lôi phách các loại võ kỹ các loại thần thông thi triển đi ra chiến đấu cấp độ không ngừng lên cao hình tượng cũng càng ngày ầm ầm sóng dậy là phân thân kiếm quy khư quan sát sơ qua xác định nói không phải bản tôn quân thường tiếu có chút vựng này thiên ma hoàng phân thân tựa hồ so với mình lúc trước diệt còn mạnh hơn vậy bản tôn đến cùng được mạnh đến cái tình trạng gì ai nghĩ cứu vớt thế giới gánh nặng đường xa a quân tông chủ đừng nhìn hí nhưng vào lúc này bên tai truyền đến trương tam truyền âm người đệ tử giả tinh thần đang bị thiên ma hoàng thủ hạ truy sát mời nhanh chóng tiến đến cứu viện tiếng nói còn không có rơi xuống thượng quan hâm giao chỉ vào tinh không địa đồ vui vẻ nói tông chủ giả sư huynh khí tức lại xuất hiện cách chúng ta đại khái ở ngoài ngàn dặm chạy tới quân thường tiếu không tâm tư quan chiến hắn càng để ý giả tinh thần an nguy hưu vạn cổ hào thay đổi phương vị hướng giả tinh thần phóng thích ra khí thức đuổi theo cho đến bỏ qua khu giao chiến vực, tiến nhập một mảnh khác tinh không, liền vừa thấy nghìn đạo phi hành vết tích tồn tại, tựa hồ là vừa lưu lại. Dọc theo vết tích truy, hô hô, vạn cổ hào động lực toàn bộ triển khai, hóa thành lưu quang tiêu thất. Đến nỗi trương tam vẫn cùng thiên ma hoàng phân thân chém giết, cũng ở trong lòng nói thầm, cải biến thượng tầng vũ trụ cách cục trách nhiệm tự giao cho các ngươi, nếu như các ngươi vẫn như cũ cần chúng ta chúc phúc, như vậy. Oanh, thiên ma hoàng phân thân một quyền đánh vào trên mặt hắn, cả người nhất thời bay ra ngoài, sau đó cúi đầu đứng ở nguyên địa, tóc tai rối bởi cười nói, cháy lên đi, hậu bối. Hô hô, vừa dứt lời, trên bầu trời hắn vỡ nát trong vũ trụ, dần dần hiện ra ngũ hành bát quái đồ án, sau đó tự thành quy luật xoay tròn. Ừm, um, thiên ma hoàng trầm giọng nói, ngươi cùng vị bạc tử quan hệ thế nào? Không thể trả lời, trương tam hai tay hợp lại cùng nhau, nhanh chóng đánh ra kết ấn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, chấn pháp phá diệt. Ông ong, một nháy mắt, hội tụ trên không to lớn bát quái đồ án, phát họa ra càn khôn chấn tốn khảm chờ chữ, sau đó lấy bao khỏa hình dạng hướng phía thiên ma hoàng phân thân ép tới. Oanh, chấn thiên động địa bạo tạc vang lên lần nữa, hình thành mây hình nấm so vừa rồi càng khốc liệt hơn. Dọc theo vết tích đuổi theo quân thường tiếu mặc dù nghe được, nhưng không tâm tư đi quan sát, mà là mệnh lệnh thượng quan hâm giao đám người đổi tối cao cấp khu động nguồn năng lượng, đem vạn cổ hào tính năng phát huy đến cực hạn. Hưu, không gian đột một vặn vẹo, chiến thuyền hư không tiêu thất tuyệt đối thiêu đốt, tuyệt đối tốc độ, rất nhanh, tinh không trên bản đồ hiện ra từng đạo điểm sáng, số lượng tối thiểu có hơn ngàn chiếc. Mà trước mặt mọi người người đem ánh mắt nhìn về phía tiền phương cửa sổ, chỉ thấy tựa như không ngừng phóng đại trong tầm mắt, chậm rãi bày biện ra hàng trăm hàng ngàn cao quy cách chiến hạm đem một đám người triệt để vây quanh. Tông chủ, thượng quan hâm giao nói, là giả sư đệ, quân thường tiếu ngồi xuống, 10 ngón chụp tại cùng một chỗ, lấy truyền âm thuật liên hệ vạn cổ giới tiết nhân quý, chiến kỵ đường toàn thể xuất động. Vâng, trận pháp đường toàn thể xuất động, vâng, trăm vạn ma vọng quân toàn thể xuất động, vâng, vạn cổ tông tất cả mọi người, toàn thể xuất động. Vâng, các đệ tử hưởng ứng thanh âm tại toàn bộ vạn cổ giới vang vọng, không chỉ có lây nhiễm người bình thường, cũng lây nhiễm các đại tộc quần, các thế lực lớn. Lôi lăng tộc thỉnh cầu xuất chiến, băng phượng tộc thỉnh cầu xuất chiến, thần hành tộc thỉnh cầu xuất chiến, long tộc, thỉnh cầu xuất chiến, thạch tượng tộc thỉnh cầu xuất chiến. Ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền quân thường tiếu nghe được các tộc la lên, khóe miệng có chút dương lên hiện ra đáng yêu mỉm cười. Cùng thiên ma hoàng đã là thủy hỏa bất dung, mặc dù hiện tại thực lực tổng hợp chưa hẳn có thể chống đỡ. Nhưng ta muốn thử xem, muốn xác định một cái vạn cổ giới đến cùng cùng bọn hắn kém đi xa. Xoát, quân thường tiếu đột nhiên ngẩng đầu, một quang lãnh lệ nhìn về phía tinh không trung thượng ngàn chiếc chiến hạp lấy một chủng loại tự điên giọng điệu nói toàn giới xuất động chiến 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 thanh âm quanh quẩn tại vạn cổ giới nhưng các tộc võ giả nhiệt huyết dâng trào. Ngô Vương, ngài mau lên đi, mấy ngàn tàu chiến hạm vây quanh khu vực trung tâm, giả vương minh một gã cao tầng lấy cầu khẩn thanh âm la lên. Giả tinh thần nắm chặt nắm đấm, hắn mặc dù khôi phục đã từng ký ức, cũng đã trở thành chân chính giả vương, nhưng thực lực trả đạp mã không khôi phục, đừng nói chiến thiên ma hoàng, dù là chiến bát bộ thiên đều không hy vọng. Ta từng vứt bỏ qua các ngươi, giả tinh thần nói, lần này tuyệt sẽ không lại từ bỏ. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên, một cái mọc ra hồ điệp cánh nam tử trầm chậm, chậm hiển hiện, âm trầm cười quái dị nói, rất cảm động nha. Bành bành, người này sau khi xuất hiện, màn hình đánh ra, bắt bộ thiên long một trong đa lạc vương, phụ đề giới thiệu. Ta cần nghiêm túc tuyên bố một cái, thiên ma hoàng thủ hạ danh tự đều có xuất xứ, đều là đi qua nghiêm cẩn cân nhắc, mời mọi người không muốn cho rằng là tại bắn lén ai. Cái này đa lạc vương lớn lên tương đối nhân loại hóa. Hắn mép tóc tuyến tương đối cao, nhất là chán bên trái có khắc lạo thảo vòng tròn đồ án, chợt nhìn lại giống như A còng chữ. Giả dạ tinh thần nhíu mày, này quái dị chi nhân thực lực cần phải rất mạnh, cùng thiên ma hoàng đại nhân đối nghịch, hạ chàng chính là chết không có chỗ chôn Đa Lạt Vương dựng thẳng lên hai ngón tay, sau lưng hồ điệp cánh lấp lóe quang mang, hào quang óng ánh hội tụ tại đầu ngón tay. Giả dạ Vương Minh thành viên thấy thế, nhao nhao ngăn tại giả dạ tinh thần trước mặt. Các ngươi, nhìn thấy thủ hạ không sợ tử vong che chở mình, giả dạ tinh thần trong lòng ấy náy càng cường liệt, đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc từ đằng xa tràn ngập mà đến, nhưng tinh thần hắn vì đó phân chấn. Trước đây, Dạ Đế đã từng nghĩ tới, Lăng giao nữ đế trước một bước đi thượng giới, chờ mình đi tìm nàng báo thù, sau lưng cần phải có tông chủ, cao tầng cùng đệ tử cùng đi đi. Rất đáng tiếc, một màn kia cũng có xuất hiện, mà Lăng giao nữ đế cũng bị dễ dàng xóa bỏ. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, nhưng vào lúc này giờ phút này, Dạ Tinh thần đã từng huyễn tưởng hình tượng xuất hiện. Xoát, hắn phất tay gọi ra đồng phục tiêu sái mặc vào, đầu tiên là sẽ có, vạn cổ, hai chữ huy chương dán tại chỗ ngực, sau đó lại đem có khắc, thiết cốt tranh tranh, bảng hiệu treo ở trên eo, lúc này mới ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Ông kính chậm rãi trên rời, xuyên thấu qua tầng tầng vây quanh chiến hạc, có thể rõ ràng nhìn thấy, vạn cổ hào cực tốc bay tới, quân thường tiếu vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở mũi thuyền. Phía sau hắn, không có cách nào hình dung, mời xem hạ đồ, thuyền 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 thuyền, giáp 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 cầu giáp giáp giáp, Người 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 người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1899, cháy lên đi, hậu bối. Bảo hộ tại giả tinh thần bốn phía giả vương minh thành viên cũng ý thức được, khi bọn hắn bản năng quay đầu nhìn lại, đều trừng to mắt. Vòng vây ngoại tinh không bên trong, từng chiếc từng chiếc cự hình tinh không chiến hạm tại trước mở đường, từng cái ám hắc phá hư thần ở giữa chạy, một gã danh trang bị tinh lương lại hình thái khác nhau võ giả theo đuôi phía sau. Nhất là, vạn cổ hào dung nhập trong đó, quân thường thiếu ngạo nghễ ngồi ở mũi thuyền, cực kỳ giống vạn quân theo bên trong thống xoái tối cao, hình ảnh kia tuyệt đối siêu cấp rung động. Đây là, Trung Ly Tử Yên ánh mắt nổi lên khó có thể tin. Những cái kia đi tới chiến hạm, chợt nhìn lại cùng thiên ma hoàng chiến hạm không khác nhau, nhưng nàng coi là đối phương lại điều động viện quân đến đây, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện có khác biệt trình độ sửa chữa, cũng đều chỉnh để đề có khác, vạn cổ, hai chữ. Vạn cổ tông sao, một gã cao tầng đạo, không sai, là vạn cổ tông. Giả dạ tinh thần dừng một chút, nói bổn vương tông môn, bổn vương dựa vào. Sứt lời, mà đổi âm hưởng gánh tại trên vai, sau đó cực kỳ tự hào nhấn hạ phát ra khóa. Quát tháo phong vân, ta tùy ý sông vạn chúng ngưỡng vọng. Quát tháo phong vân, ta tuyệt không cần về sau nhìn. Nhưng trời lệch đất, ta định ta viết tôn bản thân pháp luật. Cái này hung hãn lấp lóe ánh mắt sói hoang nhiệt huyết sôi trào âm nhạc vang vọng vũ trụ tinh không, khiến cho bảo hộ ở bên cạnh giả vương minh thủ hạ kém chút nhịn không được đi theo nhảy dựng lên. Âm luật xuyên thấu qua tầng tầng không gian, dung nhập chiến hạm cùng bên trong cơ giáp bộ, dung nhập tùy hành đồng môn trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cười, xoát, quân thường tiếu khởi thân, chỉ hướng thiên ma hoàng chiến hạm, gân xanh nổi bật hét lớn chơi hắn nhóm nha. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, vừa dứt lời, tại trước mở đường trên trăm tàu chiến hạm toàn thân các nơi cửa máy mở ra, từng cái đại đường kính ống pháo dọc theo người ra ngoài, đi qua đơn giản hiệu đính về sau, bắt đầu hội tụ hào quang óng ánh. Những này chạm hạm phần lớn theo thiên ma hoàng trong tay giành được, tuy có không ít công kích tính chất pháo đài, nhưng số lượng 10 phần có hạn, bây giờ toàn thân đều là, nhìn qua giống con nhím, tự nhiên. Không sai, Thái Huyền Lão Nhân nói, ta đổi, do đệ tử lấy linh hồn thao tác ám hắc phá hư thần cũng đều trang lên họng pháo. Giờ phút này, bọn chúng sớm đã rô mi bố bàn tản ra, cánh tay, trước ngực, hai chân, tự liền đầu xác nhi đều có các loại công kích công trình xuất hiện. Không sai, Phạm Giã Tử nói, ta đổi, trên trăm tàu chiến hạm, mấy vạn giá cơ giáp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Loạn thế cự tinh BGM vẫn như cũ vang vọng vũ trụ, nhiệt huyết dâng trào bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Nã pháo, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, họng pháo lấp lóe sáng chói ánh lửa, hoa mắt lưu quang đạn pháo, hiển bảo vũ lê hoa chi thế hướng phía vây khốn giả dạ tinh thần đám người chiến hạm đập tới. Tàn khốc, vô tình, có tiền tùy hứng vì sao muốn nói như vậy bởi vì lưu quang đạn pháo đồng đều lấy cao quy cách linh thạch ngưng tụ mà thành bất kể chi phí bất chấp hậu quả bạo phát đi ra chàng diện mặc dù có kinh phí cũng trong nháy mắt cất cao không chút nào khoa trương vạn cổ tông chiến hạm cùng cơ giáp một vòng oanh tạc ra ngoài tương đương với hao phí toàn bộ thượng giới võ đạo tài nguyên nhớ kỹ vẹn vẹn một vòng mà thôi từ trước mắt tư thế đến xem tựa hồ căn bản không dừng được rầm 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 Đợt thứ nhất lưu quang đạn pháo còn cùng mục tiêu có đoạn cự ly, đợt thứ hai, đợt thứ ba liền đã đi theo. Cái này trùng quy mô oanh kích, như thế bất kể chi phí, nói có tiền tùy hứng hoàn toàn không sai. Vì đệ tử, quân thường tiếu vui lòng, âm âm, dầm dầm rầm lít nha lít nhít lưu quang đạn pháo nhanh chóng mệnh chung mục tiêu, mạnh mẽ lực trùng kích cùng bá đạo lực lược, trong nháy mắt xé rách bên ngoài tầng phòng ngự, khiến cho từng chiếc từng chiếc chiến hạm tại chỗ vỡ nát hư vô, cũng phun ra cực nóng hỏa diễm tới. Tràng diện như sau hỏa hỏa thuyền hỏa 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 thuyền hỏa hỏa thuyền hỏa 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 thuyền hỏa tên ghê tởm đa lạt vương ánh mắt lấp lóe tức giận tiếp theo đem ngón tay theo giả tinh thần phương vị dịch chuyển khỏi khóa chặt nơi xa ngay tại phát xạ đạn pháo vạn cổ hạm đội lên hưu hắc quang phun ra xuyên thủng hư không bành mắt nhìn thấy liền muốn mệnh bên trong một chiếc chiến hạm trùng sáng màu đen đột nhiên nửa đường bạo tạc hô hô năng lượng gào thét bộc phát khu vực quân thường cứu cầm trong tay chiếu lấp lánh kiếm khí từng bước một đi tới cũng tà mị cười nói đối thủ của ngươi là bản thọ ừm xỉ lạp vương say mê con mắt thấy rõ đối phương cầm vũ khí cả kinh nói ngươi vì sao lại có hiên viên thần kiếm hiu lời còn chưa dứt quân thường tiếu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hiên viên thần kiếm phá toái hư không ngừng tụ thiên cương kiếm khí chém tới bởi vì ta soái bành đa lạt vương dù sao muốn so già la vương cường bằng nhanh nhất thời gian đưa cánh tay nhất ngang vững vàng ngăn lại hiên viên thần kiếm tới tiếp xúc ra thịt đá cứng lại đã đen nhánh hóa. Vũ trang sắc, quân thường tiếu kinh ngạc nói, bành đa lạc vương nắm đấm nắm chặt, hắc hóa ra thịt đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng, trong nháy mắt đem quân thường tiếu cả người mang kiếm bắn ra đi. Kiệt kiệt kiệt, đa lạc vương đứng ở nguyên địa, bụng mặt cười quái dị nói, tiểu tử, người tuy có vô cùng sắc bén hiên viên thần kiếm, lại khó mà dung chuyển ta mảy may. Người nhất định muốn hỏi vì cái gì, bản đại gia sẽ nói cho người biết, ta đã tố tạo hắc kim chi khu. Ba, hai tay nắm chặt, bộ mặt, cánh tay nhanh chóng hắc hóa, nhìn qua liền muốn một khối than đá, hắc triệt để, hắc cá tính. Quân thường tiếu một mặt im lặng, cái này trùng tự hỏi tự trả lời thức nói chuyện, đơn giản chính là vì nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đo thân mà làm. Hắn dơ lên hiên viên thần kiếm, cuồn cuộn không dứt sót vào thiên cương kiếm ý, cười nói, bản tọa ngược lại muốn xem xem, người cái này hắc kim chi khu cứng đến bao nhiêu. Oanh, 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 hai người trong nháy mắt tại vũ trụ tinh không chém giết, cái này trùng tiếp cận thượng lưu thiên cơ chiến đấu cấp độ thực sự có chút cao các độc giả võ đạo theo không kịp khó mà thân lâm kỳ cảnh mắt thấy cho nên đạo truyền bá đem ống kính mất phương hướng phía dưới đạn pháo liên miên bất tuyệt đánh nổ cảnh tượng hoành tráng lên rầm 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 nhưng phàm bị lít nha lít nhít đạn pháo tỏa định thiên ma hoàng chiến hạm cuối cùng hạ tràng đều là hủy diệt cùng trong biển lửa đương nhiên quân thường thiếu tài phú không phải vô cùng tận thiên ma hoàng phương diện chiến hạm hiện tại quả là nhiều chỉ dựa vào loại hỏa lực này chỉ có thể cấp cái ra oai phủ đầu, rất khó làm được triệt để tiêu diệt, cho nên mấy vạn chiếc cơ giáp thu hồi pháo đài, nhao nhao tế ra vũ khí giết đi qua. Đánh giáp lá cả đao thời điểm đến rồi, hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh, sát trùng nghĩa hét lớn một tiếng. Giết, giết, tại ám hắc phá hư thần đánh trước trận tình huống dưới, đội tiên phong thành viên theo sát phía sau theo vào, bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng trang bị tinh lương, tu vi không tầm thường, nhất là khí thế như sấm, thiết cốt tranh tranh, trong nháy mắt kéo theo toàn trường tiết tấu sát giết lấy các đại tộc quần hình thành lực lượng cũng mạnh vọt qua hưu hưu cơ giáp đệ tử như sóng chiều bàn vào tới một khắc này giả tinh thần trên mặt tự hào càng dày đặc tại nguy hiểm nhất thời điểm có một đám không sợ hãi đồng môn đến tương trợ cái loại cảm giác này thật như người lại kích động lại nước mắt mục ông không gian dập dờn, phương thiên hỏa kích xuất hiện giả tinh thần một tay bắt lấy tiêu sái đứng ở trước người tóc đen đầy đầu bay múa hiển lộ ra trên trán công, chữ hiển hiện, tiếng như kinh lôi đạo, chiến. Ông, ông, Lý Thanh Dương, tiêu tội kỳ, tô tiểu mạt, hà vô địch mấy người cũng nhao nhao kích phát văn tự đặc hiệu, ánh mắt nổi lên chiến ý chưa từng có mãnh liệt. Giống như Trương Tam lời nói, nếu như các người vẫn như cũ cần chúng ta chúc phúc. Như vậy, cháy lên đi, hậu bối, thượng tầng vũ trụ thời đại cách cục, từ hôm nay do các người đến sáng tạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.